Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 401. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nhưng là một bộ giữ kín như bưng hình dáng, không có lại trả lời cái đó, chỉ là nói, chờ ngươi cảnh giới đến, ngươi tự nhiên biết rõ, ta đi trước, nếu như ngươi đụng phải cái gì không giải quyết được nguy hiểm, kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ hạ xuống bảo vệ ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn kêu ta tên thật, nhớ lấy nhớ lấy. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm xoay người rời đi. Diệp Thần ngơ ngác nhìn Nhâm Phi Phàm bóng người, một hồi hoảng hốt, vậy suy đoán không ra, Nhâm Phi Phàm rốt cuộc ở không không lúc nào không bên trong, trải qua cái gì. Diệp Thần đại ca, chúng ta vẫn là mau sớm nghĩ biện pháp đoạt lại Tu La kiếm đi. Cổ Phong Vũ nói. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, việc cần kíp, dĩ nhiên là đoạt kiếm, lập tức gật gật đầu nói, đúng là như vậy. Cổ Phong Vũ xoay chuyển ánh mắt, nói ta Tiên Hồ Tông bên trong, hơi lớn có thể cùng trưởng lão, và trước kia Thiên Thanh Minh có liên lạc, không bằng ngươi cùng ta hồi Tiên Hồ Tông một chuyến, đi hỏi một chút ta tông môn bên trong trưởng lão, xem bọn họ có biện pháp gì. Diệp Thần tạm thời tới giữa, cũng không biết như thế nào từ Diệp Lâm Uyên trong tay, đoạt lại Tu La kiếm, nghe được Cổ Phong Vũ mà nói, liền gật đầu nói cũng tốt, ta đi với ngươi một chuyến, đa tạ. Cổ Phong Vũ nói, không có sao, Diệp Lâm Uyên giết chết gia gia ta, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Giọng tức giận cùng bi thương. Vũ Khanh Tâm thân thể mềm mại khẽ run lên, hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần đại ca, ngươi phải đi sao? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy không thôi. Diệp Thần quay đầu nhìn Vũ Khanh Tâm, khẽ mỉm cười nói, ừ, ta cũng nên đi, hôm nay các ngươi thần anh giới, lại cũng không có ma khí dơ bẩn khốn khổ, các ngươi có thể an tâm ẩn cư. Nhâm Phi Phàm mượn Thiên Đế Kim Luân lực lượng, ở thần anh giới thành lập trật tự, xóa bỏ ma khí, chỉ cần Nhâm Phi Phàm còn sống một ngày, nơi đây là có thể vĩnh viễn đạt được Thiên Đế Kim Luân chúc phúc, sẽ không lại có bị ma khí ăn mòn nguy hiểm. Vũ Khanh Tâm lưu luyến không thôi, kéo Diệp Thần tay, nói, Diệp Thần đại ca, người sau này còn sẽ trở lại sao? Diệp Thần yên lặng một hồi, rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Vũ Khanh Tâm gò má, nói, sẽ, chúng ta có duyên phận gặp lại, cáo từ. Vũ Khanh Tâm hai tròng mắt hơi ửng đỏ, Diệp Thần có thể cảm nhận được nàng tình cảm, lại ôm nàng một tí, liền chính thức tạm biệt đi. Cùng lúc đó, Diệp Lâm Uyên tàn hồn, thừa dịp loạn cuốn đi Tu La kiếm, đem về Thiên Thanh vực. Thiên Thanh Minh các võ giả, thấy Diệp Lâm Uyên thân xác hủy diệt, chỉ còn dư lại một món tàn hồn, đều là kinh hãi. Cũng may Thiên Thanh Minh trong bảo khố, có một ít đến từ Đan Thanh Tiên Tông đặc thù bức họa, đám người dùng Đan Thanh Tiên Tông bức họa, là Diệp Lâm Uyên tạm thời chế tạo một bộ thủy mặc thân thể. Nước này mực thân thể, vô luận như thế nào, cũng là không thể cùng đã từng là máu thịt chân thân so sánh, chỉ là miễn cưỡng so tàn hồn trạng thái dễ xài một chút. Diệp Lâm Uyên có thể cảm thấy tay xuống các võ giả, nhân tâm đã lững lờ, không còn là tuyệt đối quy thuận hắn. Nhâm Phi Phàm, ta muốn giết ngươi, ta sớm muộn phải giết ngươi. Diệp Lâm Uyên tức giận, hắn biết mình luân lạc như vậy, đều là bởi vì Nhâm Phi Phàm. Hắn tình cảnh 10 phần nguy hiểm, bởi vì Thiên Thanh Minh các cường giả, thấy hắn thân xác đã hủy diệt, chỉ còn lại tàn hồn, nhất định sẽ có đặc biệt tâm tư khác, dục dịch. Diệp Lâm Uyên cảm thấy mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, muốn an ổn xuống, nhất định phải khôi phục thực lực. Thật may Tu La kiếm rơi xuống ta trong tay, chỉ cần ta cắn nuốt kiếm này hồn, thực lực tất nhiên có thể thật to tăng tiến. Diệp Lâm Uyên nghĩ thầm, cái này cầm Tu La kiếm, đúc nóng liền Tiêu Tinh Hà cùng Cổ Huyền Phong hai đại tông sư tâm huyết, thậm chí còn có Cổ Huyền Phong mệnh hồn máu tươi, năng lượng đặc biệt bàng bạc. Nếu như có thể luyện hóa hấp thu, nhất định là có to lớn chỗ tốt. Diệp Lâm Uyên sử dụng Tu La kiếm, muốn đem kiếm hồn lấy ra, nhưng kinh ngạc phát hiện, cái này Tu La trên thân kiếm mặt, lại có hai đạo ý chí dấu vết lưu lại. Trong đó một đạo ý chí dấu vết, là Cổ Phong Vũ lưu lại, cũng không cường đại, Diệp Lâm Uyên tiện tay liền giải khai. Nhưng một món khác ý chí, ma khí thâm hậu được siêu thoát thực tế, cường đại đến không cách nào hình dung bước, Diệp Lâm Uyên thử nghiệm đánh vào dưới, không những không có thành công, ngược lại mình thần hồn gặp cắn trả vết thương, kịch liệt xé đau. Đây là cái gì ý chí? Ma thần chúa tể ý chí? Làm sao cường hãn như vậy? Diệp Lâm Uyên sắc mặt thay đổi, một hồi lộ vẻ xúc động. Lúc này, trong sâu thẳm, hoảng hốt tới giữa, Diệp Lâm Uyên nghe được Tu La kiếm bên trong,
truyền ra một đạo thanh âm thê lương, hình như là mộng ảo giác líu díu. Ngươi, muốn quy thuận Vĩnh Hằng, trở thành Vĩnh Hằng tín đồ sao? Hình ảnh quay về. Diệp Thần bên kia, biết Diệp Lâm Uyên không giải được dấu vết, trong lòng an tâm một chút, rời đi kiếm vẫn Thâm Uyên sau đó, liền đi theo Cổ Phong Vũ, đi Tiên Hồ Tông. Lần này kiếm vẫn Thâm Uyên chuyến đi, Diệp Thần thu hoạch không thiếu, rõ ràng hơn biết thế giới bí ẩn. Lúc đầu lên một đời ma thần nắm giữ, chính là để cho Nguyên Thủy Ma Chủ, thờ phượng Vĩnh Hằng quy luật. Trong truyền thuyết Vô Hồng Thần Kiếm, thật ra thì chính là dùng Nguyên Thủy Ma Chủ hài cốt đúc thành. Diệp Thần hồi tưởng lại thất lạc thời không bên trong, Vĩnh Hằng thần tộc nhân quả. Vô Hồng Thần Kiếm, là Vĩnh Hằng thần tộc ngọn nguồn. Thật ra thì vô luận là Vĩnh Hằng thần tộc, vẫn là Vĩnh Hằng ma tộc, ngọn nguồn đều ở đây Nguyên Thủy Ma Chủ trên mình. Nguyên Thủy Ma Chủ, mới thật sự là Vĩnh Hằng hóa thân, nhưng hắn cuối cùng, nhưng là bị thân Đồ Uyển Nhi giết chết, có phải hay không nói, Vĩnh Hằng quy luật nhất định phải thay đổi, chỉ có luân hồi mới thật sự là chí lý. Diệp Thần trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là mau sớm đoạt lại Tu La Kiếm, để cho luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn. Như vậy thứ nhất, cùng Thái Thượng Công Đức Chiến bắt đầu, Diệp Thần quyết thắng chắc chắn càng lớn hơn. Hư không dịch chuyển, Diệp Thần đi theo Cổ Phong Vũ, đi tới một phiến đẹp lạ thường thế giới bên trên. Mảnh thế giới này, là một phiến Thụy Hà nhô lên tiên đại dương, trên biển nổi lơ lửng một cái to lớn màu vàng hồ lô. Cái này màu vàng hồ lô, thể tích lớn đến khó có thể tưởng tượng bước, thật giống như liền trời trăng sao, vũ trụ thiên địa cũng có thể chứa đi vào. Diệp Thần đại ca, chúng ta đến. Cổ Phong Vũ ở màu vàng hồ lô bên ngoài dừng lại, hướng Diệp Thần nói. Đây chính là các ngươi Tiên Hồ Tông Sơn môn chỗ sao? Diệp Thần thầm giật mình, hắn nghe nói qua, Tiên Hồ Tông Sơn môn, ở trên trời hồ bên trong. Thiên địa hồ, chính là trong truyền thuyết vô vô thần khí. Cái này màu vàng hồ lô, muốn đến chính là thiên địa hồ, không không quy luật hơi thở đặc biệt nồng nặc, để cho người rung động. Diệp Thần thậm chí có thể khẳng định, coi như là tiên vương, tiên hoàng cấp cao thủ tới, bị hút vào thiên địa hồ bên trong đi, cũng chỉ có hóa thành mù kết quả. Cổ Phong Vũ nói, chính là, ta Tiên Hồ Tông, chính là tuân theo thiên địa hồ khí vận mà sống. Cái này cái thiên địa hồ, thật ra thì cũng là một cái đồ đựng, chứa muôn vàn thần kiếm đồ đựng. Diệp Thần hơi cảm thấy ngạc nhiên, nói, muôn vàn thần kiếm. Cổ Phong Vũ nói, đúng vậy. Thiên địa hồ như dung nạp bách xuyên biển khơi, mênh mông vô lượng, có thể chứa hết thảy kiếm khí sát phạt, Tử Hoàng Tiên Cung chế tạo Vô Hồng Thần Kiếm, còn có Kiếm Thần Lão Tổ chế tạo Tám Đại Thiên Kiếm, thật ra thì cũng từng gửi ở ta Tiên Hồ Tông bên trong, lấy thiên địa hồ khí vận, hóa giải kiếm mũi nhọn. Nghe vậy, Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện mình trong cơ thể luân hồi thiên kiếm, Hoang Ma Thiên Kiếm, Long Uyên Thiên Kiếm vân. Vân. Còn có vậy một nửa Vô Hồng Thần Kiếm, cũng cùng cái này cái thiên địa hồ, sinh ra một chút đồng tình. Những thứ này kiếm, cũng đã từng gửi ở thiên địa hồ bên trong qua. Vô luận là Vô Hồng Thần Kiếm, vẫn là Tám Đại Thiên Kiếm, mới vừa tạo ra thời điểm, mũi nhọn đều là cực kỳ ác liệt, sát phạt ngút trời, sát khí rất nặng, khó mà bị người chấp trường. Sau đó là gửi đến thiên địa hồ bên trong, dựa vào thiên địa hồ bàng bạc khí vận, mới dần dần hóa giải được ác liệt kiếm sát. Có thể để cho người thuận lợi nắm trong tay ở. Cái này cái thiên địa hồ, có hòa tan càn khôn, tiêu hóa hết thảy đáng sợ thần uy, hết sức lợi hại. Diệp Thần đại ca, chúng ta vào đi thôi, tông chủ và các trưởng lão cũng muốn gặp ngươi. Cổ Phong Vũ mang Diệp Thần, đi tới miệng hồ lô trước, bóp một cái pháp quyết, miệng hồ lô mở ra, một đạo kim sắc tiên quang phun ra, bao phủ ở hai người, đem hai người tiếp đón liền đi vào. Diệp Thần tiến vào thiên địa hồ bên trong thế giới, chỉ gặp từng ngọn hòn đảo phù không đứng, thác nước thiên điều, trời quang mây tạnh, phi hạc bay lượn, bạch long quanh quẩn, tiếng chuông du dương, đúng như tiên cảnh vậy. Tiên Hồ Tông bên trong các tu sĩ, sớm nhận được Cổ Phong Vũ tin tức, biết Diệp Thần muốn tới, cho nên rất nhiều cường giả, đã sớm đang đợi. Diệp Thần vừa tiến đến, liền thấy phía trước cờ lớn tung bay, mưa hoa rực rỡ, từng cái tiên nữ đạo đồng, chiến binh chiến tướng. Thiên quân tiên quân, cũng trên bầu trời từng tầng một gạt ra, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Cung nghênh luân hồi chi chủ. Vậy rất nhiều tiên nữ đạo đồng, chiến binh chiến tướng,
vừa nhìn thấy Diệp Thần đi vào, lập tức thi lễ hoan nghênh. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiên Hồ Tông lễ phép sẽ như vậy phong phú. Cổ Phong Vũ nói, Diệp Thần đại ca, thật ra thì chúng ta Tiên Hồ Tông, cũng là đứng ở luân hồi trận doanh bên này. Bầu trời bên trong, một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già, chính là Tiên Hồ Tông tông chủ, người gọi Tiên Hồ Lão Nhân. Lập tức, liền gặp vậy Tiên Hồ Lão Nhân, mang mấy trưởng lão cùng khách khanh, hạ xuống, chắp tay hướng Diệp Thần thi lễ, nói, Lão Phu Tiên Hồ Tông tông chủ, nghe tiếng đã lâu luân hồi chi chủ đại danh, hôm nay được gặp tôn phạm, không khỏi vinh hạnh. Diệp Thần chắp tay hoàn lễ nói, gặp qua lão tiền bối, hạnh hội hạnh hội. Tiên Hồ Lão Nhân nói, người cùng Diệp Lâm Uyên tranh chấp, Lão Phu đã nghe Gió Vũ nói qua, Lão Phu đã phái người đi Thiên Thanh Minh giao thiệp, nếu như thuận lợi, nói không chừng 2-3 ngày bên trong, là được thu hồi vậy Tu La Kiếm. Diệp Thần trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, lấy Diệp Lâm Uyên tính cách, làm sao có thể tùy tiện giao ra Tu La Kiếm. Không biết lão tiền bối là dùng cách gì, lại có thể để cho Diệp Lâm Uyên trả lại Tu La Kiếm. Diệp Thần không nhịn được hỏi. Tiên Hồ Lão Nhân chỉ khẽ mỉm cười, vuốt râu nói, luân hồi chi chủ không cần lo lắng, Lão Phu tự nhiên có biện pháp. Ở Tiên Hồ Lão Nhân phía sau, một cái thanh niên tóc đen đi tới trước, hướng Diệp Thần cười nói, luân hồi chi chủ, còn nhớ ta sao? Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, cái này thanh niên tóc đen, lại là Thiên Sơ Đế Quốc nắm giữ, Thiên Sơ Thánh Tổ. Thiên Sơ tiền bối, là ngươi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Ban đầu hắn rút lui Sử Thi thế giới thời điểm, gặp phải Sử Thi Thiên Quân cản đường, là Thiên Sơ Thánh Tổ hỗ trợ giải vây. Hắn lại không nghĩ rằng, sẽ ở Tiên Hồ Tông thấy Thiên Sơ Thánh Tổ. Ngươi làm sao tới Tiên Hồ Tông? Diệp Thần tò mò hỏi. Thiên Sơ Thánh Tổ than thở một tiếng, nói ta ban đầu cùng Sử Thi Thiên Quân đánh nhau, bất phân thắng phụ, ta liền mang theo ta Thiên Sơ Đế Quốc con dân, rời nhà đến băng hoàng giới. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, băng hoàng giới, đó là nguyện vọng thần giáo, nhâm thiên nữ địa bàn. Thiên Sơ Thánh Tổ cười khổ một tí, nói chính là. Ngươi cũng biết, ta trung tình thiên nữ, ta khôi phục trẻ tuổi sau đó, đi liền tìm nàng, muốn cũng kết liền cành, nhưng tiếc là, ta cho dù khôi phục trẻ tuổi, nàng cũng không có thích ta, từ đầu đến cuối làm ta là đời ra ra nhân vật. Diệp Thần cười khanh khách, không nói gì với nhau. Trong đầu nghĩ cái này Thiên Sơ Thánh Tổ, thật ra thì nhìn trời nữ mà nói, chính là đời ra ra nhân vật, nhưng lời nói này dĩ nhiên là không tiện nói ra miệng. Thiên Sơ Thánh Tổ lại nói, thiên nữ nói nàng có cái phiền não, nói quỷ vương giới thần vũ trụ, man hoang điện chủ của thánh điện thứ nhất quỷ vương, kiêu căng quá mức phách lối, nàng muốn giải quyết. Nếu thiên nữ có phiền não, ta tự nhiên tận tâm là nàng phân ưu, ta đang chuẩn bị đi quỷ vương giới một chuyến, gặp vậy thứ nhất quỷ vương. Chỉ là, thứ nhất quỷ vương thực lực cường hãn, ngược lại cũng không thể khinh thường, ta tới Tiên Hồ Tông, chính là nghe nói nơi này có khối kiếm bia, hàm chứa muôn vạn thần kiếm ý niệm, nếu có thể lĩnh ngộ, có lẽ đối tu vi có chút tăng thêm. Thiên Sơ Thánh Tổ lời nói này bên trong, đầy áp thâm tình, tựa như nguyện ý là nhâm thiên nữ vào nơi dầu sôi lửa bỏng vậy, trong tròng mắt tràn đầy nóng rực thần sắc. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nhưng bắt được thiên cơ. Tựa hồ thấy được thiên nữ vậy âm thầm trêu chọc lừa diễn cảm. Đáng thương Thiên Sơ Thánh Tổ, bị nhâm thiên nữ lừa gạt, an bài được rõ ràng trắng trắng. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, thậm chí có thể cảm thấy nhâm thiên nữ đối mình tình ý. Vậy man hoang điện chủ của thánh điện thứ nhất quỷ vương, là Diệp Thần ẩn bên trong kẻ địch, thiên nữ đem Thiên Sơ Thánh Tổ phái đi ra ngoài, cùng man hoang thánh điện tử đấu, nói rõ là muốn để Thiên Sơ Thánh Tổ đi chết, là Diệp Thần phân ưu. Thiên Sơ Thánh Tổ tu vi tuy không kém, nhưng cùng thứ nhất quỷ vương so sánh, nhất định là không sánh bằng. Dẫu sao, thứ nhất quỷ vương là quỷ vương giới thần vũ trụ, và chân lý Phật Tổ một cái đẳng cấp nhân vật lớn, ở đối phương trên địa bàn, coi như là nhâm phi phàm, vũ hoàng cổ đế, cũng không dám nói có tuyệt đối chắc chắn có thể chém chết, khí vận địa mạch ra chỉ quá lớn. Thiên Sơ Thánh Tổ nếu như đi quỷ vương giới, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần chẳng muốn để cho Thiên Sơ Thánh Tổ đi chịu chết, nói tiền bối, quỷ vương giới vô cùng nguy hiểm, người còn chưa muốn tùy tiện bước vào cho thỏa đáng. Thiên Sơ Thánh Tổ khoát khoát tay, cởi mở cười một tiếng, nói, không sao, có thể là trời nữ phân ưu, ta dù chết không tiếc, nếu như có thể đánh bại thứ nhất quỷ vương kiêu căng,
thiên nữ muội muội nàng nhất định đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe hắn lời nói này, Diệp Thần, Cổ Phong Vũ, Tiên Hồ lão nhân các người, đều cảm hết sức khó xử. Chỉ có thể nói thế gian một chữ tình, nhất là nan giải, thiên sơ thánh tổ trung tình thiên nữ, đó là biết rõ là vòng bộ cạm bẫy, chỉ cần có thể bác người đẹp nhoẻn miệng cười, hắn là hố lửa đều phải nhảy, người ngoài khuyên cũng không khuyên được. Tiên Hồ lão nhân ho khan một tiếng, nói thiên sơ thánh tổ, ngươi là ta Tiên Hồ tông khách quý, nhưng ta Tiên Hồ tông có quy củ, muốn cảm ngộ kiếm bia mà nói, cần trước đi qua khảo nghiệm. Thiên sơ thánh tổ nhướng mày một cái, nói còn phải đi qua cái gì khảo nghiệm. Tiên Hồ lão nhân nói, ta Tiên Hồ tông bổn mệnh pháp bảo, thiên địa hồ, đã từng chứa siêu tầm qua vô số thần kiếm, vậy muôn vàn thần kiếm ý niệm, ở lại kiếm bia bên trong, cho nên khối kia kiếm bia, sát phạt nhuệ khí cực kỳ mãnh liệt, nếu như đạo tâm không đủ bền bỉ, tùy thời đều có thể bị kiếm khí chém bể. Thiên sơ thánh tổ nói, ta biết, nhưng chỉ cần có thể kiên trì ở, là có thể lĩnh ngộ cao nhất kiếm đạo, ta chuẩn bị đi quỷ vương giới, chính là cần cảm ngộ đột phá, nếu không khó mà đối kháng thứ nhất quỷ vương. Tiên Hồ lão nhân gật đầu một cái, nói ta Tiên Hồ tông triều đại tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ người, có thể chịu được kiếm bia sát phạt, liền liền gió vũ cái đứa nhỏ này mà cũng không được, hắn nhưng mà ta Tiên Hồ tông cái này kỷ nguyên tới nay, thiên phú cao nhất đệ tử. Nói xong lời cuối cùng, Tiên Hồ lão nhân mắt nhìn Cổ Phong Vũ, mang vẻ vui vẻ yên tâm, cũng có một chút tiếc nuối. Cổ Phong Vũ nói, đệ tử đần độn, xin sư phụ thứ lỗi. Tiên Hồ lão nhân vừa là tông chủ, cũng là Cổ Phong Vũ sư phụ. Cổ Phong Vũ là cả Tiên Hồ tông bên trong, đệ tử thiên phú tốt nhất, nhưng cho dù là hắn, cũng không cách nào từ kiếm bia bên trong, đạt được bất kỳ cảm ngộ, thậm chí liền kiếm bia sát phạt đều khó chịu đựng. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, khá có chút hiếu kỳ hướng Tiên Hồ lão nhân hỏi, lão tiền bối, không biết kiếm kia bia là cái gì? Tiên Hồ lão nhân bàn tay lộn một cái, một khối đá bia hư ảnh, nổi lên. Tấm bia đá này, phía trên in một cái kiếm chữ, bàng bạc mà kiếm khí bén nhọn, giống như là trảm thiên giết vậy, điên cuồng bạo dũng ra. Diệp Thần thấy kiếm bia nháy mắt thức thì, đầu liền ông ông tác hưởng, thật giống như gặp phải ngàn vạn thanh phi kiếm vạn cổ. Từ nơi này khối kiếm trên bia, hắn lại có thể bắt được luân hồi thiên kiếm, phô hồng thần kiếm cùng cùng binh khí ý niệm, còn có tất cả loại mịt mờ thâm ảo kiếm đạo chí lý. Diệp Thần nhất thời có chút rung động, Tiên Hồ lão nhân kiếm trong tay bia, chỉ là hư ảnh mà thôi, khí tượng liền mãnh liệt như vậy, nếu như là thật thể, thật không biết sẽ đáng sợ đến cái gì bước. Tiên Hồ lão nhân đem kiếm bia hư ảnh thu hồi, thanh âm ngưng trọng nói, ta Tiên Hồ tông thiên địa hồ, chứa qua luân hồi thiên kiếm, phô hồng thần kiếm vân. Vân tuyệt thế binh khí, còn có trong truyền thuyết vô vô thần khí thẩm phán kiếm, thậm chí còn có cao nhất thần khí thiên tội cổ kiếm. Diệp Thần nói, thiên tội cổ kiếm. Tiên Hồ lão nhân nói, đúng vậy, không không lúc nào không bên trong, có bốn lớn cao nhất thần khí, trong đó cổ thần nhất tộc cao nhất thần khí, tên là trời tội cổ kiếm, mũi nhọn ác liệt vô cùng, năm đó đúc thành lúc đó, vậy từng đặt ở ta thiên địa hồ bên trong một đoạn thời gian. Luân hồi thiên kiếm, phô hồng thần kiếm. Thiên tội cổ kiếm vân. Vân, vô số thần binh lợi khí, muôn vàn thần kiếm sát phạt ý niệm, lưu lại ở trên một tấm bia đá, vậy bia đá chính là kiếm bia, ai nếu có thể cảm ngộ kiếm bia, ai liền có thể lĩnh ngộ được nhất vô thượng kiếm đạo. Diệp Thần một hồi chấn động, xem ra khối kia kiếm bia, đích xác là không phải chuyện đùa, nếu như mình đi cảm ngộ nói không chừng kiếm đạo lại có thể có tinh tiến, trảm thiên cửu kiếm lại đột phá vậy không nhất định. Tiên Hồ lão nhân ánh mắt híp lại, nhìn Diệp Thần, cười nói, luân hồi chi chủ, người có thể có hứng thú cảm ngộ kiếm bia. Kiếm kia bia hàng tỷ năm qua, cho tới bây giờ không có ai chân chính hiểu qua, ta hy vọng ngươi là ngoại lệ, như có người có thể mở đầu, phía sau chúng ta lại đi cảm ngộ, chắc hẳn sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Thần nghe đến chỗ này, ngay tức thì rõ ràng. Khó trách Tiên Hồ Tông trên dưới, đối mình như thế dùng lễ, nguyên lai là muốn để cho hắn làm một cái đi trước người. Chỉ cần hắn cảm ngộ kiếm bia, đi trước chảm phá bụi gai khốn trở, Tiên Hồ Tông về sau đệ tử, còn muốn cảm ngộ thì đơn giản nhiều. Nếu có thể có cảm ngộ cơ hội, thử một chút cũng không sao. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, chính là đáp đồng ý nói. Tiên Hồ lão nhân vỗ tay cười một tiếng, nói, rất tốt, vậy ngươi liền cùng Thiên Sơ Thánh Tổ, trước cùng ta đi một chuyến vô cùng kiếm ven núi. Ta Tiên Hồ Tông tổ sư ra,
ở vô cùng kiếm trên ven núi lưu lại một kiếm, cũng lưu lại quy củ, ai muốn cảm ngộ kiếm bia, trước hết chịu đựng một kiếm kia sát khí, ít nhất phải kéo dài một nén hương thời gian, càng lâu càng tốt. Vừa nói xa xa hướng phương xa chỉ một cái. Diệp Thần hết tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp phương xa có một ngọn núi ven núi, thẳng tắp dốc, mây mù lượn quanh. Ở vách núi bên trên, mơ hồ có thể thấy một đạo dữ tợn vết kiếm, ở đây sao khoảng cách rất xa dưới, Diệp Thần thấy vậy vết kiếm thời điểm, đều có một loại vô hình sợ hãi cảm giác. Một kiếm kia, không đơn giản à. Thiên Sơ Thánh Tổ cũng nhìn thấy một kiếm kia, khinh thường hì hì cười lạnh một tiếng, nói ta là vô lượng cảnh cường giả, chẳng lẽ liền một đạo vết kiếm sát khí, cũng không chịu nổi sao? Phải kiên trì một nén hương thời gian, dễ như trở bàn tay. Tiên Hồ lão nhân lắc lắc đầu nói, Thiên Sơ Thánh Tổ, lão phu khuyên ngươi không nên khinh thường, một kiếm kia, là chúng ta Tiên Hồ Tông Tổ sư ra lưu lại, sát khí rất nặng, không phải dựa hết vào bề ngoài tu vi là có thể chịu đựng, còn muốn khảo nghiệm đạo tâm. Diệp Thần vậy có chút hiếu kỳ, xem hướng Cổ Gió Vũ nói, Cổ huynh, ngươi năm đó kiên trì bao lâu? Cổ Phong Vũ nói ra thật xấu hổ, ta chỉ là khó khăn lắm kiên trì hai nén hương thời gian, tổ sư ra lưu lại vết kiếm, sát khí quá nặng. Tiên Hồ lão nhân nói, Gió Vũ cái đứa nhỏ này, là ta Tiên Hồ Tông thiên phú tốt nhất tồn tại, cũng chỉ có hắn có thể kiên trì hai nén nhang thời gian, chế ghi chép, người bình thường liền nửa nén hương cũng không nhịn được. Thiên Sơ Thánh Tổ liếc Cổ Phong Vũ một mắt, vui vẻ cười to, nói, hắn tu vi bất quá là thiên huyền cảnh, hắn cũng có thể kiên trì hai nén hương thời gian, ta muốn phá hắn ghi chép, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Liền để cho Nga xem, các người tổ sư ra lưu lại vết kiếm, rốt cuộc có cái gì địa phương thần kỳ. Ta nghe nói các người tổ sư ra, nhưng mà đã từng tử Hoàng Tiên Cung cường giả à, cùng Hồng Quân lão tổ thống nhất cái thời đại, thậm chí là Hồng Quân sư huynh tới. Tiên Hồ lão nhân thở dài nói, xấu hổ, tổ sư ra lưu lại huy hoàng, hôm nay ta Tiên Hồ Tông, đã còn dư lại không có mấy, thậm chí liền lão nhân ra ông ta lưu lại một đạo vết kiếm, đều khó chịu đựng. Thiên Sơ Thánh Tổ hắc một tiếng cười, dẫn đầu hướng vô cùng kiếm ven núi bay đi. Diệp Thần và Cổ Phong Vũ nhìn nhau, cũng là theo sát phía sau. Tiên Hồ lão nhân cười tủm tỉm cũng không nói thêm, mang mấy trưởng lão, vậy cùng đi trước. Rất nhanh. Đám người liền đi tới vô cùng kiếm ven núi trước. Vậy vô cùng kiếm ven núi là một tòa thẳng tắp sáp thiên vách núi, cao vút trong mây, ở trên vách núi có một đạo ác liệt vết kiếm, phong cách cổ xưa dữ tợn, vết kiếm cạnh còn lưu lại một hàng chữ nhỏ, trên đó viết. Thiên tội phạt, đem giết trần thế. Vậy một hàng chữ nhỏ, ẩn nhiên cũng có kiếm khí tràn ngập, hiển nhiên cũng là năm đó Tiên Hồ Tông tổ sư ra, dùng kiếm khắc lên. Thiên tội phạt, đem giết trần thế. Diệp Thần nhẹ nhàng nỉ non cái này tám chữ, khó hiểu cảm thấy một cổ ác liệt bén hơi thở, đập vào mặt, không khỏi theo bản năng lui về phía sau ba bước. Tiên Hồ lão nhân nói, nơi này chính là vô cùng kiếm ven núi, vậy một đạo vết kiếm, là ta tổ sư ra năm đó lưu lại, có thể chịu đựng vết kiếm sát phạt một nén hương thời gian người, cũng có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn vậy đạo kiếm vết, vậy cảm thấy một cổ cực đoan ác liệt hơi thở nhào tới. Trong đầu nghĩ cái này Tiên Hồ Tông tổ sư ra, không hổ là cùng Hồng Quân lão tổ cùng thời đại nhân vật, cái này đạo kiếm vết, mũi nhọn sát phạt như vậy lợi hại, ngược lại là không thể khinh thường. Nhưng thay đổi ý nghĩ còn muốn, lấy hắn vô lượng cảnh tu vi, phải chịu đựng vết kiếm sát phạt một nén hương thời gian, muốn đến không phải việc khó, lập tức hừ một tiếng, nói các ngươi tổ sư ra thực lực, ta tạm thời đồng ý, nhưng chính là một đạo vết kiếm, còn không phá được ta đạo tâm. Nói xong, Thiên Sơ Thánh Tổ bay xuống. Ở vô cùng kiếm ven núi vết kiếm phía trước, lơ lửng mấy khối ngọc bồ đoàn, Thiên Sơ Thánh Tổ liền ngồi xếp bằng ở một khối trên bồ đoàn, ánh mắt ngưng mắt nhìn vết kiếm. Tiên Hồ lão nhân nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Cổ Phong Vũ, nói, Luân Hồi Chi Chủ, Gió Vũ, các ngươi vậy đi thử một chút, chỉ phải kiên trì một nén hương thời gian, coi như thông qua khảo nghiệm, có thể đi cảm ngộ kiếm bia. Gió Vũ, ngươi lần này thử một chút xem. Có thể hay không đánh phá kỷ lục. Cổ Phong Vũ trong lòng một hồi kích động, nói, dạ, sư phụ. Nói xong hắn liền phi thân hạ xuống đến trên bồ đoàn. Hắn trước kia ghi chép, là hai nén hương thời gian, hôm nay trải qua rất nhiều, nói không chừng có đột phá tự thân cơ hội. Diệp Thần vậy không do dự, phi thân rơi vào trên bồ đoàn, trực diện phía trước vậy một đạo dữ tợn ác liệt vết kiếm.
Khoảng cách gần như vậy nhìn thẳng, Diệp Thần tim nhất thời mãnh liệt nhảy lên, ngay tức thì có một loại ảo giác, thật giống như có ngàn vạn đạo kiếm khí, từ trên trời hạ xuống, hướng hắn thân thể chém chết tới, giống như là vạn kiếm giết tim vậy, tim cũng kịch liệt vặn đau. Thật là mạnh kiếm khí. Diệp Thần thầm giật mình, nếu như không phải là hắn đã chém hết gông xiềng, sợ rằng phải bị thương. Diệp Thần vội vàng thu liếm tâm thần, như cao tăng nhập định vậy tính tọa không nhúc nhích, tự thân đạo tâm tiến vào một loại huyền diệu trầm ổn cảnh giới, như bàn thạch vậy, chống đỡ kiếm kia vết sát khí đánh vào. Vách núi giữa gió, lúc này cũng thay đổi được mãnh liệt lên, hô hô vang dội, như có kiếm khí tích chứa vậy. Tiên Hồ lão nhân và mấy trưởng lão, trôi lơ lửng ở một bên, nhìn Diệp Thần, Cổ Phong Vũ, Thiên Sơ Thánh Tổ ba người. Mới vừa thời điểm bắt đầu, ba người vẫn là thần sắc như thường, nhưng cùng nửa nén hương thời gian sau này, ba người xuất hiện dị biến. Cổ Phong Vũ sắc mặt, đã bắt đầu đổi được trắng bệch, xuất mồ hôi trán, hiển nhiên gặp phải vết kiếm sát phạt ăn mòn. Tiên Hồ lão nhân ngược lại không có quá mức lo lắng, bởi vì hắn biết Cổ Phong Vũ tính dẻo, người sau tất nhiên có thể kiên trì tiếp. Thiên Sơ Thánh Tổ chính là thân thể hơi đung đưa, hiển nhiên vậy không tốt lắm bị, trên người hắn nổi lên từng cái màu xanh quy luật xích thần, đó là vô lượng cảnh thần thông quy luật. Hắn ở lấy tự thân tu vi quy luật, cưỡng ép đối kháng vết kiếm sát phạt đánh vào. Mà Diệp Thần dị biến, liền so với cái này hai người mãnh liệt hơn. Ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, lại có thể toát ra từng luồng khói trắng, hắn gương mặt như giấy vàng vậy, cả người tản mát ra không thể danh trạng quỷ bí hơi thở, như mây khói, như sương ải, như tinh quang, lại lộ ra không không ý niệm chập chờn. Không có ai biết, Diệp Thần giờ phút này nhìn thấy gì. Diệp Thần ở chống đỡ vết kiếm sát phạt thời điểm, mơ hồ tới giữa, hắn lại có thể thấy được một thanh kiếm. Một cái đặc biệt cổ xưa, đặc biệt loang lổ, hiện đầy rỉ sét kiếm. Xuyên thấu qua tầng kia tầng rỉ sét, có thể mơ hồ dòm ngó gặp thanh kiếm này ẩn núp mũi nhọn. Vậy là như thế nào mũi nhọn? Chu thiên, diệt, càn quét hoàn vũ, như hàm chứa trời nổi giận thần phạt, không thể nhìn thẳng. Đây là, cổ thần tộc cao nhất thần khí. Thiên tội cổ kiếm. Diệp Thần thất kinh, trong thoáng chốc bắt được thiên cơ, dòm ngó thấy thanh kiếm này bí ẩn. Không không lúc nào không có bốn lớn cao nhất thần khí, cổ thần tộc cao nhất thần khí, chính là trời tội cổ kiếm. Thanh kiếm này, đời thiên chấp trưởng tội phạt, sát phạt mũi nhọn cực kỳ ác liệt, vừa là tội ác hóa thân, lại là luật lệ hóa thân, kiếm đạo quy luật cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần thậm chí cảm giác được, mình tội ác chi chu. Cũng cùng cái này cầm thiên tội cổ kiếm, sinh ra đồng tình. Lúc đầu tội ác chi chu, chính là dính liền thiên tội cổ kiếm một chút sát khí mà đản sanh ra. Thiên tội cổ kiếm, chính là cao nhất thần khí, tiết ra ngoài ra một món sát khí, đều có thể đúc nữa thành một kiện vô vô thần khí. Diệp Thần hô hấp có chút hít thở không thông, nghĩ lúc đó, chân lý Phật tổ đối mặt tội ác chi chu, cũng không thể làm gì, không cách nào luyện hóa. Mà thiên tội cổ kiếm phẩm chất cùng thần uy, so với tội ác chi chu cường hãn gấp vạn lần, thật sự là không có thể tưởng tượng khủng bố. Diệp Thần dựa vào tự thân bén nhạy đạo tâm, cường đại ý niệm, từ vô cùng kiếm ven núi vết kiếm phía trên, lại có thể dòm ngó gặp được thiên tội cổ kiếm bóng dáng. Gặp được thiên tội cổ kiếm, Diệp Thần thừa nhận sát khí ăn mòn, đều là mãnh liệt liền gấp mấy lần, thật giống như có thần phạt trời nổi giận, hạ xuống ở trên người hắn vậy. Bầu trời bên trong, từng đạo kiếp lôi rơi xuống, hung hăng bổ trước Diệp Thần thân thể. Tiên Hồ lão nhân và mấy trưởng lão, thấy Diệp Thần lại có thể đưa tới lôi tai, không khỏi được thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua tràng diện này, dĩ vãng vết kiếm khảo nghiệm, cũng sẽ không có đưa tới thiên kiếp có thể, nhưng Diệp Thần nhưng đưa tới lôi tai. Cái này lôi tai, vậy kinh động Cổ Phong Vũ và Thiên Sơ Thánh Tổ. Thiên Sơ Thánh Tổ mở mắt ra, hắc một tiếng kêu, lắc mình phi độn đến trời cao, đứng ở Tiên Hồ lão nhân cùng bên người thân. Thằng nhóc này, làm sao đưa tới thiên kiếp lôi phạt? Thiên Sơ Thánh Tổ nhìn Diệp Thần, hơi có chút kinh nghi nói. Tiên Hồ lão nhân nói, Thiên Sơ Thánh Tổ, còn chưa tới một nén hương thời gian đâu, ngươi là không kiên trì nổi. Thiên Sơ Thánh Tổ gương mặt hơi đỏ lên, cắn răng nói, đều là thằng nhóc này đột nhiên đưa tới lôi tai. Đã quấy rầy ta, nếu không ta không thể nào nhanh như vậy sa sút. Thật ra thì vậy đạo kiếm vết, sát phạt cực kỳ mãnh liệt,
Thiên Sơ Thánh Tổ càng sâu nhập cảm thụ đi xuống, càng cảm thấy khủng bố, muốn tiếp tục cố thủ ngăn cản nói, giá phải trả tất nhiên to lớn, thậm chí có thể phải để cho hắn lần nữa già nua. Thiên Sơ Thánh Tổ tự nhiên không muốn già đi, cho nên dứt khoát thoát thân đi ra, đem xử phạt đẩy cho Diệp Thần. Cổ Phong Vũ vậy bị Diệp Thần lôi tai họa đánh vào, đang kiên trì một nén hương thời gian sau đó, rốt cuộc chịu đựng không nổi, phi thân lên, sắc mặt trắng bệch, hướng Tiên Hồ lão nhân nói, sư phụ, thật xin lỗi. Tiên Hồ lão nhân thần sắc ngưng trọng, nói, không sao. Ánh mắt nhưng chỉ thấy Diệp Thần, vậy âm thầm cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra vì sao Diệp Thần sẽ đưa tới lôi tai. Hơn nữa, vậy lôi tai họa hơi thở, tương đương quỷ bí, lại thấm ra không không chập chờn, giống như là không không lúc nào không hạ xuống thần phạt. Vậy lôi kiếp thiên tai thanh thế, càng ngày càng mãnh liệt, từng cái sấm sét màu tím, ở Diệp Thần trên mình điên cuồng loạn động, thật giống như cầm hắn phách giống như chết. Diệp Thần nhưng như lão hòa thượng nhập định vậy, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, cả người có từng cục cổ xưa luân hồi huyền bi nổi lên, bảo vệ hắn thân thể. Suy suy suy, vô cùng kiếm trên ven núi, vậy đạo dữ tợn vết kiếm, giờ phút này lại có thể giống như là ra đời linh tính cùng sát ý vậy, tóe ra từng cái kiếm gió, hỗn hợp ở lôi tai bên trong, hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần như cũ không nhúc nhích, ở luân hồi huyền bi dưới bảo vệ, tùy ý ngoại giới mưa gió quỷ quyệt, hắn cũng không có chút nào hỗn loạn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, một nén hương, hai nén hương, ba nén hương. Ở ước chừng qua một lúc lâu sau, Diệp Thần thân thể lại còn là không nhúc nhích tí nào, ngược lại là vô cùng kiếm trên ven núi vết kiếm, đang không ngừng trở thành nhạt trở nên yếu, dấu vết càng ngày càng cạn, thật giống như hao hết linh khí vậy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, Tiên Hồ lão nhân, Thiên Sơ Thánh Tổ, Cổ Phong Vũ các người, đều là hoàn toàn kinh hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phải biết, có thể ở vô cùng kiếm ven núi trước, cố thủ một nén hương thời gian người, cũng có thể nói là đời này thiên tài. Nhưng Diệp Thần, ước chừng cố thủ hai tiếng, còn không có bị đánh tan dấu hiệu, ngược lại là vậy đạo kiếm vết, linh khí càng ngày càng nông cạn. Ô, sốt cuộc, ở lại qua sau nửa giờ, vậy đạo kiếm vết, hoàn toàn tiêu tán. Vậy thiên tội phạt, đem giết trần thế tám chữ, vậy toàn bộ tiêu tán. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, vết kiếm cùng kiểu chữ lưu lại kiếm khí ý niệm, toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu hết. Lôi tai tản đi, thiên địa lần nữa khôi phục thanh lãng. Diệp Thần mở mắt ra, trong tròng mắt nhưng là ngập trời uy nghiêm bắn ra, như trời tội thần nộ tích chứa, làm người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thần đại ca, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi cũng trải qua cái gì? Cổ Phong Vũ mặt đầy kinh ngạc, hỏi. Thiên tội cổ kiếm, ta thấy được thiên tội cổ kiếm. Diệp Thần trầm giọng nói, trong ánh mắt như cũ ẩn chứa thiên tội thần nộ, đó cũng không phải hắn tức giận, mà là dòm ngó hôm nay tội cổ kiếm sau đó, tự động đản sanh ra uy nghiêm. Thiên tội cổ kiếm. Nghe Diệp Thần mà nói, Cổ Phong Vũ, Tiên Hồ lão nhân, Thiên Sơ Thánh Tổ các người, đều là kinh hãi. Bọn họ tự nhiên biết thiên tội cổ kiếm, chẳng lẽ nói, cái này đạo kiếm vết, lại có thể cùng thiên tội cổ kiếm có liên quan. Diệp Thần nhìn Tiên Hồ lão nhân, nói, lão tiền bối, cái này đạo kiếm vết, không phải các ngươi tổ sư gia lưu lại sao? Ngươi không biết kiếm này vết, cùng thiên tội cổ kiếm có liên quan. Tiên Hồ lão nhân nói, xấu hổ, niên đại năm tháng quá rất xưa, kỷ nguyên bể dâu, lão phu cũng không biết tổ sư gia năm đó trải qua, chẳng lẽ hắn lại lấy được thiên tội cổ kiếm? Lấy kiếm này để lại một đạo vết kiếm. Nói tới chỗ này, Tiên Hồ lão nhân một hồi sâu đậm sợ hãi. Thiên tội cổ kiếm. Đây chính là bốn lớn cao nhất thần khí một trong à, nếu là đã từng bị bọn họ Tiên Hồ Tông chấp trưởng, đó là liền rất lớn chuyện. Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái, nói không, thiên tội cổ kiếm là thế gian kiếm thứ một, không phải thế giới hiện thật người, có thể chấp trưởng. Các ngươi tổ sư gia chưa từng chấp trưởng qua thiên tội cổ kiếm. Nhưng, thiên tội cổ kiếm từng gửi ở trên trời hồ bên trong, các ngươi tổ sư gia lấy được một chút kiếm ý, cuối cùng để lại cái này đạo kiếm vết. Kiếm kia ý, đã bị ta lĩnh ngộ. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thấy trong cơ thể nhiều hơn một cổ lực lượng cường hãn. Đó là thiên tội cổ kiếm kiếm ý lực. Diệp Thần thiên phú kiếm đạo, cực kỳ khủng bố, Thiên Hồ Tông tổ sư gia lưu lại kiếm ý, đối người khác mà nói, là một cái khảo nghiệm sinh tử,
nhưng đối với Diệp Thần mà nói, nhưng là một phần cơ duyên. Giờ phút này, vô cùng kiếm trên ven núi vết kiếm, đã hoàn toàn tiêu tán, tất cả linh khí, ý huẩn, năng lượng, kiếm đạo ý niệm, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần chỉ là nắm quyền một cái, hắn cảnh giới tu vi bình phong che chở, liền bị hoàn toàn đột phá. Hắn tu vi, từ trăm gia cảnh ba tầng thiên, đột phá đến bốn tầng thiên bước. Cảm nhận được Diệp Thần vậy tăng vào rất nhiều hơi thở, tất cả người đều là cảm thấy một hồi rung động. Diệp Thần đại ca, người lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý, hiện tại ngươi thực lực, tăng lên tới cái gì bước? Cổ Phong Vũ ngơ ngác hỏi, càng ngày càng cảm thấy Diệp Thần cường hãn. Chém ngang tiên quân vô địch đi, hẳn. Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái độ cong, cười nói. Trước kia hắn, là chém ngang thiên huyền cảnh vô địch, nhưng đối mặt vô lượng cảnh một tầng thiên tiên quân, vẫn có chút áp lực, cần phải nghiêm túc đối phó. Nhưng giờ phút này, lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý, Diệp Thần có lòng tin, chém ngang tiên quân vô địch, bất kỳ tiên quân cao thủ, ở trước mặt mình, đều là con kiến hôi tồn tại, không ngăn được hắn một kiếm. Cổ Phong Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, không thể tin nhìn Diệp Thần. Chém ngang tiên quân vô địch, chiến đấu lực này, không khỏi quá kinh khủng điểm, phải biết, Diệp Thần chỉ là trăm gia cảnh bốn tầng thiên mà thôi. Tiên Hồ lão nhân cũng là một hồi giật mình, nói tổ sư gia lưu lại kiếm ý, lão phu cũng muốn khai mở nhãn giới, luân hồi chi chủ, có thể hay không dạy bảo. Vừa nói, Tiên Hồ lão nhân đem tự thân tu vi hơi thở, áp chế đến tiên quân đại viên mãn, hiển nhiên là muốn so tài. Không thành vấn đề. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Hắn vậy rất muốn xem nhìn bầu trời tội kiếm ý uy lực. Thiên tội phạt, đem giết trần thế vạn kiếp, một kiếm phá diệt, ta là thiên thần, trấn áp bá tánh. Diệp Thần trong cổ họng phát ra cổ xưa ngâm sướng, thiên địa nhất thời kịch liệt chấn động đứng lên, có từng luồng đáng sợ tội phạt hơi thở, hình thành sấm sét, bạo gió, mưa xối xả, lạnh tuyết, còn quấn hắn thân thể, hô hô vang dội. Ở đây trời tai kiếp bao phủ hạ. Diệp Thần bỗng nhiên ngưng cương hóa kiếm, một kiếm hướng Tiên Hồ lão nhân chém chết đi. Một kiếm này, mang thiên tội cổ kiếm kiếm ý, giống như là cao nhất thần phạt hạ xuống nhân gian, muốn chân áp trần thế, phai mở bá tánh, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Làm Diệp Thần một kiếm này vung ra, trong xung quanh trăm dặm núi cao, toàn bộ vỡ sụp xuống, địa mạch cùng bản khối đồng loạt rạn nứt, phun ra nước chảy cùng nham thạch nóng chảy, tựa như trời nổi giận hạ xuống. Tiên Hồ lão nhân thấy Diệp Thần một kiếm này, già nua con ngươi nhất thời kịch liệt co rúc lại, chỉ cảm thấy thế không thể đỡ. Chém ngang tiên quân, quả nhiên vô địch. Tiên Hồ lão nhân khen ngợi đứng lên, hắn đem tu vi áp chế đến tiên quân cảnh, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, nhất thời cảm thấy con kiến hôi không có sức, hoàn toàn không cách nào chống lại. Nguy cấp bên trong, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hạn chế thoáng phóng khoáng, để cho tu vi tăng lên tới vô lượng cảnh hai tầng thiên. Đại La Kim Tiên sơ cấp cảnh giới. Đại La Kim Tiên, muôn vàn thời không vĩnh hằng tự tại, không sinh bất diệt, không tăng không giảm, thân sắc cường hãn, có thể ở kỷ nguyên nổ lớn, vũ trụ đại băng diệt bên trong còn sống sót. Đem tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh sau đó, Tiên Hồ lão nhân một chưởng đánh ra, phiến phiến quy luật xích thần bùng nổ, rực cháy hà tách thả ra, ngạnh hám Diệp Thần một kiếm. Phịch, trưởng kiếm giao kích. Tiên Hồ lão nhân nhưng là vô cùng chật vật lui về sau mười mấy bước, nét mặt già nua trắng bệch, phun một ngụm máu tươi đi ra, ra lại che phủ một tầng đáng sợ thi ban, đó là thiên tội trừng phạt, là Diệp Thần thiên tội kiếm ý sát phạt ăn mòn. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Tiên Hồ lão nhân rung động không dứt, ngày trước tội kiếm ý, chân thực quá kinh khủng, không chỉ là chém ngang tiên quân vô địch, hơn nữa coi như đối Đại La Kim Tiên cao thủ, cũng có thể tạo thành ăn mòn. Nguy cấp bên trong, Tiên Hồ lão nhân vội vàng đem tự thân tu vi, khôi phục được đỉnh cấp viên mãn, chân khí chấn động, miễn cưỡng hóa giải được Diệp Thần kiếm ý ăn mòn, trên khuôn mặt như cũ tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Diệp Thần chắp tay một cái, nói, lão tiền bối, đắc tội. Tiên Hồ lão nhân nói, không sao, người thiên tội kiếm ý, so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, có thể hay không đem kiếm ý diệu quyết, để lại cho ta Tiên Hồ Tông. Tiên Hồ lão nhân nghĩ thầm. Nếu như Tiên Hồ Tông trên dưới, người người cũng học biết liền thiên tội kiếm ý, vậy chẳng phải là muốn hùng phách thiên hạ. Diệp Thần mặt lộ vẻ khó khăn, nói, ngày này tội kiếm ý, chỉ có thể ý sẽ, không thể truyền lời, quá thâm ảo. Thiên tội kiếm ý,
là Diệp Thần ở Tiên Hồ Tông vô cùng kiếm trên ven núi cảm ngộ, vốn chính là Tiên Hồ Tông đồ, nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn đem bí quyết lưu lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiên tội kiếm ý quá thâm ảo, không cách nào dùng bất kỳ lời nói miêu tả, chân chính chỉ có thể ý sẽ, không thể truyền lời, Diệp Thần coi như muốn để lại cái gì bí quyết, cũng là vô kế khả thi. Dừng một chút, Diệp Thần vung lên trường kiếm, suy đích một tiếng, ở vô cùng kiếm trên ven núi mặt, lần nữa để lại một đạo vết kiếm, nói, lão tiền bối, như vậy đi, ta lần nữa khắc xuống một đạo vết kiếm, thiên tội kiếm ý diệu pháp, cũng trong một kiếm này mặt. Tiên Hồ lão nhân, Cổ Phong Vũ các người, ngơ ngác nhìn vậy đạo kiếm vết. Diệp Thần nơi khắc xuống vết kiếm, tự nhiên không giống bọn họ tổ sư ra như vậy ác liệt sắc bén, sát phạt dọn ra, nhưng bên trong ẩn chứa kiếm đạo ý niệm, nhưng là bác đại tinh thâm. Ai nếu có thể lĩnh ngộ, ai liền có thể chấp trưởng thiên tội kiếm ý. Đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ. Tiên Hồ lão nhân phục hồi tinh thần lại, chắp tay hướng Diệp Thần nói cảm ơn. Có cái này đạo kiếm vết, Tiên Hồ Tông ít nhất có lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý có thể, mặc dù hy vọng có chút mong manh, nhưng vẫn tốt hơn không có gì cả. Thiên Sơ Thánh Tổ một tiếng thở dài, thật giống như lập tức già mấy trăm tuổi vậy, nói, Diệp Thần, ngươi thằng nhóc này, khó trách thiên nữ như thế thích ngươi, ngươi thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, ta hoàn toàn không thể cùng ngươi so sánh. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói tiền bối. Lúc đầu Thiên Sơ Thánh Tổ, đã sớm biết thiên nữ thích Diệp Thần. Thiên Sơ Thánh Tổ cười khổ một tí, sau đó lại thoáng phục hồi tinh thần, nói, nhưng là, ta sẽ không cứ như vậy bại bởi ngươi, ta sẽ lướt đi quỷ vương giới, chỉ cần ta có thể lật đổ man hoang thánh điệt, thiên nữ muội muội nhất định sẽ đối với ta rất đổi cái nhìn, cáo từ. Dứt lời, Thiên Sơ Thánh Tổ liền không có lưu lại nữa, trực tiếp xoay người rời đi, lao tới đi quỷ vương giới. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, Tiên Hồ lão nhân và Cổ Phong Vũ các người, cũng là ngạc nhiên. Không nghĩ tới Thiên Sơ Thánh Tổ này đám nhân vật, lại khốn khổ vì tình. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thu liếm lại nội tâm nghĩ bậy, không nghĩ nhiều nữa, hướng Tiên Hồ lão nhân nói, lão tiền bối, ta coi như là thông qua khảo nghiệm chứ. Hôm nay ta, nhưng có tư cách đi cảm ngộ kiếm bia. Kiếm kia bia truyền được thần hồ kỳ thần, Diệp Thần cũng muốn đi học hỏi cảm ngộ một phen, có lẽ đối kiếm đạo của mình có chút tăng thêm. Tiên Hồ lão nhân gật đầu liên tục nói, có thể, có thể. Luân hồi chi chủ, cái này thế gian, không có người nào so ngươi còn có tư cách. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, đa tạ. Tiên Hồ lão nhân một gật đầu, ừ một tiếng, hướng Cổ Gió Vũ nói, Gió Vũ, ngươi mang luân hồi chi chủ đi học hỏi kiếm bia, chờ thêm hai ngày, Diệp Lâm Uyên có thể cũng phải tới. Cổ Phong Vũ nói, ưm. Diệp Thần nghe được Diệp Lâm Uyên muốn tới, một hồi giật mình. Nói, lão tiền bối, ngươi nói gì sao, Diệp Lâm Uyên cũng phải tới. Tiên Hồ lão nhân cười nói, đúng vậy, rất có thể. Cái này vạn năm qua, Diệp Lâm Uyên tên kia, thật ra thì vẫn luôn muốn học hỏi kiếm bia, lấy này cảm ngộ kiếm đạo, đột phá hắn Trảm Thiên Cửu Kiếm. Trảm Thiên Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm, Phượng Vũ Cửu Thiên, cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua, một khi luyện thành, truyền thuyết là long trời lở đất, đủ để giết chết chư thiên thần ma. Diệp Lâm Uyên kiếm đạo, đã đạt đến hóa cảnh, hắn muốn luyện thành Phượng Vũ Cửu Thiên, chỉ kém một cái thời cơ. Mà ta Tiên Hồ Tông kiếm bia, chính là hắn thời cơ. Như hắn có thể học hỏi kiếm bia, có lẽ sẽ có đột phá cơ hội. Ta đã phái người cùng hắn giao thiệp, chỉ cần hắn chịu giao ra Tu La kiếm, ta liền cho hắn một cái học hỏi kiếm bia cơ hội, dự đoán hắn sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, Tu La kiếm là có thể trở lại bên trong tay ngươi. Luân hồi chi chủ. Diệp Thần một hồi chấn động ngạc, không nghĩ tới Tiên Hồ lão nhân lại có thể sẽ nghĩ ra cái loại này biện pháp, hỏi, vậy Diệp Lâm Uyên sẽ đáp ứng không? Tiên Hồ lão nhân mỉm cười nói, kiếm bia hội tụ muôn vàn thần kiếm ý niệm, song kiếm đạo cảm ngộ ích lợi to lớn, hắn không thể nào cự tuyệt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, nhưng mà. Hắn nghĩ thầm, nếu quả thật đạt thành giao dịch, lấy lại Tu La kiếm, nhưng muốn để Diệp Lâm Uyên học hỏi kiếm bia. Một khi người sau kiếm đạo đột phá, luyện thành Trảm Thiên Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm, há chẳng phải là gay gâu. Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ 8 Sát Tâm Vô Ngân, đã là quỷ thần khó lường, nếu như cuối cùng một kiếm, chỉ sợ là thật chư thiên vô địch. Tiên Hồ lão nhân khoát tay chặn lại, sờ một cái râu dài, ý vị sâu xa nói, luân hồi chi chủ, thế gian khó khăn được song toàn pháp,
người muốn được cái gì, tổng phải bỏ ra điểm giá phải trả. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nói, Lòng hắn muốn tu La kiếm sự quan trọng đại, là để cho luân hồi thiên kiếm khôi phục hoàn chỉnh chỗ mấu chốt, coi như bỏ ra điểm giá phải trả, cũng là thế cần phải hành. Tiên Hồ lão nhân nói, tốt lắm, đi đi, các người đi trước cảm ngộ, Diệp Lâm Uyên có thể cái này 2 ngày liền đến, luân hồi chi chủ, người cứ việc yên tâm, ở ta Tiên Hồ tông địa bàn bên trong, hắn không dám làm loạn. Diệp Thần nói, lập tức đi theo Cổ Phong Vũ, đi kiếm bia chi địa. Cổ Phong Vũ mang Diệp Thần, đi tới Tiên Hồ Tông một nơi cấm địa, nói, Diệp Thần đại ca, kiếm bia hội tụ muôn vạn thần kiếm ý niệm, là chúng ta tổ sư gia lưu lại, có thể cảm ngộ nhiều ít, liền xem ngươi tạo hóa. Diệp Thần gật đầu một cái, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp cái này phiến cấm địa, là một phiến đẹp và tĩnh mịch rừng trúc, nhỏ gió mạnh thổi phất, trúc ảnh lượn vòng, gió bên trong truyền tới nhẹ nhàng khoan khoái mùi, thấm vào lòng người. Ở trúc trong rừng trên đất trống, đứng sừng sững một khối đá bia, phía trên khắc một cái kiếm chữ, bia đá bên trái còn có 4 cái chữ nhỏ, có khắc Tím Hoàn Đại Đế. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Tím Hoàn Đại Đế, muốn đến chính là Tiên Hồ Tông tổ sư gia. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, tựa hồ có một khối mới mộ bia, nhẹ nhàng rung rung một tí. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, ngưng thần cảm ứng, lại không có phát hiện khác thường, mới vừa run run. Thật giống như chỉ là ảo giác. Cổ Phong Vũ nói, Diệp Thần đại ca, chúng ta cùng nhau cảm ngộ kiếm bia, cùng vậy Diệp Lâm Uyên đến, lại làm dự định. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, nói cũng tốt. Lập tức, hắn liền cùng Cổ Phong Vũ cùng nhau, ngồi xếp bằng ở kiếm bia trước. Diệp Thần tính hạ tâm lai, tinh thần thấm vào đến kiếm bia bên trong, thoáng chốc tới giữa, chỉ cảm thấy muôn vàn kiếm khí giết tim, sát phạt vô cùng. Kiếm này bia sát khí cùng sắc bén, so với vô cùng kiếm trên ven núi vết kiếm, mãnh liệt 10 lần vượt quá. Diệp Thần sớm có phòng bị, nhưng đối mặt mãnh liệt như vậy kiếm khí sát phạt, cũng là được liền cực lớn rung chuyển, cả người gân cốt một hồi đau nhói. Thật là sắc bén kiếm ý. Diệp Thần thầm giật mình, ngưng thần cảm ứng dưới, liền từ kiếm bia bên trên, thấy được muôn vạn thần kiếm ý niệm, có luân hồi thiên kiếm, hoang ma thiên kiếm, vô hồng thần kiếm, thẩm phán kiếm. Thậm chí còn có thiên tội cổ kiếm bóng dáng. Vạn thế kỷ nguyên tới nay, không biết có nhiều ít danh kiếm thần kiếm, từng gửi ở thiên địa hồ bên trong, chư thiên thần kiếm mênh mông sát phạt cùng kiếm ý, cũng hội tụ đến kiếm bia bên trong, kiếm bia sát phạt có thể tưởng tượng được. Học hỏi kiếm bia, chính là học hỏi muôn vàn thần kiếm, song kiếm đạo tăng thêm to lớn. Diệp Thần phỏng đoán mình trảm thiên cửu kiếm, đều có khả năng đột phá. Lập tức liền toàn bộ tinh thần chăm chú, cảm ngộ kiếm bia. Mà ở Diệp Thần toàn bộ tinh thần cảm ngộ thời điểm, Tiên Hồ Tông đã sớm phái mấy cái sứ giả, đi Thiên Thanh Minh giao thiệp. Tiên Hồ Tông mở ra điều kiện rất đơn giản, chỉ cần Diệp Lâm Uyên nguyện ý giao ra Tu La Kiếm, liền cho phép hắn đi học hỏi kiếm bia. Thiên Thanh vực thần cung chỗ sâu, trong đại điện, Diệp Lâm Uyên một thân một mình, thủy mặc thân thể hơi đung đưa, hắn cũng không có nhận gặp Tiên Hồ Tông sứ giả. Cũng để cho bọn họ chờ ở bên ngoài. Hắn ở toàn bộ tinh thần chăm chú dò xét Tu La Kiếm. Cái này cầm Tu La Kiếm bên trong, không ngừng truyền ra mãi mãi thanh âm thê lương, ngươi, tin tưởng phụng Vĩnh Hằng, trở thành Vĩnh Hằng tín đồ sao. Diệp Lâm Uyên thần sắc ngưng trọng, yên lặng hồi lâu, rốt cục thì mở miệng, mang một chút khinh thường cùng ngạo mạn nói, ta sẽ không trở thành người bất kỳ tín đồ, ngươi là đời trước Vu Yêu Vương, Nguyên Thủy Ma Chủ. Hiện thân đi ra đi. Hắn tiếng nói rơi xuống, vậy Tu La Kiếm bên trong, ma khí sôi trào, tà khí cổn đáng, từ từ dâng lên, cuối cùng ở thần cung trên đại điện không, hình thành một tôn nửa người nửa quỷ khô lâu quái vật, trong con người nhúc nhích màu xanh quỷ hỏa, cả người ma khí ngưng tụ thành từng cái quy luật xích sắt, chính là trong truyền thuyết Vu Yêu Vương, đã từng là ma thần nắm giữ, Nguyên Thủy Ma Chủ. Diệp Lâm Uyên kiến thức rộng, tự nhiên nghe nói qua Nguyên Thủy Ma Chủ truyền thuyết. Hắn nhìn vậy nửa người nửa quỷ khô lâu quái vật, nói, ngươi chính là Nguyên Thủy Ma Chủ. Khô lâu kia quái vật thanh âm thê lương, nói, không sai, ta chính là vạn thế không đổi Vĩnh Hằng, Nguyên Thủy phép tắc nắm giữ, hàng tỷ Vu Yêu thủ lãnh, chư thiên ma thần quân vương, Nguyên Thủy Ma Chủ. Diệp Lâm Uyên nhạo báng một tiếng, nói, vạn thế không đổi Vĩnh Hằng. Thật là buồn cười, ngươi không phải bị đồ đệ của ngươi, thân đồ Uyển Nhi giết chết sao? Hôm nay Vu Yêu Vương,
cũng không phải là ngươi, mà là thân Đỗ Uyển Nhi. Nguyên Thủy Ma Chủ khẽ gật đầu một cái, nói, nàng có thể giết chết ta, là ta cố ý an bài, bởi vì ta cần thoát khỏi không không lúc nào không, đi tới thế giới hiện thật, tìm mới vĩnh hằng tín đồ. Diệp Lâm Uyên nói, ngươi theo dõi ta. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, đúng vậy, ngươi thiên phú nhất lưu, đặc biệt thích hợp thừa kế vĩnh hằng quy luật. Diệp Lâm Uyên lạnh lùng nói, ta sẽ không trở thành người bất kỳ tín đồ. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, tín đồ chỉ là một giải thích, ngươi thừa kế vĩnh hằng quy luật sau đó, ngươi chính là vĩnh hằng thiên tôn, là chư thiên ma thần cao nhất nắm giữ, đã từng ở ta thủ hạ ma thần, cũng sẽ thần phục với ngươi. Diệp Lâm Uyên nghe đến chỗ này, tim mãnh liệt nhảy lên một tí. Vĩnh hằng thiên tôn, chư thiên ma thần cao nhất nắm giữ, đây đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Nếu như có thể thống lĩnh chư thiên ma thần, hắn có tư cách đối kháng vạn khư và luân hồi. Tại sao phải lựa chọn ta? Diệp Lâm Uyên rất là tò mò. Nguyên Thủy Ma Chủ than thở một tiếng, nói, bởi vì ta không có lựa chọn, mà Tổ Vô Thiên, Nhâm Thiên Nữ, Vũ Hoàng Cổ Đế, Diệp Thần các người, hoặc là tâm cao khí ngạo, hoặc là lưng đeo đại khí vận, cũng không thể thừa kế vĩnh hằng sứ mạng, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Diệp Lâm Uyên cười hắc hắc, nói như vậy, ta là ngươi nhất không tình nguyện lựa chọn. Ở ngươi trong lòng, ta cuối cùng là kém hơn Ma Tổ Vô Thiên, Nhâm Thiên Nữ đám người. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, ngươi cùng bọn họ chênh lệch, chính ngươi rõ ràng, nhưng, ta tin tưởng ngươi đạo tâm, sẽ không so thế gian bất kỳ một người kém, ngươi nhất định có thể chấp trưởng vĩnh hằng đỉnh. Đã từng là ta, chỉ là một cấp thấp nhất ma thần quái vật, một đường tu luyện thành ma chủ, nhưng tiếc là ta thiên phú cuối cùng quá kém, ta không thể nào lên đỉnh vĩnh hằng, chỉ có ngươi có thể. Ngươi có thể nguyện thừa kế ta ý chí, từ nay về sau, ngươi chính là ta sẽ biến mất, nhưng vĩnh hằng trường sinh. Diệp Lâm Uyên nghe được Nguyên Thủy Ma Chủ giọng, đặc biệt có thành ý, tâm thần cũng là khẽ động. Hắn biết đây là một phần đại cơ duyên, nhưng hắn cũng biết, một khi tiếp nhận, mình liền phải đối mặt bất trắc tai họa, không không thời không các loại nhân quả thêm thân, kết cục không cách nào tưởng tượng. Ta thừa kế ngươi ý chí, có thể hay không khôi phục thân xác, thậm chí cảnh giới đột phá, trở thành tiên đế. Diệp Lâm Uyên hỏi. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, tiên đế cảnh giới, chính là thực tế đạo pháp nhất đỉnh cấp, không như vậy dễ dàng đạt thành, cần chính ngươi từ từ cảm ngộ. Nhưng ngươi thừa kế ta ý chí, liền có thể vô hạn đến gần tiên đế cảnh giới. Còn như khôi phục thân xác, cũng không coi là quá gian nan, chỉ cần ngươi có thể tìm được vô hồng thần kiếm. Diệp Lâm Uyên trong lòng động một cái, nói, vô hồng thần kiếm. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, đúng vậy, năm đó ta chết sau đó, hài cốt bị Tử Hoàng Tiên Cung đoạt đi, cũng đúc tạo thành vô hồng thần kiếm, sau đó thậm chí thành Hồng Quân Lão Tổ binh khí. Vô hồng thần kiếm, chính là do ta hài cốt đúc thành, hôm nay phân là hai đoạn, có một nửa ở luân hồi chi chủ trong tay. Ngoài ra một nửa không biết tung tích. Ngươi chỉ cần tìm được vô hồng thần kiếm, là được khôi phục thân xác. Diệp Lâm Uyên sắc mặt trầm xuống, nói, Diệp thần vậy tiểu tử, có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, muốn từ trong tay hắn cướp lấy vô hồng thần kiếm, chỉ sợ khó hơn lên trời. Vừa nghĩ tới Nhâm Phi Phàm, Diệp Lâm Uyên liền lòng vẫn còn sợ hãi. Hôm nay Nhâm Phi Phàm, chấp trưởng thiên đế Kim Luân, uy thế đích thực quá đáng sợ. Thậm chí có giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế năng lực. Vậy thiên đế Kim Luân ánh sáng chiếu một cái, liền hắn cái này chính xác tiên đế, đều phải ngay tức thì vẫn diệt thân xác. Nguyên Thủy Ma Chủ lắc đầu một cái, nói, không cần kinh hoàng, vậy Nhâm Phi Phàm đạt được thiên đế Kim Luân, nhưng vậy trả giá vô cùng giá thật lớn, bị vô số ánh mắt để mắt tới, hắn không dám tùy tiện hiện thân. Hơn nữa, người muốn khôi phục thân xác, có một nửa vô hồng thần kiếm là đủ rồi. Ngươi không cần đối kháng luân hồi chi chủ, đi tìm ngoài ra một nửa, cùng khôi phục thân xác sau đó, lại đối phó vậy tiểu tử cũng không muộn. Ngươi phải nhớ kỹ, luân hồi, là vĩnh hằng địch nhân lớn nhất. Vĩnh hằng, không cần luân hồi, làm vĩnh hằng trật tự tạo dựng lên, chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại, đều có thể vĩnh hằng bất diệt, thành lập vĩnh hằng đất nước, là ta chọn đời tâm nguyện, hôm nay chỉ có dựa vào ngươi. Diệp Lâm Uyên cười hắc hắc, nói chư thiên vạn giới. Vạn vật vĩnh hằng, đây chẳng phải là một cái đầm nước đọng. Ta đã từng vô hạn đến gần luân hồi, ta cũng thờ phượng luân hồi quy luật, người kêu ta thừa kế vĩnh hằng ý chí, sợ rằng tìm lộn người. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, người đi qua lầm vào đường rẽ, ta không trách ngươi,
chỉ cần ngươi thừa kế ta ý chí, ngươi liền sẽ hiểu được vĩnh hằng vĩ đại. Chư thiên sinh linh, chịu đủ luân hồi khổ, vô tận luân hồi, chính là vô tận kiếp nạn, há chẳng phải là thống khổ. Chỉ có thành lập vĩnh hằng thiên đường, mới khá đem chư thiên vạn giới, từ luân hồi bể khổ bên trong cứu ra, cũng có thể để cho không không thời không hỗn loạn khái niệm, chân chính khôi phục ổn định. Nguyên thủy ma chủ thanh âm, mang thật lớn cao xa ý niệm, hắn muốn thành lập vĩnh hằng thiên đường, giống như ngày xưa đế thích thiên muốn thiết lập lý tưởng nước vậy, đều là vô cùng kiên định mơ ước. Diệp Lâm Uyên quanh năm sát phạt tranh đấu, lại biết hết thảy mơ ước, đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới thật sự là vĩnh hằng, lập tức cười lạnh nói, Nga thừa kế người vĩnh hằng ý chí, tương lai con đường phát triển như thế nào, tự nhiên do ta quyết đoán, chư thiên vĩnh hằng, ta cũng không có lớn như vậy lý tưởng. Nguyên thủy ma chủ nói, có thể, người tự do quyết đoán là được. Diệp Lâm Uyên gật đầu một cái, lại tế khởi tu la kiếm, nói ta thừa kế người ý chí sau đó, có thể giải khai thanh kiếm này ý chí phong tỏa chứ. Nguyên thủy ma chủ nói, vì sao phải giải khai, ngươi như thừa kế ta ý chí, kiếm này tu la kiếm hồn, tại ngươi đã vô dụng. Diệp Lâm Uyên cười hắc hắc nói, đối với ta là không dùng, nhưng đối với Diệp thần vậy tiểu tử, nhưng mà hữu dụng rất. Chỉ cần ta nuốt hết tu la kiếm hồn, thằng nhóc kia luân hồi thiên kiếm, liền hoàn toàn thành sắt vụn, không hoàn chỉnh kiếm hồn gia trì, luân hồi thiên kiếm không thể nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Nguyên thủy ma chủ trầm ngâm một hồi, nói kiếm này ý chí phong tỏa, là ta cùng vậy cổ phong vũ thiết lập khế ước. Khế ước, cũng là vĩnh hằng một phần chia. Trừ phi cổ phong vũ tự mình ra tay, nếu không kiếm này cấm chế, ai vậy không thể mở ra. Diệp Lâm Uyên nói, coi như ta thành vĩnh hằng thiên tôn, vậy không giải được sao? Nguyên thủy ma chủ nói, vĩnh hằng quy luật, khế ước chân lý, cũng không ai có thể vi phạm. Diệp Lâm Uyên cười ha ha một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, không biết hắn trong lòng thoáng qua ý niệm gì, thu hồi tu la kiếm, nói, được rồi, ta biết, vậy liền bắt đầu truyền thừa đi, ta sẽ thừa kế ngươi ý chí, trở thành vĩnh hằng thiên tôn, chư thiên ma thần nắm giữ, nhưng ngươi không nên hối hận. Ta chưa chắc sẽ tin phụng vĩnh hằng quy luật. Nguyên thủy ma chủ nói, không sao, chờ ngươi thấy được vĩnh hằng vĩ đại, ngươi sẽ rõ. Dừng một chút, lại nói, nhớ, mau sớm tìm được ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm, khôi phục thân xác, luân hồi khí vận quá thịnh, nếu như ngươi không nhanh chóng ra tay, ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm, vậy rất có thể rơi vào vậy tiểu tử trong tay. Diệp Lâm Uyên trong lòng rét một cái, nói, ngoài ra một nửa kiếm gãy. Rốt cuộc ở địa phương nào? Nguyên thủy ma chủ lắc lắc đầu nói, năm tháng bể dâu, thiên cơ mịt mờ, ta cũng không biết, nhưng ở Tiên Hồ Tông bên trong, có một khối kiếm bia, bên trong lưu lại có vô hồng thần kiếm ý niệm, người đi học hỏi kiếm bia, có lẽ có thể ngược dòng nhân quả, nghịch đẩy thiên cơ, tra được vậy một nửa kiếm gãy rơi xuống. Diệp Lâm Uyên nghe được kiếm bia hai chữ, trong lòng động một cái. Hiện tại Tiên Hồ Tông sứ giả, liền ở bên ngoài. Chỉ cần hắn giao ra tu la kiếm, là có thể đi học hỏi kiếm bia. Học hỏi kiếm bia, vậy vẫn là tâm nguyện của hắn, là đột phá Trảm Thiên Cửu Kiếm chỗ mấu chốt. Bây giờ nghe Nguyên Thủy Ma Chủ nói, khối kia kiếm bia, vẫn là tìm ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm mấu chốt. Nguyên Thủy Ma Chủ nói, người thừa kế ta ý chí, thống lĩnh chư thiên ma thần, có lẽ có thể trực tiếp lướt đi Tiên Hồ Tông, đem kiếm bia đoạt trở lại. Nhưng... Tiên Hồ Tông tổ sư ra tím hoàn đại đế, người này là cổ thánh hiền, tu vi sâu không lường được, người không thể khinh thường. Diệp Lâm Uyên lãnh đạm nói, ta làm việc, không cần ngươi dạy, bắt đầu truyền thừa đi, ta tự có quyết đoán. Nguyên thủy ma chủ nghe Diệp Lâm Uyên kêu căng giọng, cũng không có lộ ra biểu tình gì, mà là nhẹ khẽ gật đầu, nói, được, ngươi biết làm chứng vĩnh hằng vĩ đại, ngươi so ta thích hợp hơn, chấp trưởng vĩnh hằng quy luật, ta có thể nhắm mắt, Diệp Lâm Uyên. Người biết thành lập vĩnh hằng thiên đường, hoàn thành ta sứ mạng. Ngay lúc nói chuyện, nguyên thủy ma chủ khô lâu kia thân thể, bắt đầu tán loạn, hóa thành từng luồng quỷ bí khó lường ma khí, hướng Diệp Lâm Uyên thủy mặc thân thể chui vào. Diệp Lâm Uyên chỉ cảm thấy một cổ hào hùng ý chí năng lượng, tràn vào. Cổ năng lượng này, cũng không phải là sát phạt, mà là một loại trầm ổn, phong phú, mang vạn thế không đổi quy luật hơi thở, so trời trăng sao sông, vũ trụ vực sâu. Còn muốn mãi mãi rất xưa, không thay đổi không dễ tồn tại. Ở cổ ý chí này bơm vào hạ, Diệp Lâm Uyên trước mắt, phảng phất có một bức mênh mông bức họa ở mở ra.
đó là Vĩnh Hằng Thiên Đường bức họa. Ở nơi này phiến Vĩnh Hằng Thiên Đường bên trong, không có hỗn loạn, không có tội nghiệt, không có giết hại, chỉ có Vĩnh Hằng ôn hòa, bình thản, không có bất kỳ sinh linh sẽ chết đi, tất cả tồn tại đều là Vĩnh Hằng tồn tại. Đây không phải là một cái đầm nước đọng, mà là một loại trật tự trói lọi, không phải luân hồi trật tự, mà là Vĩnh Hằng trật tự. Ở luân hồi đất nước bên trong, sinh linh sẽ có chết đi nguy hiểm, nhưng ở Vĩnh Hằng Thiên Đường, không có bất kỳ sinh linh sẽ chết, tất cả hết thảy đều là Vĩnh Hằng, thiên địa không dễ, sơn hà không thay đổi, nhật nguyệt không đổi, vạn vật không chết. Cái này cổ Vĩnh Hằng ý chí, rung động thật sâu Diệp Lâm Uyên đạo tâm, hắn có chút ngẩn người, hồi tưởng lại lão tổ Diệp Thuần Quân, trong đầu nghĩ, ở nơi này phiến Vĩnh Hằng Thiên Đường, lão tổ có phải hay không vậy không cần chết. Hắn đối cái gì thành lập Vĩnh Hằng Thiên Đường, không có hứng thú chút nào, nhưng suy nghĩ thiên đường tạo dựng lên, vạn vật vĩnh hằng, Diệp Thuần Quân cũng không cần chết đi, hắn nội tâm mơ hồ có xúc động. Hu hu hu. Bỗng nhiên, vậy Vĩnh Hằng Thiên Đường bức họa, lại bị vô cùng vô tận quỷ bí ma khí ăn mòn. Vô biên vô tận ma khí, để cho được vậy Vĩnh Hằng Thiên Đường, thành luyện ngục ma quật vậy tồn tại, có vô số vạn vẹo ma thần quái vật đang gầm thét. Đó là nguyên thủy ma chủ ma thần huyết mạch, bản thân có ma khí. Vĩnh Hằng là quang minh quy luật, cũng là chư thiên ma thần từ trong bóng tối giải thoát cứu chuộc hy vọng. Nguyên thủy ma chủ thờ phượng Vĩnh Hằng, thật ra thì cũng có giải cứu ma thần nhất tộc ý. Nhưng mà, ma khí quá nồng nặc, các loại vặn vẹo quái đản ma thần, nhọn gào thét, gầm thét, che đậy Vĩnh Hằng huy hoàng đất nước, để cho nơi đây hoàn toàn biến thành ma thần chỗ vui chơi. Diệp Lâm Uyên mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, vậy ma thần chỗ vui chơi cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Hào hùng ma khí, chọc thủng thiên thanh minh thần cung đại điện, xuyên qua thiên vũ. Chư thiên vạn giới, cũng vang lên vô số ma thần quái vật tiếng huýt sáo cùng gầm thét, chấn động thiên địa. Dày đặc vừa dày vừa nặng ma khí, hội tụ thành từng tầng một đông nghịt mây đen, che phủ thiên thanh vực bầu trời. Diệp Lâm Uyên thân thể, giống như là được cái gì chúc phúc vậy. Từ từ dâng lên liền giữa không trung. Vĩnh Hằng Thiên Tôn, ma chủ vạn cổ. Từng đạo ngâm sướng sùng bái thanh âm, tràn đầy quỷ bí bóng tối uy nghiêm, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Thiên thiên vạn vạn đầu ma thần quái vật, vạn vẹo hình thể, hướng Diệp Lâm Uyên quỷ bái. Giờ khắc này Diệp Lâm Uyên đã thừa kế nguyên thủy ma chủ ý chí, thành mới ma thần nắm giữ, bị chư thiên ma thần ngưỡng mộ, tu vi đã sắp đến gần tiên đế cảnh giới. Thiên Thanh Minh rất nhiều các đệ tử, thấy Diệp Lâm Uyên lần này khí tượng, đều là rung động được tột đỉnh. Có chút Thiên Thanh Minh đã từng là cường giả, vốn là có phản bội tâm tư, nhưng thấy Diệp Lâm Uyên đổi được như thế mạnh mẽ, tất cả mọi người đều là run lẩy bẩy, không dám lại có bất kỳ phản bội ý niệm, hết sức lo sợ quỳ xuống, cũng cùng chư thiên ma thần cùng nhau, sùng bái Diệp Lâm Uyên. Tiên Hồ Tông mấy cái sứ giả, cảm nhận được Diệp Lâm Uyên đáng sợ ma khí. Cũng là cả kinh thất sắc, chố mắt nhìn nhau. Diệp Lâm Uyên tên này, lại có thể thừa kế nguyên thủy ma chủ ý chí. Hắn chẳng phải là muốn thống lĩnh chư thiên ma thần. Vậy đơn giản muốn vô địch. Mấy cái sứ giả giọng nói rung động, thiên cơ cảm ứng dưới, bọn họ ngay tức thì từ Diệp Lâm Uyên trên mình bắt được, nguyên thủy ma chủ đủ loại ý niệm cùng nhân quả. Nguyên thủy ma chủ đem tự thân ý niệm quy luật, truyền cho Diệp Lâm Uyên, cũng không có tận lực che giấu. Ngược lại có một loại chiêu cáo thiên hạ mùi vị, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được hết thảy. Chư thiên vạn giới bên trong, không hề thiếu thế giới sinh linh, bị nguyên thủy ma chủ ý niệm bị nhiễm, thậm chí tại chỗ quy thuận Vĩnh Hằng, trở thành Vĩnh Hằng tín đồ, vậy xa xa hướng Diệp Lâm Uyên quỳ bái. Diệp Lâm Uyên cao cứ ở trên trời, mang một cổ quân lâm thiên hạ vậy thô bạo, quan sát Tiên Hồ Tông mấy cái sứ giả cửa, lạnh giọng hỏi. Các ngươi có phải hay không muốn mời ta đi Tiên Hồ Tông, học hỏi kiếm bia? Vậy mấy cái sứ giả cả người phát run, một người trong đó nói Diệp Lâm Uyên, chỉ cần ngươi chịu giao ra Tu La Kiếm, cũng có thể đi học hỏi kiếm bia. Diệp Lâm Uyên vui vẻ cười to, nói Tu La Kiếm ta muốn, kiếm bia ta cũng muốn, các ngươi có thể ngăn được ta sao? Ta là vạn thế không đổi Vĩnh Hằng, ta là Vĩnh Hằng hóa thân, coi như là luân hồi quy luật, cũng không cách nào phai mở ta chút nào. Thanh âm rơi xuống, Diệp Lâm Uyên vung tay lên, dẫn ảo ảo ma thần đại quân, hướng Tiên Hồ Tông lướt đi. Vào giờ phút này, hắn thừa kế nguyên thủy ma chủ ý chí, cảm nhận được liền Vĩnh Hằng vĩ đại,
tuy không nói thay đổi tín ngưỡng, nhưng đối với vĩnh hằng chi đạo, đích xác là đón nhận rất nhiều. Vậy mấy cái sứ giả, thấy Diệp Lâm Uyên, lại muốn lướt đi Tiên Hồ Tông, đều là kinh hãi được tột đỉnh. Thời tiết muốn thay đổi. Tiên Hồ Tông bên trong, Diệp Thần và Cổ Phong Vũ, đang học hỏi kiếm bia, yên lặng tìm hiểu. Diệp Thần từ kiếm bia bên trong, dòm ngó thấy vô số thần kiếm bóng dáng, tự thân kiếm đạo mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Trong đó, nhất có thể đưa tới Diệp Thần chú ý, chính là Vô Hồng Thần Kiếm. Làm ngưng mắt nhìn Vô Hồng Thần Kiếm bóng dáng thời điểm, hắn tựa như dòm ngó đến sau lưng Thiên Cơ, thấy ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm rơi xuống. Vô Hồng Thần Kiếm đoạn là hai đoạn, trong đó một nửa ở Diệp Thần trong tay, ngoài ra một nửa cũng không biết tung tích. Nếu như có thể đạt được ngoài ra một nửa, Vô Hồng Thần Kiếm khôi phục nguyên vẹn, đó đúng là một cái tuyệt thế kiếm. Dẫu sao, Vô Hồng Thần Kiếm là dùng nguyên thủy ma chủ hài cốt, đúc thành, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, còn đã từng là Hồng Quân lão tổ binh khí. Nếu là có thể chấp trưởng Vô Hồng Thần Kiếm, có lẽ có thể tiến hơn một bước, dòm ngó gặp cổ xưa nhân quả bí ẩn. Nhưng mà, Vô Hồng Thần Kiếm sau lưng Thiên Cơ, đặc biệt phức tạp, Diệp Thần coi như dòm ngó thấy kiếm ảnh, trong thời gian ngắn, cũng khó mà phá giải sau lưng bí ẩn. Ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm, rốt cuộc ở địa phương nào? Diệp Thần âm thầm thầm thì, Vô Hồng Thần Kiếm quá thần bí, muốn phá giải nhân quả mà nói, dựa hết vào chính hắn, có chút khó khăn, có thể phải mời Nhâm Phi Phàm và Gia ra tay. Đang trong suy nghĩ, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy, mãnh liệt ma đạo khí tượng, hướng Tiên Hồ Tông ăn mòn tới. Tiên Hồ Tông thần hy nhô lên bầu trời, giờ phút này đổi được đen nhánh xám tối lại, loáng thoáng có ma thần quái vật tiếng gầm gừ vang lên. Toàn bộ Tiên Hồ Tông, trên tới tông chủ Tiên Hồ lão nhân, cho tới phổ thông tạp dịch, đều có một loại vô hình sợ hãi. Tất cả người ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được vậy hào hùng ma đạo khí tượng, đều là bất an. Đây là, nguyên thủy ma chủ ý niệm, vĩnh hằng quy luật. Diệp Thần con người co rúm lại, cũng không cần cẩn thận cảm ứng, lập tức liền bắt được nồng nặc nhân quả chập chờn. Nguyên thủy ma chủ lại có thể đem vĩnh hằng ý niệm, truyền cho Diệp Lâm Uyên, cũng chiêu cáo thiên hạ. Giờ khắc này, Diệp Lâm Uyên thành vĩnh hằng thiên tôn, là mới ma thần nắm giữ. Ha ha ha, Tiên Hồ lão nhân, vẫn khỏe chứ à? Một đạo tiếng cười lớn vang lên. Chỉ gặp một đạo ma khí bàng bạc, như quân lâm thiên hạ vậy cuồng ngạo bóng người, xuất lĩnh muôn vàn ma thần, từ trên bầu trời hạ xuống, chính là Diệp Lâm Uyên. Diệp Thần thấy Diệp Lâm Uyên tới, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, một phiến ngưng trọng. Diệp Lâm Uyên sau lưng ma thần bên trong, có chút là tới từ thất lạc thời không vĩnh hằng ma tộc, để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc. Không chỉ là vĩnh hằng ma tộc, chư thiên ma thần quái vật, cũng quy thuận Diệp Lâm Uyên, phụng hắn làm chủ. Diệp Thần, người thằng nhóc này, cũng ở đây Tiên Hồ Tông sao? Thật là không thể tốt hơn nữa. Diệp Lâm Uyên ánh mắt quét nhìn toàn trường, lập tức thấy được Diệp Thần cùng Cổ Phong Vũ, còn có khối kia kiếm bia, không khỏi được cười lên. Tiên Hồ Tông trên dưới các cường giả, nhất thời phòng bị. Tiên Hồ lão nhân bay ra, mặt đầy ngưng trọng, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lâm Uyên, nói, Diệp Lâm Uyên, ngươi lại có thể thừa kế nguyên thủy ma chủ ý chí. Diệp Lâm Uyên cười to, nói, không sai, ta chính là vạn thế vĩnh hằng nắm giữ, các ngươi Tiên Hồ Tông kiếm bia, ta rất có hứng thú, giao ra đi, ta tha các ngươi không chết. Thanh âm rơi xuống, Diệp Lâm Uyên bàn tay vung ra, hướng vậy phiến cấm địa rừng trúc bao phủ đi, muốn trực tiếp cướp lấy kiếm bia. Diệp Thần và Cổ Phong Vũ, cảm nhận được Diệp Lâm Uyên vậy hào hùng trưởng thế, vội vàng rút người ra bay ngược. Mắt xem kiếm kia bia, thì phải rơi vào Diệp Lâm Uyên trong tay, Tiên Hồ lão nhân hừ một tiếng, đột nhiên sử dụng một thanh phi kiếm, cách không hướng Diệp Lâm Uyên chém tới, quát lên. Diệp Lâm Uyên, ở ta Tiên Hồ Tông trên địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Phi kiếm như điện, xen lẫn ác liệt thanh thế, thậm chí còn có Tiên Hồ Tông địa mạch hơi thở, cực kỳ ác liệt. Diệp Lâm Uyên vui vẻ cười to, nhưng là không sợ chút nào, nói ta hôm nay thân hóa vĩnh hằng, các ngươi Tiên Hồ Tông, như thế nào là ta địch thủ? Phá cho ta! Trong lúc nói chuyện, Diệp Lâm Uyên bỗng nhiên rút ra Tu La kiếm, một kiếm vung ra, ma khí nhô lên, tranh đích một tiếng, lại có thể chặt đứt Tiên Hồ lão nhân phi kiếm. Cái gì? Tiên Hồ lão nhân cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy Diệp Lâm Uyên uy thế, so với trước kia lợi hại không biết nhiều ít,
hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Dừng một chút, tiên hồ lão nhân hét lớn, mau mở bảo vệ đại trận, chu diệt lão này. Hắn cảm giác sâu sắc Diệp Lâm Uyên cường hãn, hôm nay chỉ có mở bảo vệ đại trận, mới khá có sức đánh một trận. Diệp Lâm Uyên cười hắc hắc, nói, không cần như thế khẩn trương, ta chỉ là mượn dùng kiếm bia mấy ngày, cũng không phải là cùng các người sanh tử quyết chiến, ta lấy được rồi kiếm bia, tự nhiên sẽ rời đi. Dứt lời, Diệp Lâm Uyên liền vòng qua tiên hồ lão nhân, tự mình phi thân đi xuống, bàn tay hướng kiếm bia bắt đi. Hắn mục đích chủ yếu nhất là cướp lấy kiếm bia, từ đó theo dõi ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm chỗ. Tại chưa có khôi phục thân xác trước, hắn cũng không hợp sức công kích tiên hồ tông, vậy không hợp sức công kích Diệp thần, bởi vì không có 10 phần chắc chắn. Tiên hồ tông trên dưới các cường giả, thấy Diệp Lâm Uyên muốn cướp đi kiếm bia, đều là khẩn trương. Kiếm kia bia là tiên hồ tông chí bảo, truyền thừa không biết nhiều ít kỷ nguyên, nếu như bị đoạt đi, tiên hồ tông khí vận sụp đổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, nhìn Diệp Lâm Uyên vậy hung mãnh hình dáng, cũng không người dám can đảm đến gần. Cho dù là tông chủ tiên hồ lão nhân, đều không phải là Diệp Lâm Uyên địch thủ. Thời khắc này Diệp Lâm Uyên, thừa kế nguyên thủy ma chủ ý chí, tu vi vô hạn đến gần tiên đế, thực lực quá mạnh mẽ. Cho ta dừng tay. Cổ Phong Vũ mắt xem Diệp Lâm Uyên muốn đoạt bia, dưới tình thế cấp bách, đứng ra, ngăn ở Diệp Lâm Uyên trước mặt. Hi hi, đứa nhỏ, bằng ngươi cũng xứng ngăn trở ta sao? Diệp Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, bàn tay lộn một cái, đánh vào Cổ Phong Vũ trên ngực. Cổ Phong Vũ xương sườn nổ tung, máu tươi ói như điên, mới ngã xuống đất, bị trọng thương. Đây là Diệp Lâm Uyên nương tay. Bởi vì, hắn còn cần Cổ Phong Vũ còn sống, mới có thể giải khai Tu La kiếm dấu vết cấm chế, nếu không, ở hắn một trưởng dưới, Cổ Phong Vũ khởi hữu mạng sống có thể. Nhìn té xuống đất Cổ Phong Vũ, Diệp Lâm Uyên bàn tay một chảo, liền đem Cổ Phong Vũ bắt mình trong cơ thể trong thế giới đi, trực tiếp tù binh. Cổ huynh, Diệp thần thấy Cổ Phong Vũ bị một trưởng đánh ngã, thậm chí bị Diệp Lâm Uyên tù binh, nội tâm đại chấn. Hơn nữa, kiếm kia bia hắn còn không cảm ngộ xong, vậy tuyệt không thể để cho Diệp Lâm Uyên cướp đi. Nguy cấp bên trong, Diệp thần khẽ cắn răng, liền chuẩn bị cháy luân hồi huyết mạch, rút ra nhân hoàng thánh đao liều chết đánh một trận. Nhưng mà lúc này, luân hồi mộ địa có một khối mộ bia, kịch liệt chấn động đứng lên. Rồi sau đó, một đạo khoáng đạt, bàng bạc, thở mạnh, vô địch, thân ảnh già nua, từ mộ bia bên trong bay lên đi, cũng hiện thân đi ra, ở Diệp thần sau lưng hiện lên. Ai dám ở ta tiên hồ tông địa bàn quấy rối? Đó là một cái vô cùng uy nghiêm ông già, tu vi sâu không lường được, cùng tiên hồ tông địa mạch khí cơ tương liên, vừa hiện thân đi ra, toàn bộ tiên hồ tông thiên địa, đều là chấn động lên. Hiu hiu hiu, bầu trời mặt đất, vô cùng bát hoang, vô số đạo kiếm khí, gào thét tới, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Lâm Uyên chém chết đi. Diệp Lâm Uyên cả kinh thất sắc, vội vàng rút người ra bay lên trời cao, tay một chiêu, ước chừng mười mấy vạn ma thần bay tới, tạo thành đông nghịt thủy triều, ngăn ở trước mặt hắn. Vậy kiếm khí phô thiên cái địa, chém chết tới, đem vậy mười mấy vạn ma thần, toàn bộ chém hết, mới cuối cùng tiêu hao hết hơi thở, hóa thành vô hình. Diệp Lâm Uyên người đổ mồ hôi lạnh, thật may thủ hạ hắn, có hàng tỷ ma thần ngăn cản, nếu không, muốn hắn trực diện lão giả kiệu uy nghiêm, chỉ sợ là nguy hiểm. Diệp thần sau lưng ông già, bóng người hư ảo, hiển nhiên là thần hồn trạng thái, nhưng thần uy không giảm chút nào, hai tròng mắt phơi bày trọng đồng tư thái, tách thả ra ánh sáng tím, như trời nhật nguyệt. Tiên hồ lão nhân, Cổ Phong Vũ, còn có tiên hồ tông trên dưới các cường giả, thấy lão giả kia bóng người. Đều là lớn tiếng kêu lên, đồng loạt kêu lên, tổ sư gia. Cái này tím mục trọng đồng ông già, lại là tiên hồ tông tổ sư gia, tử hoàn đại đế. Diệp thần cảm thụ tử hoàn đại đế hơi thở, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, luân hồi mộ địa mới thức tỉnh đại năng, lại chính là tiên hồ tông tổ sư gia, tử hoàn đại đế. Đứa nhỏ, người chính là đời này luân hồi chi chủ sao? Quả nhiên tư thế oai hùng hùng vĩ. Lớn lao bất phàm, chém ra trăm đạo, ngươi là vạn cổ người thứ nhất. Tử hoàn đại đế cúi đầu nhìn Diệp thần, cảm nhận được Diệp thần thiên phú hơi thở, cũng là tán thưởng gật đầu một cái. Dừng một chút, tử hoàn đại đế lại nói, ta mượn ngươi lực lượng, mau chu diệt Diệp Lâm Uyên, người này thừa kế vĩnh hằng ý chí, nếu là bị hắn khôi phục thân xác,
vậy thì không dễ làm. Dứt lời, Tử Hoàn Đại Đế đem tự thân linh khí, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Trong thoáng chốc, Diệp Thần hơi thở bạo tăng, như có thần giúp vậy, trong con người cũng là toát ra ánh sáng tím, đầu óc bên trong nhiều hơn rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ. Năm đó Tử Hoàn Đại Đế, cũng là tu luyện kiếm đạo, vô cùng kiếm trên ven núi Thiên Tội vết kiếm, chính là hắn lưu lại. Thiên Tội kiếm ý, Trảm Thiên Cửu kiếm, Thánh Vương phách giả. Diệp Thần quát to một tiếng, đột nhiên ngưng cương hóa kiếm, một kiếm hướng Diệp Lâm Uyên chém chết đi. Một kiếm này, là Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm thứ 6, tên là Thánh Vương phách giả. Diệp Thần học hỏi kiếm bia, giờ phút này lại đạt được Tử Hoàn Đại Đế trợ lực, Trảm Thiên Cửu kiếm trực tiếp đột phá, lĩnh ngộ được kiếm thứ 6 bước. Hơn nữa, một kiếm này Thánh Vương phách giả, vẫn là lấy Thiên Tội kiếm ý thúc dục. Ở trên trời tội kiếm ý dưới sự thúc dục, Diệp Thần một kiếm này, giống như là thế gian chí cao phách giả hạ xuống, xen lẫn vô cùng thiên uy thần phạt, nổ lên lôi quang xích viêm, khỏa cuốn vô số thiên tội kiếp nạn hơi thở, hung hăng hướng Diệp Lâm Uyên chém chết đi. Diệp Lâm Uyên hoảng hốt, ở Tử Hoàn Đại Đế gia trì xuống, còn có Tiên Hồ Tông địa mạch khí vận gia trì, Diệp Thần một kiếm này, đơn giản là vô địch, liền hắn đều cảm thấy nghẹt thở. Đáng chết, luân hồi chi chủ, người chỉ sẽ mượn dùng lực lượng của người khác sao? Diệp Lâm Uyên tức giận, giơ lên Tu La kiếm, miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng, Diệp Thần kiếm thế quá mãnh liệt, một kiếm bổ xuống, hắn lại có điểm không đỡ được, ở kiếm thật lớn lực dưới sự xung kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sau lưng rất nhiều ma thần quái vật, càng bị xé thành mảnh vỡ. Thật ra thì nếu như ở bên ngoài, coi như Diệp Thần có Tử Hoàn Đại Đế trợ lực, cũng chưa chắc có thể đánh lui Diệp Lâm Uyên. Dẫu sao, Diệp Lâm Uyên thừa kế nguyên thủy ma chủ ý chí, thực lực tăng lên quá nhiều. Nhưng, nơi này chính là Tiên Hồ Tông, là Tử Hoàn Đại Đế tuyệt đối bàn. Mượn Tiên Hồ Tông thiên thời địa lợi, Diệp Thần đặc biệt ung dung, một kiếm liền đem Diệp Lâm Uyên đánh lui. Diệp Lâm Uyên thật sâu cảm thấy nguy hiểm, ở người khác địa bàn tác chiến, tự nhiên thật to bất lợi. Chúng ta đi. Thấy tình thế không ổn, Diệp Lâm Uyên vung tay lên. Lập tức mang dưới quyền ma thần, liền muốn rút lui. Diệp Thần ánh mắt tức giận, nói, muốn đi, cầm cổ huynh thả ra. Cổ Phong Vũ còn ở Diệp Lâm Uyên trong tay, nếu như Diệp Lâm Uyên dựa vào cổ Phong Vũ, giải khai liền Tu La kiếm cấm chế, cắn nuốt hết Tu La kiếm hồn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi Tu La kiếm hồn không có, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, liền lại cũng không cách nào khôi phục nguyên vẹn. Hắn tự nhiên biết sự thái nghiêm trọng. Lập tức nâng kiếm hướng Diệp Lâm Uyên đuổi giết đi. Ở Tử Hoàn Đại Đế lực lượng ra trì xuống, Diệp Thần kiếm quang bừng bừng, mây tía nhô lên ngàn vạn dặm, đặc biệt nguy nga. Giờ khắc này hắn, tựa như chính là Tiên Hồ Tông tổ sư gia. Tiên Hồ Tông trên dưới rất nhiều cường giả, nhìn Diệp Thần vậy thân thể to lớn, đều là hoàn toàn rung động, không ít người quỳ xuống. Bọn họ không biết, tại sao chết đã lâu tổ sư gia, sẽ xuất hiện ở Diệp Thần trên mình. Bọn họ chỉ biết là, nếu tổ sư gia lựa chọn Diệp Thần, vậy Diệp Thần chỉ đáng giá được bọn họ đi theo. Diệp Lâm Uyên cảm nhận được Diệp Thần vậy hào hùng sát khí, vậy là không dám khinh thường, ánh mắt run lên, quát lạnh, ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Tiếng nói rơi xuống, Diệp Lâm Uyên vung tay lên, ước chừng mấy triệu ma thần, như thủy triều bạo dũng ra, ngăn ở Diệp Thần trước người, là hắn cản ở phía sau. Diệp Thần khua kiếm cuồng sát. Như Thánh Vương phách giả, hùng phách thiên hạ, đem tất cả ma thần quái vật, chém chết thành đầy trời giải tán hắc khí, tiếng kêu thảm thiết cùng gào khóc tiếng bên tai không dứt. Nhưng, Diệp Lâm Uyên mượn cái này mấy triệu ma thần ngăn cản, đã xa xa chạy trốn rời đi. Chờ ta khôi phục thân xác, chính là các ngươi ngày rỗ. Phương xa, truyền đến Diệp Lâm Uyên phẫn hận thanh âm, rồi sau đó đầy trời ma khí, đều là tiêu tán vô hình, hắn hoàn toàn rời đi. Tiên Hồ Tông thiên địa, khôi phục thanh lãng, có lẽ bởi vì tổ sư gia hạ xuống, nơi này tiên khí thần hy, so trước kia còn muốn đậm đà một ít, hà thải nhô lên. Toàn trường tất cả Tiên Hồ Tông các cường giả, bao gồm Tiên Hồ Lão Nhân ở bên trong, cũng hướng Diệp Thần quỳ xuống. Tiên Hồ Lão Nhân rung giọng nói, tổ sư gia, luân hồi chi chủ, mời nhận ta một bái. Diệp Thần đáp xuống, Tử Hoàn Đại Đế lực lượng. Như nước thủy triều vậy, từ hắn trong kinh mạch thối lui, hắn cảm thấy một hồi mất sức, đầu ông tắc hưởng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ tinh thần,
đỡ dậy Tiên Hổ lão nhân, nói, lão tiền bối, mau mau xin đứng lên, cũng không muốn hại chết ta. Tử Hoàn Đại Đế bóng người, từ Diệp Thần sau lưng hiện ra, vẫn nhìn bốn phương quỳ thành một mảnh bọn đồ tử đồ tôn, hừ một tiếng, nói các ngươi những phế vật này, thật là không thành kết quả, lại có thể bị người khác giết đến cửa, nhưng không có chút nào sức chống cự. Tiên Hồ lão nhân xấu hổ không, nói, đệ tử bất lực, mời tổ sư ra trách phạt. Tử Hoàn Đại Đế nói thôi, ngươi vậy không tư cách lại làm tông chủ, nếu luân hồi chi chủ tới, sau này Tiên Hồ tông tông chủ, chính là hắn, ngươi có thể có ý kiến. Tiên Hồ lão nhân vội vàng nói, luân hồi chi chủ chấp trưởng ta Tiên Hồ tông, vậy thì thật là không có thể tốt hơn nữa, cần tuân tổ sư ra phân phó. Diệp Thần muốn nói gì, nhưng thân thể yếu ớt mất sức được lợi hại, nói cái gì đều không nói được. Chỉ có thể nói, Tử Hoàn Đại Đế lực lượng, chân thực quá bàng bạc, Diệp Thần mượn dùng hắn lực lượng, giá phải trả cũng là to lớn, tự thân áp lực quá lớn. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong, lấy ra một ít dưỡng khí hồi máu đan dược, uống vào, mới thoáng khôi phục một ít. Tiên Hồ lão nhân dừng một chút, lại nói, tổ sư gia, luân hồi chi chủ, chúng ta tuy đánh lui Diệp Lâm Uyên, nhưng gió vũ vậy hài tử bị bắt đi, có thể phải nghĩ biện pháp cứu viện. Diệp Thần gật gật đầu nói, đích xác phải nghĩ biện pháp cứu người, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi Diệp Lâm Uyên lợi dụng cổ phong vũ, giải khai tu la kiếm cấm chế, vậy thì phiền toái. Tử Hoàn Đại Đế nói, chuyện cứu người, các ngươi tự nghĩ biện pháp, ta không thể hiện thân quá lâu, ta tồn tại, rất có thể sẽ đưa tới tầng thứ cao hơn lực lượng nhìn chăm chú. Dừng một chút, lại hướng Diệp Thần dặn dò, nếu như không có cần thiết, không muốn triệu hoán ta đi ra. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Tử Hoàn Đại Đế gật đầu một cái, bóng người liền ẩn nhập luân hồi mộ địa mộ bia bên trong đi, thu liễm lại nơi có khí tức, không có lại bại lộ ý. Diệp Thần nhìn xem Tiên Hồ lão nhân, hỏi, lão tiền bối, người có thể cứu người phương pháp. Tiên Hồ lão nhân cười khổ một tiếng, nói, không có, hôm nay Diệp Lâm Uyên người kia, thừa kế nguyên thủy ma chủ lực lượng, thực lực không phải chuyện đùa, muốn ở thủ hạ hắn cứu người, chỉ sợ khó hơn lên trời. Luân hồi chi chủ, không bằng người đi mời Nhâm Phi Phàm ra tay, hắn là luân hồi hộ đạo giả, thần thông quảng đại, có lẽ có kế sách vậy không nhất định. Diệp Thần suy nghĩ một tí, sau đó khẽ vuốt cằm, nói, cũng được, ta liền cùng Nhâm tiền bối thương lượng một chút. Tiên Hồ lão nhân nói, luân hồi chi chủ, người thuận tiện đem ta Tiên Hồ tông, vậy mang ở trái và phải, sau này có gì phân phó, chúng ta có thể thời gian đầu tiên vì ngươi cống hiến. Diệp Thần gật đầu nói, cũng tốt. Lập tức, Diệp Thần bay ra Tiên Hồ tông thế giới, đi ra bên ngoài hư không. Hắn nhìn xuống đi xuống. Có thể thấy rõ to lớn kia thiên địa hồ, tràn ngập kim quang, trôi lơ lửng ở một phiến tiên khí trên biển. Thu, Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, bàn tay một chiêu, vậy đủ để chứa trời trăng sao không thiên địa hồ, cũng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành tầm thường hồ lô rượu lớn nhỏ, bay đến Diệp Thần trong tay. Thiên địa này hồ, nhưng mà vô vô thần khí, thậm chí là đủ để chứa muôn vạn thần kiếm thần khí. Nếu như là trước kia, Diệp Thần là tuyệt đối không thể nào thu phục. Nhưng hiện tại, mới đại năng thức tỉnh, Tử Hoàn Đại Đế chính là Tiên Hồ tông tổ sư gia. Mượn Tử Hoàn Đại Đế khí vận, Diệp Thần dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, ung dung thu phục thiên địa hồ. Tiên Hồ tông sơn môn, còn có Tiên Hồ lão nhân cùng vô số cường giả, cũng ở cái hồ lô này bên trong. Diệp Thần đem hồ lô treo ở giữa eo, hài lòng. Dừng một chút, Diệp Thần liền trở lại Tinh Nguyệt giới. Muốn tìm Nhâm Phi Phàm thương lượng kế sách. Tinh Nguyệt giới bên trong, ra ra Diệp Tà Thần ở trấn thủ, nhưng Nhâm Phi Phàm chẳng biết đi đâu. Nhâm Phi Phàm đạt được Thiên Đế Kim Luân sau đó, đổi được giữ kín như bưng, từ đây liền che giấu thân hình. Hắn thậm chí cùng Diệp Thần nói qua, không nên tùy tiện kêu gọi hắn. Nhưng dưới mắt, Cổ Phong Vũ bị bắt làm tù binh, Tu La Kiếm Hồn có bị cắn nuốt nguy hiểm, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Ở trong lòng kêu gọi Nhâm Phi Phàm tên chữ, ý chí truyền đưa ra ngoài. Rào. Diệp Thần trong lòng tiếng kêu, mới vừa rơi xuống không lâu, trong hư không, bị mở bung ra một cái khe hở, có kim quang thấu ra. Rồi sau đó, Nhâm Phi Phàm bóng người, liền từ kim quang bên trong đi ra, chán trước một luồng tóc trắng, theo gió tung bay. Thằng nhóc, vì sao phải triệu hoán ta? Ta không phải nói, muốn đoạt lại Tu La Kiếm,
cần dựa vào chính ngươi. Ta không thể tùy tiện hiện thân, nếu không, sẽ đưa tới tầng thứ cao hơn lực lượng nhìn chăm chú. Nhâm Phi Phàm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, khẽ cau mày trước nói. Diệp Thần vội vàng nói, Nhâm tiền bối, ta là vạn bất đắc dĩ, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lập tức, Diệp Thần đem Cổ Phong Vũ bị bắt đi chuyện, đơn giản nói một lần. Nhâm Phi Phàm cau mày sâu hơn, nói, ngươi muốn gọi ta ra tay, đem vậy Cổ Phong Vũ cứu lại được. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi giao thiệp rộng hào phóng, nếu như ngươi không tiện tự mình động thủ, không biết có thể hay không mời một ít cao nhân xuất thủ tương trợ. Cổ Phong Vũ là phá vỡ Tu La kiếm cấm chế mấu chốt, Diệp Thần không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói, cho ta suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ta đúng là có một người bạn, hắn có lẽ có thể giúp. Diệp Thần vui mừng, nói thật. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, ta vị bằng hữu kia, hắn kêu Giang Lê Đạo, là Thanh Lại Thương Hội thương nhân. Diệp Thần nói, Thanh Lại Thương Hội. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, vậy Thanh Lại Thương Hội, là một cái khá là thần bí tồn tại, truyền thuyết có thể ở bên trong, giao dịch đến bất kỳ đồ, nếu như ta vị bằng hữu kia ra tay, hắn có lẽ có thể, thông qua giao dịch thủ đoạn, đem vậy Cổ Phong Vũ mang ra ngoài. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, thông qua giao dịch thủ đoạn. Điều này sao có thể, Diệp Lâm Uyên tuyệt sẽ không dễ dàng thả người. Nhâm Phi Phàm khẽ gật đầu một cái, bình tĩnh nói, thử một chút cũng không sao, nếu quả thật không được, cử động nữa dùng võ lực thủ đoạn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như ở Thiên Thanh Minh bên trong động võ, tình thế tuyệt đối là bất lợi, dẫu sao đó là Diệp Lâm Uyên địa bàn. Nếu là thật có thể thông qua giao dịch thủ đoạn, giải quyết vấn đề, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhâm Phi Phàm trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nói, thằng nhóc, ngươi an tâm nghỉ ngơi một chút. Trước dưỡng hảo thân thể, ta gặp mặt bạn ta liên lạc. Nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, Diệp Thần cả người nhất thời cảm thấy một hồi yếu ớt, hắn trước đây mượn dùng Tử Hoàn Đại Đế lực lượng, hiện tại trạng thái còn không hoàn toàn khôi phục. Được rồi. Lập tức, Diệp Thần liền cùng Nhâm Phi Phàm nói tạm biệt, trở lại Tinh Nguyệt Thần Giáo chỗ sâu một tòa linh sơn trên nghỉ ngơi. Võ giao vậy ở trên núi tu luyện, thấy Diệp Thần như vậy yếu ớt hình dáng, nhất thời có chút lo lắng nói. Diệp Thần ca ca, người thật yếu ớt dáng vẻ, không có sao chứ. Diệp Thần mỉm cười một tí, nói, võ giao muội muội, ta không có sao, không nên quá lo lắng. Võ giao đi lên, nhẹ nhàng dắt Diệp Thần tay, trong tròng mắt mang ôn nhu cùng quyến luyến, nói, Diệp Thần ca ca, ta tới chiếu cố ngươi đi. Từng tia dịu dàng linh khí, từ võ giao trong lòng bàn tay truyền ra, truyền đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần nhất thời tinh thần đại chấn. Trong mắt lộ ra một chút cảm kích, nói, đa tạ. Võ giao trong đan điền, hàm chứa tiên đế cấp bàng bạc linh khí, Diệp Thần khi lấy được cựu Nhật bảo tàng sau đó, cho nàng không thiếu bảo bối, để cho nàng thực lực tiến nhiều, đã có thể điều động bộ phận tiên đế lực. Dựa vào cái này một chút tiên đế lực bồi bổ, Diệp Thần vậy yếu ớt kinh mạch, cũng là lấy được to lớn tư bổ. Võ giao cười hì hì cười, nụ cười thanh thuần vui vẻ mà ôn hòa, nói, không cần cảm ơn. Diệp Thần ca ca, có thể giúp được ngươi liền tốt. Diệp Thần trong lòng càng cảm ấm áp, mỉm cười sờ một cái võ giao đầu nhỏ, rồi sau đó chính là ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận công điều tức, khôi phục nguyên khí. Võ giao thì là đặc biệt khôn khéo cùng quan tâm, ngồi ở Diệp Thần phía sau, từ phía sau lưng ôm lấy Diệp Thần, mềm mềm thân thể dán chặt ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cảm nhận được liền võ giao nhiệt độ cơ thể cùng ôn nhu, còn có một chút tiên đế lực truyền. Không khỏi được tâm thần rung động. Hắn mượn dùng Tử Hoàn Đại Đế lực lượng, kinh mạch gánh vác nghiêm trọng, trạng thái suy yếu vậy khá là nghiêm trọng, vốn là muốn hoàn toàn khôi phục nói, có thể cần 5-3 ngày điều tức. Nhưng, ở võ giao ân cần hạ, Diệp Thần chỉ qua một ngày, chính là hoàn toàn khôi phục nguyên khí, tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Diệp Thần ca ca, người không sao chứ? Võ giao vẫn là ở phía sau lưng ôm trước Diệp Thần. Hai người da thịt dán chặt liền một ngày, gò má nàng hơi hiện lên đỏ ửng, lại có một chút ngọt ngào thỏa mãn. Không sao, võ giao muội muội, đa tạ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, khẽ vuốt ve võ giao tóc, hắn mơ hồ thấy được tương lai, ở tương lai vô số trong khái niệm, võ giao hơn phân nửa vậy cùng thiên nữ như nhau, thành hắn tiểu thiếp. Bất quá, tương lai còn chưa từng đến, bây giờ Diệp Thần, tự nhiên sẽ không cùng võ giao có quá mức quan hệ thân mật.
bởi vì võ giao tiên đế lực còn không khôi phục viên mãn, nếu như hiện tại phá thân mà nói với nàng pháp căn cơ, đạo tâm tu vi, ảnh hưởng cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Xoát, xoát. Lúc này, Nhâm Phi Phàm mang một cái ông già, hạ xuống. Diệp Thần lật đật cùng võ giao tách ra, đứng ở hai bên, hướng Nhâm Phi Phàm thi lễ, nói, Nhâm tiền bối. Ánh mắt lại lặng lẽ quan sát vậy ông già, trong đầu nghĩ, cái này vị tiền bối, chẳng lẽ chính là Nhâm tiền bối bằng hữu, Thanh Lại Thương Hội Thương Nhân, Giang Lê Đạo. Vậy ông già người mặc hoàng kim trường bào, mặt mũi hiền hòa, một bộ hòa khí xanh tài hình dáng, hắn nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem võ giao, nói. Lão Phu Giang Lê Đạo, gặp qua luân hồi chi chủ, võ giao tiểu thư. Diệp Thần vội vàng nói, nguyên lai là Giang tiền bối tới, không cần đa lễ. Giang Lê Đạo nói, lão Phu đã nghe Nhâm huynh nói qua, người muốn cứu ra luyện thần tộc hậu nhân kia Cổ Phong Vũ, lão Phu cùng Thiên Thanh Minh cũng có mua bán lui tới, có lẽ có thể tương trợ một hai. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói tiền bối thật có biện pháp. Giang Lê Đạo cười nói, lão Phu không dám cam đoan, chỉ có thể nói hết sức thử một chút, nhưng muốn trao đổi ra mục tiêu, cần phải xuất ra cũng khá lớn tiền đặt cuộc. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói tiền đặt cuộc sao? Hắn suy nghĩ một chút, liền móc ra một cái ngọc giản, trên ngọc giản có khắc tinh không quan tưởng pháp năm chữ. Tiền bối, môn tiên đế pháp này, có thể đảm nhiệm giao dịch tiền đặt cuộc sao? Diệp Thần đem ngọc giản đưa cho Giang Lê Đạo. Cửa này tinh không quan tưởng pháp, là Thiên Thương Hải truyền thụ cho Diệp Thần đã học biết. Giang Lê Đạo nhận lấy ngọc giản, cẩn thận vừa thấy, nhất thời khiếp sợ, nói tinh không quan tưởng pháp, đây là trong truyền thuyết tiên đế pháp à? Có tiên đế pháp thành tựu trao đổi, hẳn có thể người đổi được. Diệp Thần có chút không tin, nói tiên đế pháp tuy chân quý, nhưng muốn để Diệp Lâm Uyên thả người, nơi nào có như thế dễ dàng. Giang Lê Đạo thu cất ngọc giản, cười nói, luân hồi chi chủ mời yên tâm, lão Phu sẽ hết sức thử một chút. Diệp Thần vẫn là có chút bất an, nói, được rồi. Nhâm Phi Phàm nói, Diệp Thần, người mang theo võ giao, ở Thiên Thanh Minh bên ngoài, tiếp ứng Giang Huynh. Diệp Thần nói, Giang Lê Đạo nhướng mày một cái, hướng Nhâm Phi Phàm nói, Nhâm Huynh, tiếp ứng cũng không cần chứ. Ta là Thanh Lại Thương Hội người, dự đoán Diệp Lâm Uyên không dám qua loa tổn thương ta. Nhâm Phi Phàm nói, Giang Huynh, không phải phải bảo vệ ngươi, là phải bảo vệ vậy Cổ Phong Vũ. Giang Lê Đạo sửng sốt một tí, thở dài nói, vẫn là Nhâm Huynh muốn được chu đáo. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói các ngươi lên đường đi. Đi sớm về sớm. Võ giao nghe được mình có thể cùng Diệp Thần cùng đi, tâm hồn thiếu nữ đại hỉ, nói, Nhâm thúc thúc, ta cũng có thể đi sao? Nhâm Phi Phàm cười một tí, nói, đúng vậy, ngươi đi đi, ngươi chính là một đời tiên đế, có ngươi bảo vệ, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Võ giao bóp nặn quả đấm nhỏ, sau đó cầm Diệp Thần tay, nói, Nhâm thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ tốt Diệp Thần ca ca. Nhìn võ giao cái này nhận thật bộ dáng đáng yêu, Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Giang Lê Đạo ba người, đều có điểm dở khóc dở cười. Lập tức, Diệp Thần ba người tạm biệt Nhâm Phi Phàm, chính là biến dạng hư không, hướng Thiên Thanh vực chạy tới. Võ giao người mặc quét hạ y, thanh thuần như tiên tử, lưng đeo một chuôi hạng nặng cự kiếm, ở cự kiếm kia nổi bật hạ, thon nhỏ thân thể lộ vẻ được càng xinh đẹp. Vậy hạng nặng cự kiếm, chính là võ tổ ngày xưa sử dụng qua binh khí. Thiên võ tiên môn mấy đời truyền thừa chân trời thần kiếm. Diệp Thần đạt được cựu Nhật bảo tàng sau đó, đã đem chân trời thần kiếm tặng cho võ giao, còn có võ thần chân kinh, 72 đạo chân long tiên phù, phục long đỉnh, 9 hàn ngưng băng gai vân. Vân bảo bối. Ba người đi tới Thiên Thanh vực, võ giao trên mình thả ra nhàn nhạt tiên quang, che giấu hơi thở, giữ ẩn núp, không có bại lộ bất kỳ nhân quả. Nàng là tiên đế, coi như không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Nhưng một chút che giấu vẫn là có thể làm được, nàng muốn che giấu hơi thở, người ngoài đó là tuyệt đối không thể nào phát hiện nàng tồn tại. Giang Lê Đạo nhìn một chút Thiên Thanh vực sơn thủy hoàn cảnh, phương xa Thiên Thanh Minh thần cung đại điện, mơ hồ có thể gặp. Luân hồi chi chủ, võ giao tiểu thư, ta vậy thì đi Thiên Thanh Minh giao dịch, các ngươi chờ ta tin tức. Giang Lê Đạo hướng Diệp Thần và võ giao chắp tay. Diệp Thần nói, được, tiền bối, ta chờ ngươi tin tức. Thỏa thuận xong, Giang Lê Đạo ngự gió lên,
hướng Thiên Thanh Minh Thần Cung bay đi. Diệp Thần và Võ Giao, tay nắm tay, tại chỗ chờ. Diệp Thần tâm tình, hơi có chút nóng nảy, không biết kết quả như thế nào. Võ Giao chính là ôn hòa cùng thỏa mãn hình dáng, bỏ mặc kết quả như thế nào, giờ phút này có thể cùng Diệp Thần chung một chỗ, nàng đều cảm thấy vô thượng vui vẻ. Thiên Thanh Minh Thần Cung lòng đất, hầm giam bên trong. Một người thanh niên nam tử, bị vô số xích sắt trói, khóa ở một cây đốt đến đỏ bừng đại thiết trụ trên, cả người hiện đầy hành hạ vết thương, đã không còn hình người. Hắn chính là Cổ Phong Vũ. Mà ở Cổ Phong Vũ trước mặt, chính là một cái cả người ma khí vần quanh, thân thể như nước mực phác họa vậy nam tử, chính là Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên trong tay nắm Tu La Kiếm, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Cổ Phong Vũ, nói kiếm này cấm chế, như thế nào phá giải. Ngươi chỉ cần nói ra, ta có thể thả ngươi. Lấy Diệp Lâm Uyên trước mắt Tu Vi, Tu La bên trong kiếm kiếm hồn, đối hắn tăng thêm đã chừng mực. Nhưng, vậy Tu La kiếm hồn, đối ý hắn nghĩa nhưng trọng đại vô cùng. Chỉ cần hắn cắn nuốt hết Tu La kiếm hồn, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, liền lại cũng không thể khôi phục nguyên vẹn. Ngược lại, một khi Diệp Thần lấy được Tu La kiếm hồn, thiên kiếm khôi phục, vậy đối với hắn mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cổ Phong Vũ nghe Diệp Lâm Uyên mà nói, hắc một tiếng cười, đột nhiên hừ đích một tiếng, một bãi nước miếng khạc ra, nói, muốn gọi ta phá giải kiếm này cấm chế, trừ phi ngươi giết ta. Hắn thật sâu thanh sở Tu La kiếm hồn trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho Diệp Lâm Uyên hủy diệt. Diệp Lâm Uyên thần sắc tức giận, một món ma khí xông ra, hóa thành mười mấy đầu không thể danh trạng vặn vẹo quái vật, như phụ cốt chi thư vậy, leo lên Cổ Phong Vũ thân thể, giống như rắn độc mãnh thú vậy cắn xé. Cổ Phong Vũ chỉ cảm thấy một cổ dây rứt đau nhức, nhưng cố nén không để cho mình kêu thành tiếng. Diệp Lâm Uyên sắc mặt lạnh lùng nói, ta đây muốn xem, người đạo tâm, ở ta bị hành hạ, còn có thể kiên trì mấy ngày. Cổ Phong Vũ nội tâm tức giận, nhưng cũng cảm nhận được vẻ bi thương. Bởi vì hắn biết, đạo tâm của mình, chống đỡ không được bao lâu. Diệp Lâm Uyên là ma thần nắm giữ, hắn khống chế không chẳng trách vật, đối với người tinh thần ý chí, đạo tâm ăn mòn, vô cùng nghiêm trọng. Cổ Phong Vũ phỏng đoán mình, tối đa chỉ có thể chống đỡ thêm 3-4 ngày, đến lúc đó, hắn thì phải hoàn toàn mất ý thức, vậy lâm vào là vạn vẹo quái vật, trở thành Diệp Lâm Uyên nô lệ. Diệp Thần đại ca, sư phụ, còn có tông trong tộc các vị trưởng bối, thật xin lỗi. Cổ Phong Vũ nội tâm ảm đạm. Báo. Lúc này, đột nhiên có một cái Thiên Thanh Minh đệ tử, từ bên ngoài đi vào địa lao bên trong, ở Diệp Lâm Uyên trước mặt quỳ xuống. Diệp Lâm Uyên nhướng mày một cái, hỏi có chuyện gì? Đệ tử kia nói, Minh chủ, Thanh Lại Thương Hội thương nhân, Giang Lê Đạo tới. Diệp Lâm Uyên nói, Thanh Lại Thương Hội, Giang Lê Đạo. Hắn tới làm gì, bây giờ không phải là còn chưa tới tài nguyên mua bán ngày sao? Ở Thái Thượng Thế Giới, rất nhiều tông phái thế lực, cũng cùng Thanh Lại Thương Hội duy trì mua bán liên lạc, Thiên Thanh Minh cũng không ngoại lệ. Nhưng Diệp Lâm Uyên nhớ, hiện tại tựa hồ còn chưa tới mua bán thời điểm. Đệ tử kia nói, vậy Giang Lê Đạo nói, hắn có một khoản nặng muốn giao dịch, muốn cùng Minh chủ tự mình nói một chút. Diệp Lâm Uyên cau mày sâu hơn, nhưng cũng không muốn đắc tội Thanh Lại Thương Hội, liền gật gật đầu nói, kêu hắn ở Thanh Thiên trong điện chờ ta. Đệ tử kia nói, xoay người đi ra ngoài. Diệp Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Cổ Phong Vũ trên mình, nói, ngươi hồ đồ ngu xuẩn, chỉ có một con đường chết, ta khuyên ngươi vẫn là sớm quy hàng ta. Cổ Phong Vũ hừ một tiếng, nói, muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều lời. Sau đó liền không nói gì nữa, tùy ý Diệp Lâm Uyên như thế nào hành hạ, cũng không chịu đầu hàng. Diệp Lâm Uyên vung tay lên, gọi tới cỡ đó. Nói, người đâu, tiếp tục phục vụ hắn. Trừng vệ binh tiến lên, kêu, liền tiếp tục dùng tất cả loại cực hình, hành hạ Cổ Phong Vũ. Diệp Lâm Uyên sửa sang lại áo quần, sải bước đi ra hầm giam, trở lại Thanh Thiên Điện. Thanh Thiên Điện là Thiên Thanh Minh Thần Cung chủ điện, cũng là thường ngày tiếp đãi tân khách địa phương. Diệp Lâm Uyên trở lại Thanh Thiên trên điện, chỉ gặp một cái ông già, đang ngồi ở tân khách chỗ ngồi, chính là Giang Lê Đạo. Giang Lê Đạo thấy Diệp Lâm Uyên tới, liền vội vàng đứng lên thi lễ, nói, lão phu Giang Lê Đạo, gặp qua Lâm Uyên Minh Chủ. Diệp Lâm Uyên ha ha cười một tiếng, nói, không cần đa lễ, Giang lão bản,
ngươi lần này đại giá đến chơi, là có cái gì trọng yếu mua bán? Giang Lê Đạo nói, lão phu thật có một cọc mua bán, muốn cùng minh chủ đại nhân nói một chút. Vừa nói lấy ra tinh không quan tưởng pháp tu luyện ngọc giản. Diệp Lâm Uyên vừa thấy ngọc giản kia, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, đây là tiên đế pháp. Giang Lê Đạo nói, chính là Lâm Uyên minh chủ nhưng có ý giao dịch. Diệp Lâm Uyên trong đầu nghĩ, tiên đế pháp không phải chuyện đùa, nếu như có thể đạt được, đối với thực lực mình rất nhiều tăng thêm, nhưng một môn tiên đế pháp, muốn lấy được, giá phải trả tất nhiên là đắt tiền. Hắn khẽ cau mày, hỏi ta cần muốn trả giá cái gì? Giang Lê Đạo nói, Lâm Uyên minh chủ, ngươi không cần trả giá cái gì, lão phu chỉ muốn hỏi ngươi muốn một người. Diệp Lâm Uyên tâm tư động một cái, lập tức đoán được cái gì, trong mắt lộ ra một chút cảnh giác thần sắc, uy nghiêm nói, là Nhâm Phi Phàm và Diệp Thần phái ngươi tới. Ngươi muốn đổi hồi cổ phong vũ. Giang Lê Đạo mặt không đổi sắc, cười nói, Lâm Uyên minh chủ nói đùa, ta lần này tới, nhưng thật ra là phụng luyện thần tộc ủy thác. Diệp Lâm Uyên nói, luyện thần tộc. Hắn cẩn thận cảm ứng nhân quả, bắt thiên cơ, nhưng cái gì cũng suy tính không tới. Giang Lê Đạo là Thanh Lại Thương Hội người, vậy Thanh Lại Thương Hội đặc biệt thần bí, thiên cơ cực kỳ mịt mờ, không người biết lai lịch của nó, cho dù là Diệp Lâm Uyên, nhỏ xem kỹ dưới, vậy không phát hiện cái gì khác thường. Giang Lê Đạo nói tiếp, chính là, vậy cổ phong vũ là luyện thần tộc tộc nhân, bất hạnh dính líu tới người cùng luân hồi tranh đấu bên trong, thật sự là vô tội. Ta bị luyện thần tộc nơi nhờ, muốn chuộc về vậy cổ phong vũ, xin Lâm Uyên minh chủ hành cái thuận lợi. Diệp Lâm Uyên ánh mắt chuyển động, hắn còn muốn dựa vào cổ phong vũ, phá vỡ tu la kiếm cấm chế, nơi nào chịu như thế tùy tiện, liền đem người giao ra. Huống chi, Giang Lê Đạo lời nói này, cũng không biết thật giả. Vạn nhất, Giang Lê Đạo là Diệp Thần phái tới, muốn cố ý lừa gạt hắn, há chẳng phải là gay gâu. Giang Lê Đạo gặp Diệp Lâm Uyên có do dự ý, liền nói, Lâm Uyên minh chủ, ta có thể dùng đạo tâm thề, ta lần này tới, cùng luân hồi chi chủ tuyệt không nửa điểm quan hệ, như ta lừa ngươi, ta nguyện bị ngũ lôi oanh phạt, chết không được tử tế. Lời nói này nói được đặc biệt trịnh trọng, nói năng có khí phách, không kiềm được Diệp Lâm Uyên không tin. Diệp Lâm Uyên lấy làm kinh hãi, dùng đạo tâm thề, đây chính là phi thường chính kiểu cam kết, hắn lập tức gật đầu một cái. Vậy tin tưởng Giang Lê Đạo cùng luân hồi không liên quan. Nhưng, cổ phong vũ tồn tại, đặc biệt mấu chốt, hắn nhưng cũng không chịu tùy tiện thả người, nói. Giang lão bản, ta tin tưởng ngươi cùng luân hồi không liên quan, thế nhưng cổ phong vũ đối với ta vô cùng trọng yếu, ngươi coi như cầm ra tiên đế pháp, ta cũng không khả năng người giao cho ngươi. Giang Lê Đạo tựa hồ sớm có chuẩn bị, nghe được Diệp Lâm Uyên mà nói, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó móc ra mấy tờ thiệp mời. Nói, đây là Tử Hoàng Tiên Cung, Thái Thượng Công Đức Chiến Thư Mời, chỉ cần Lâm Uyên minh chủ chịu thả người, cái này mấy phần thư mời, ta có thể tặng cho ngươi. Diệp Lâm Uyên nhìn vậy mấy phần thư mời, trong tròng mắt nhất thời nổ bắn ra ra nóng bỏng thần sắc, thanh âm khẽ run, nói, đây thật là Tử Hoàng Tiên Cung thư mời. Vậy mấy tờ thiệp mời bìa, cũng in tím hoàng biết võ bốn chữ, lộ vẻ lại chính là Thái Thượng Công Đức Chiến Thư Mời. Thái Thượng Công Đức Chiến. Vô cùng trọng yếu, một khi đang chiến đấu đoạt được hạng, liền có thể lấy được thiên đại khí vận công đức. Thiên Thanh Minh cũng không có người nhận được mời, Diệp Lâm Uyên một mực dẫn lấy là hám. Hiện tại Giang Lê Đạo lấy ra mấy phần thư mời, đối Diệp Lâm Uyên mà nói, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn cực lớn. Một môn tiên đế pháp, hơn nữa mấy phần thư mời, cái này tiền đặt cuộc đủ to lớn, Diệp Lâm Uyên cũng là động tâm không dứt. Suy tư cân nhắc một phen. Diệp Lâm Uyên cắn răng nói, Giang lão bản, ta có thể đáp ứng ngươi giao dịch thả người, nhưng ngươi phải bảo đảm, người mang đi sau đó, phải cầm hắn đưa về luyện thần tộc, từ đây lại nữa cùng luân hồi lui tới. Giang Lê Đạo không có bất kỳ do dự, dứt khoát nói, không thành vấn đề. Ta lấy đạo tâm thề, ta tuyệt sẽ không làm ra tổn hại minh chủ ngươi lợi ích sự việc, nếu như ta vi phạm, nguyền rủa ta ngũ lội oanh, hồn phách rơi vào thiên ma tinh hải bên trong, trọn đời không được siêu sinh. Thiên ma tinh hải, là không không lúc nào không bốn lớn cao nhất thần khí một trong, là thuộc về ma thần tộc thần khí. Cái này kiện thần khí, là chư thiên ma khí ngọn nguồn, là hàng tỷ ma niệm cùng lệ khí hội tụ, thiên ma tinh biển khơi một giọt nước, liền có thể ô nhiễm một cái vũ trụ đại thế giới, để cho tinh không mênh mông, biến thành vặn vẹo máu tanh tử vong vũng bùn,
đặc biệt khủng bố. Rơi vào thiên ma tinh hải, có thể nói là thế gian tàn nhẫn nhất, kinh khủng nhất trừng phạt. Giang Lê Đạo hiển thị như vậy thề độc, liền Diệp Lâm Uyên đều kinh hãi, càng tin tưởng hơn hắn lời nói, nói. Giang lão bản, ngược lại không cần phát như vậy thề độc, ta tin tưởng ngươi là được. Dừng một chút, Diệp Lâm Uyên liền nói, người đâu, đem vậy cổ phong vũ mang ra ngoài. Trừng thị vệ nói, xoay người ra đại điện, không cần thiết đã lâu, liền đem cổ phong vũ từ trong ngục dưới lòng đất mang ra ngoài. Cổ phong vũ nhìn xem Diệp Lâm Uyên, lại nhìn xem Giang Lê Đạo, mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra. Giang Lê Đạo nhìn hắn nói, cổ thiếu gia, ta bị gia tộc ngươi ủy thác, tới mang ngươi rời đi. Cổ phong vũ trong lòng chấn động một cái, có chút không dám tin tưởng. Tuy nói luyện thần tộc ở thái thượng thế giới bên trong, địa vị cũng không coi là thấp, nhưng muốn cùng Diệp Lâm Uyên giao dịch, nơi nào có như thế dễ dàng. Giang Lê Đạo hướng Diệp Lâm Uyên chắp tay, nói, Lâm Uyên minh chủ, vậy ta liền đem người mang đi. Diệp Lâm Uyên nói, mời. Lập tức, hai bên hoàn thành giao dịch, Diệp Lâm Uyên lấy được tinh không quan tưởng pháp cùng thái thượng công đức chiến thư mời, Giang Lê Đạo mang đi cổ phong vũ. Thấy hai người rời đi, trong đại điện, một cái thiên thanh minh trưởng lão thần sắc ngưng trọng, hướng Diệp Lâm Uyên nói, minh chủ đại nhân, thật cứ như vậy thả người. Diệp Lâm Uyên cười hắc hắc, trong tay cân nhắc tiên đế pháp ngọc giản cùng thư mời, trong mắt lướt qua một chút ý định giết người, nói, vậy cổ phong vũ còn sống, cuối cùng là một tai họa ngầm, người âm thầm mang ít người đi ra ngoài, nửa đường giết hắn, tay chân sạch sẽ một chút, chú ý không muốn bại lộ thân phận, miễn được đắc tội thanh lại thương hội. Diệp Lâm Uyên trong lòng thủy chung là bất an, tuy nói Giang Lê Đạo nói chuẩn xác, nhưng bất kể như thế nào, chỉ có người chết mới có thể để cho hắn tuyệt đối yên tâm. Vậy Thiên Thanh Minh trưởng lão nói, lập tức mang theo mấy cao thủ, thay quần áo đen che mặt ẩn núp trang phục, lặng yên không tiếng động đuổi theo. Lại nói Giang Lê Đạo, mang cổ phong vũ rời đi, rất nhanh ra Thiên Thanh Minh thần cung, đi Thiên Thanh vực biên giới bay đi. Giang Lê Đạo móc ra một ít chữa thương đan dược, để cho cổ phong vũ uống vào, người sau nguyên khí thoáng khôi phục. Tiền bối, ngươi là người nào, vì sao phải cứu ta? Cổ phong vũ rất là tò mò hỏi. Ta là luân hồi chi chủ phái tới. Giang Lê Đạo ý chí truyền ra, giọng vô cùng ngưng trọng. Cổ phong vũ cảm nhận được liền đối phương ý chí, nhất thời kinh hãi dị, nói, là Diệp thần đại ca phái ngươi tới. Giang Lê Đạo nói, đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Cổ phong vũ không dám hỏi nhiều, cùng Giang Lê Đạo nhanh chóng đi biên giới bay đi. Diệp thần và võ giao, sớm ở nơi biên giới, chờ hai người. Ở võ giao che giấu hạ, Diệp thần và nàng giống như là trong suốt vậy, như một món gió, một tia khói nhẹ sương mù, người ngoài căn bản không phát hiện được, cho dù có đi ngang qua tuần tra thiên thanh minh võ giả, cũng không nhìn thấy hai người. Diệp thần viễn xa cảm nhận được liền Giang Lê Đạo ý chí, biết cứu người thành công, nhưng cũng biết Giang Lê Đạo hiển thị liền thề độc, không khỏi được thầm kinh hãi. Rất nhanh, Diệp thần thấy được Giang Lê Đạo và cổ phong vũ, nhanh bay mà đến bóng người, trong lòng vui mừng. Giang tiền bối, cổ huynh. Diệp thần gọi một tiếng. Giang Lê Đạo mang cổ phong vũ đáp xuống, đang nói gì, nhưng lại đột nhiên ho khan kịch liệt, gương mặt một phiến trắng bệch. Cả người thấm ra một cổ suy kiệt tử khí. Liền liền vết thương chồng chất cổ phong vũ, cùng thời khắc này Giang Lê Đạo so sánh, cũng coi như là sinh long hoạt hổ. Giang Lê Đạo hơi thở suy kiệt đến đáng sợ, ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hiện ra từng tầng một quỷ dị tím bầm thi ban, hắn rất nhanh biến thành một cái cương thi vậy khủng bố hình dáng, thở hổn hển nói. Luân hồi chi chủ, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã đem người mang ra ngoài. Vừa nói liền đem cổ phong vũ, giao cho Diệp thần trong tay. Diệp thần nhìn Giang Lê Đạo đáng sợ như vậy hình dáng, cả kinh nói, tiền bối, ngươi thế nào? Giang Lê Đạo khẽ gật đầu một cái, nói ta ở Diệp Lâm Uyên trước mặt, hiển thị qua thể độc, ta nói ta nếu như lừa gạt hắn, liền sẽ ngũ lôi oanh, chết không được tử tế, thậm chí hồn phách muốn rơi vào thiên ma tinh hải, trọn đời không được siêu sinh, ta trừng phạt sắp tới. Diệp thần vô cùng chấn động. Dung giọng nói, tiền bối, ngươi. Ngươi vì sao phải như vậy? Giang Lê Đạo nói, Nhâm huynh năm đó đã cứu ta một mạng, ta là thời điểm nên báo đáp, ta kiếp số tới, luân hồi chi chủ, các ngươi đi mau. Trong lúc nói chuyện,
Giang Lê Đạo liều mạng khí lực sau cùng, đem Diệp Thần các người đẩy ra. Diệp Thần các người liên tiếp lui về phía sau, sau đó liền thấy vô cùng kinh khủng chuyện xảy ra. Chỉ gặp từng cái sấm, mang kiếp số uy nghiêm, giống như là không thể cãi lại vận mệnh, hung hăng từ chân trời trên vỗ xuống, bổ vào Giang Lê Đạo trên mình. Bành! Giang Lê Đạo thân xác, ở ngay tức thì bị đánh thành bột, hồn phách của hắn phiêu cách đi ra, trôi dạt đến bầu trời. Bầu trời bên trong, nứt ra một cái lỗ, bên trong hiển hiện ra vô cùng đáng sợ cảnh tượng. Đó là một phiến biển. Một phiến ma khí biển. Vậy phiến ma khí biển, giống như hội tụ thế gian hết thảy tội nghiệt, dơ bẩn, ác chọc, có vô số thối giữa cục thịt ở lật lăn, vô số vệt trắng xương đang trôi lơ lửng, còn có một mảng lớn lớn một mảnh thiên ma oan hồn đang gầm thét. Đó là không không lúc nào không bốn lớn cao nhất thần khí một trong, ma thần tộc thần khí, thiên ma tinh hải. Diệp Thần thấy ngày trước ma tinh hải hình ảnh, thật giống như bỗng nhiên đánh mất nhập một cái kinh khủng nhất ác mộng vậy, cả người cũng run rẩy. Thật là đáng sợ ma khí. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng vận chuyển tinh không quan tưởng pháp, tích chữ muốn tinh không, lại dùng luân hồi huyết mạch, uẩn dưỡng đạo tâm, mới từ ác mộng bên trong tỉnh hồn lại. Nhưng, Giang Lê Đạo hồn phách, đã bị thiên ma tinh hải hút vào, phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Diệp Thần cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, như thế tiếng kêu thảm thiết, không khỏi được rợn cả tóc gáy. Ngày trước ma tinh biển, là ma khí cùng ác nghiệt trình độ cao nhất, một khi đánh mất đi vào, chính là rơi vào vô biên vô tận bể khổ, sống không bằng chết. Thậm chí, ở trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được thiên yêu cùng huyền yêu khí tức. Thiên yêu huyền yêu hai vị tiền bối, đã từng đánh mất nhập thiên ma tinh hải, sau đó bọn họ mới vùng vẫy đi ra. Diệp Thần cảm giác được trong chỗ u minh thiên cơ, nội tâm chấn động, tựa hồ cảm nhận được liền thiên yêu cùng huyền yêu ngày xưa nơi bị khổ sở, cả người một hồi run rẩy. Giang Lê Đạo hồn phách, bị hút vào thiên ma tinh trong biển, lại không có vùng vẫy đi ra ngoài cơ hội, hắn chỉ có thể chọn đời xa vào đi xuống, chịu đủ vô tận hành hạ. Đây là hắn lừa dối Diệp Lâm Uyên giá phải trả, là hắn đạo tâm thể giá phải trả. Bầu trời kẽ hở đóng cửa. Hết thảy khí tượng đều là tiêu tán. Diệp Thần, Võ Giao, Cổ Phong Vũ, đều là ngơ ngác đứng tại chỗ. Mới vừa thiên ma tinh hải hiện thế, Võ Giao và Cổ Phong Vũ, vội vã nhìn một mắt sau đó, cũng không dám lại xem, nếu không, bọn họ đạo tâm, tuyệt đối lớn hơn bị ảnh hưởng. Ngày trước ma tinh biển, đích thực quá đáng sợ, không hổ là cao nhất thần khí, coi như chỉ là liếc mắt nhìn, đều có đạo tâm tan biến nguy hiểm. Diệp Thần ca ca, ta sợ. Võ Giao nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, trong tròng mắt tràn đầy khủng hoảng, cho dù nàng là từ bi chủ, nhưng lấy nàng giờ phút này huyết mạch cường độ, nhưng còn chưa đủ để chống cự thiên ma tinh hải hơi thở. Không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thần một tay ôm Võ Giao, một nắm tay Cổ Phong Vũ, lập tức rời đi thiên thanh vực, đi ngoại giới bay đi. Giang Lê Đạo lần này chết, hồn phách rơi vào thiên ma tinh hải, khí tượng quá lớn. Tất nhiên kinh động thiên thanh minh, lại lưu lại nữa, sợ rằng không hề đo lường hỏa. Ở đó vội vã liếc một cái bên trong, Diệp Thần mơ hồ dòm ngó thấy thiên ma tinh hải câu chuyện. Ngày trước ma tinh biển, ở cực kỳ lâu trước kia, bị ma thần tộc một vị trí tôn cường giả luyện hóa, sau đó vị cường giả kia ẩn lui, thiên ma tinh hải ngay tại ma thần nhất tộc bên trong, mấy đời truyền thừa, bảo vệ ma thần tộc khí vận. Chỉ là hôm nay, không có một cái ma thần có thể một mình nắm trong tay thiên ma tinh hải, liền liền thân Đỗ Uyển Nhi cũng không được, chỉ có thể mượn dùng bộ phận lực lượng. Diệp Thần phỏng đoán muốn mò ra Giang Lê Đạo mà nói, cơ hồ không có khả năng, chỉ ít hiện tại không thể nào, hắn mang lòng cảm kích cùng áy náy, trong đầu nghĩ sau này mình như đi không không lúc nào không, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu người. Mà ở Diệp Thần ba người sau khi rời đi, mấy người quần áo đen xuất hiện ở Giang Lê Đạo rơi xuống địa phương. Bọn họ nhìn Giang Lê Đạo cho cốt, chố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là mang một chút rung động, hiển nhiên mới vừa ngày trước ma tinh biển hiện thế hình ảnh, bọn họ cũng nhìn thấy. Còn có Diệp Thần và Võ Giao đến, bọn họ cũng nhìn thấy. Giang Lê Đạo lão này, quả nhiên cùng luân hồi chi chủ có cấu kết. Này, lão này thật có quyết đoán, lại có thể tình nguyện chết được thảm như vậy, cũng phải là luân hồi chi chủ cống hiến. Cầm đầu một người quần áo đen. Chính là thiên thanh minh trưởng lão, thanh âm khá là già nua. Hắn ánh mắt vòng vo chuyển, lập tức bắn ra chỉ, một món tinh mang,
mang nơi đây nhân quả tình báo, đi Thiên Thanh Minh Thần Cung bắn tới. Nếu là luân hồi chi chủ, ở sau lưng giở trò, vậy chúng ta vậy không cần phải ngụy trang. Trưởng lão kia tháo xuống quần áo đen trang phục, khôi phục hình dáng cũ. Tả hữu mấy cái Thiên Thanh Minh cường giả, cũng là toàn bộ tháo xuống quần áo đen, lại không có bất kỳ ngụy trang. Rồi sau đó, bọn họ chính là nhanh chóng hướng Diệp Thần các người, đuổi giết đi. Diệp Thần, Võ Giao, Cổ Phong Vũ ba người, ra Thiên Thanh Vực, liền chuẩn bị biến dạng hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Nhưng mà, lúc này, trong hư không dâng lên rung động, vậy mấy cái Thiên Thanh Minh cường giả, bạo giết tới, như nhanh như tia chớp, đồng loạt ra tay công kích Cổ Phong Vũ. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là nhằm vào Cổ Phong Vũ, chuẩn bị lấy thế lôi đình, đem người giết chết sau liền rời đi. Còn như Diệp Thần và Võ Giao, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ nắm chắc nào có thể đối phó. Diệp Thần đám người tâm thần, còn chìm đắm vào ở trên trời ma tinh hải khí tượng bên trong, căn bản không dự liệu được có người đánh lén. Cổ Phong Vũ vẫn là trọng thương trong người, chỉ cần lại bị một chút xíu tổn thương, hắn tùy thời đều có thể toi mạng. Không tốt. Diệp Thần trong lòng giật mình, nếu như Cổ Phong Vũ chết, hắn coi như lấy lại Tu La Kiếm, cũng khó mà phá vỡ cấm chế phía trên dấu vết. Nhưng hiện tại, kẻ địch đánh lén quá nhanh, hắn cũng không phản ứng kịp. Mắt xem Cổ Phong Vũ, sẽ bị hoàn toàn giết chết, nhưng vừa lúc đó, Võ Giao cả giận nói. Không được nhúc nhích. Vậy mấy cái Thiên Thanh Minh cường giả, vốn là muốn đánh lén thuận lợi, nhưng bỗng nhiên nghe được Võ Giao tiếng quát. Lại nhìn thấy Võ Giao vậy tinh khiết trong mắt, cảm nhận được một cổ vĩ đại từ bi lực lượng, bọn họ đều ngây dại. Chính là ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt, Diệp Thần đã phản ứng lại. Trảm Thiên Cửu Kiếm, Thánh Vương Phách Giả. Diệp Thần rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, mãnh liệt một kiếm như Thánh Vương Phách Giả, biểu chém ra. Vậy mấy cái Thiên Thanh Minh cường giả, lập tức đầu lìa khỏi xác, máu tươi văng tung tóe, tại chỗ vẫn diệt. Diệp Thần hôm nay thực lực quá kinh khủng, chém ngang tiên quân, liền như trời kiếm cắt cỏ. Vậy mấy cái người đánh lén, mạnh nhất vị trưởng lão kia, cũng không quá tiên quân đại viên mãn, không địch lại Diệp Thần một kiếm. Ở đánh chết liền người đánh lén sau đó, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, xem hướng Cổ Gió Vũ nói, Cổ huynh, không có sao chứ. Cổ Phong Vũ cũng là sợ, nói, không có sao. Ánh mắt của hai người, cuối cùng đều rơi vào Võ Giao trên mình. Mang một chút rung động cùng khen ngợi. Võ Giao không hổ là từ bi chủ, nàng một cái ánh mắt, đều có thể dung chuyển địch nhân đạo tâm. Nếu như không phải là có Võ Giao ở chỗ này, chỉ sợ cũng coi như là Diệp Thần, cũng không kịp cứu Cổ Phong Vũ. Võ Giao muội muội, lần này đa tạ ngươi, ngươi thật là thật lợi hại. Diệp Thần mỉm cười sờ một cái Võ Giao tóc, nói. Võ Giao thấy vậy mấy cái người đánh lén chết đi, nhưng có chút ảm đạm. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần ca ca, mấy người kia, có lẽ không cần giết, ta có thể cảm hóa bọn họ. Diệp Thần thở dài một cái, nói thật xin lỗi, tình thế cấp bách, ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lần sau ta sẽ chú ý. Thật ra thì ở Diệp Thần trong lòng, đối đãi kẻ địch, giết hại so với cảm hóa, càng đơn giản hơn trực tiếp, cũng không có nỗi lo về sau, dẫu sao người chết là an toàn nhất. Nhưng ở Võ Giao trước mặt, hắn tự nhiên phải chiếu cố một tí nàng tâm trạng. Võ Giao nhoẻn miệng cười, nói, ừ, tốt. Trở về đi. Diệp Thần mang Võ Giao và Cổ Phong Vũ, biến dạng hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Thiên Thanh Minh, thần cung bên trong. Diệp Lâm Uyên đã biết tất cả nhân quả, sắc mặt âm tình biến ảo không chừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Lê Đạo một cái thương nhân, lại có phách lực như thế. Dám bỏ ra hy sinh lớn như thế, cũng phải là Diệp Thần cống hiến. Hiện tại Cổ Phong Vũ, đã bị Diệp Thần cứu đi, hắn còn muốn lấy ra Tu La Kiếm hồn luyện hóa, khó hơn lên trời. Đang lo lắng lúc đó, bỗng nhiên một tiếng cổ lão trung vang, từ rất xa trong hư không, truyền tới Diệp Lâm Uyên trong lỗ tai. Diệp Lâm Uyên cả người run lên, gương mặt một hồi vặn vẹo, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, là ngươi. Trong hư không. Vũ Hoàng Thiên Giới ý chí ở chấn động, truyền ra Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Diệp Lâm Uyên, ha ha, ta lấy vì ngươi chết, không nghĩ tới ngươi một cái tàn hồn, lại còn may mắn thừa kế Nguyên Thủy Ma Chủ ý chí. Diệp Lâm Uyên trầm giọng nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi muốn làm gì? Ngươi như muốn động thủ giết ta,
ta sẽ không để cho ngươi khỏe qua, nơi này chính là địa bàn ta. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Lâm Uyên không có bất kỳ có thể thương tổn tới Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhưng, nơi này là Thiên Thanh Vực, là hắn tuyệt đối địa bàn, hắn chiếm cứ tuyệt đối khí vận cùng địa lợi. Nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế dám hạ xuống, cưỡng ép động sát thủ, hắn có nắm chắc để cho đối phương lột một lớp da. Vũ Hoàng Cổ Đế ha ha cười một tiếng, nói, hôm nay ta địch thủ, là Luân Hồi Chi Chủ cùng Nhâm Phi Phàm, người bất quá là một cái nhỏ con kiến hôi thôi, ta còn coi thường ngươi. Lời nói này nói được đặc biệt cay nghiệt, Diệp Lâm Uyên nghe vào trong tai, vô cùng tức giận, ngươi nói gì sao? Vũ Hoàng Cổ Đế mỉm cười nói, không cần tức giận, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một giao dịch, ngươi cầm Tu La Kiếm cho ta, ta có thể cho ngươi một năm tự do, tương lai trong một năm, vô luận ngươi đi chỗ nào, ta Vạn Khư đều sẽ không ngăn trở nữa cùng đuổi giết ngươi, ta có thể cam kết. Nghe được Vũ Hoàng Cổ Đế mà nói, Diệp Lâm Uyên trong lòng nhất thời động một cái. Nếu như có một năm tự do hoạt động kỳ, hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện, không cần lại thời thời khắc khắc lo lắng Vạn Khư đuổi giết. Ngươi muốn Tu La Kiếm làm gì? Diệp Lâm Uyên nói. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, rất đơn giản, ta cần một con mồi, chỉ cần Tu La Kiếm ở ta trong tay, Diệp Thần vậy tiểu tử, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tới ta Vũ Hoàng Thiên Giới chịu chết, hắn không thể nào buông tha Tu La Kiếm hồn. Ở thế giới bên ngoài, ta không chắc chắn giết chết vậy tiểu tử, nhưng ở ta Vũ Hoàng Thiên Giới, coi như Nhâm Phi Phàm và Nhâm Thiên Nữ đều tới, cũng là đường chết một cái. Ở bên ngoài, Diệp Thần có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, Vũ Hoàng Cổ Đế không có chút nào chu diệt chắc chắn. Bởi vì, Nhâm Phi Phàm đã chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, thực lực quá đáng sợ. Nếu quả thật đánh, coi như là Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng không có đem cầm, có thể lại đánh bại Nhâm Phi Phàm. Nhưng ở hắn Vũ Hoàng Thiên Giới nói, mượn địa lợi khí vận, hắn liền là tuyệt đối nắm giữ, vô luận ai tới, hắn cũng có nắm chắc chu diệt. Diệp Lâm Uyên ánh mắt chuyển động, suy tư một hồi, nhắc tới Tu La Kiếm, nói, ngươi muốn Tu La Kiếm, ta cho ngươi cũng không sao, nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, như ngươi thật có thể chu diệt luân hồi, ta muốn phân một nửa luân hồi khí vận. Vũ Hoàng Cổ Đế vui vẻ cười to, nói, phân ngươi một nửa. Dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì tư cách, ta tối đa phân ngươi một thành. Diệp Lâm Uyên lãnh đạm nói, một người một nửa, ngươi không muốn cũng được đi. Vũ Hoàng Cổ Đế trầm mặc một hồi, cuối cùng cười hắc hắc, nói, được rồi, một nửa thì một nửa, ta lấy đạo tâm thề, như ta đổi ý, liền rơi vào thiên ma tinh hải, chọn đời thoát thân không được. Diệp Lâm Uyên nghe được lần này lời thề cùng cam kết, mới gật đầu một cái, bàn tay vung lên, đem Tu La Kiếm bắn ra, nói, cầm đi. Ta chỉ sợ Diệp Thần vậy tiểu tử, sẽ không ngu xuẩn như vậy, sẽ bước vào ngươi vòng bộ. Vũ Hoàng Cổ Đế lấy được Tu La Kiếm, hi hi cười nhạt, nói, hắn làm sao có thể bỏ được buông tha Tu La Kiếm hồn. Lúc này, Diệp Thần còn không biết Diệp Lâm Uyên và Vũ Hoàng Cổ Đế giao dịch mật mưu. Hắn mang Võ Giao và Cổ Phong Vũ, trở lại Tinh Nguyệt Giới. Tinh Nguyệt Giới bên trong, Nhâm Phi Phàm sớm đang đợi, hắn thấy Diệp Thần các người thuận lợi trở về, cũng không có gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì, thiên ma tinh hải hiện thế khí tượng quá lớn, long trời lở đất, hắn vậy bắt được thiên cơ, biết được tất cả. Mặc dù lần này, thành công cứu ra Cổ Phong Vũ, nhưng giá quá lớn. Nhâm tiền bối, chúng ta trở về, chỉ là Giang lão tiền bối hắn. Diệp Thần hướng Nhâm Phi Phàm thi lễ một cái, thanh âm hơi có vẻ chần chờ. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, nói ta đều biết. Ta cũng không nghĩ ra, hắn tính tình sẽ như vậy cương liệt. Diệp Thần nói, chỉ là, xấu hổ, ta còn không lấy lại Tu La Kiếm. Tu La Kiếm không cầm về được, luân hồi thiên kiếm kiếm hồn, chậm chạp không thể khôi phục nguyên vẹn, cái này để cho Diệp Thần khá là vô cùng lo lắng. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hơi bấm ngón tay tính toán, vậy sắc mặt bình tĩnh, lúc này lại đột nhiên đổi được chấn động. Nhâm tiền bối, thế nào? Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm bộ dáng này, nhất thời cảm thấy không ổn, hỏi. Nhâm Phi Phàm trầm giọng nói, việc lớn không tốt, Tu La Kiếm đã rơi vào Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay. Diệp Thần cả kinh nói, người nói gì sao? Nhâm Phi Phàm sắc mặt khá làm khó xem, Diệp Lâm Uyên đã đem Tu La Kiếm đưa cho Vũ Hoàng Cổ Đế, Vũ Hoàng Cổ Đế lấy kiếm này làm mồi, chính là muốn dụ dụ ngươi đi Vạn Khư Thần Điện chịu chết. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng đại chấn. Thiên cơ bắt dưới,
quả nhiên phát hiện Nhâm Phi Phàm nói không sai. Đây có thể phiền toái. Nếu như Tu La Kiếm ở Diệp Lâm Uyên trong tay, Diệp Thần còn có đoạt lại có thể, nhưng rơi vào Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, hắn còn muốn đoạt lại, vậy đơn giản là khó hơn lên trời. Vạn Khư Thần Điện chỗ Vũ Hoàng Thiên Giới Trung ương, đó là Vũ Hoàng Cổ Đế tuyệt đối địa bàn, liền liền Nhâm Phi Phàm cũng không có đem cầm, ở Vạn Khư Thần Điện bên trong chiến thắng Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần, ngưng trọng nói, thằng nhóc, trong thời gian ngắn, ngươi không muốn vọng tưởng cướp lấy Tu La Kiếm Hồn, đó là không thể nào chuyện. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, trầm giọng nói, Nhâm tiền bối, ta biết, nhưng không có Tu La Kiếm Hồn, ta Luân Hồi Thiên Kiếm lại không thể khôi phục nguyên vẹn. Luân Hồi Thiên Kiếm không chỉ là binh khí, càng cùng Diệp Thần Luân Hồi huyết mạch liên quan. Thanh kiếm này là dùng kiếp trước Luân Hồi chi chủ Thiên Đế cốt đúc thành, chỉ cần kiếm hồn khôi phục nguyên vẹn, Diệp Thần là có thể hoàn toàn thừa kế kiếp trước đạo cốt, có thiên đại chỗ tốt. Nếu như đạo cốt không hoàn toàn, Luân Hồi huyết mạch lại không thể phát huy tuyệt đối uy lực, đối Diệp Thần ảnh hưởng lớn vô cùng. Cho nên, vậy Tu La Kiếm Hồn, đối Diệp Thần vô cùng trọng yếu, không cho sơ thất. Nhâm Phi Phàm tự nhiên biết Tu La Kiếm Hồn trọng yếu, nhưng cũng biết cướp được khó khăn, hắn trầm ngâm một hồi, nói Tu La Kiếm Hồn tự nhiên muốn đoạt lại, nhưng không phải hiện tại. Người có lẽ có thể trước đi tìm Vô Hồng Thần Kiếm, nếu là có thể tìm được ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm, chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần nói, Vô Hồng Thần Kiếm sao? Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, vậy cầm Vô Hồng Thần Kiếm, đối gia gia ngươi rất trọng yếu. Diệp Thần ngạc nhiên nói, gia gia ta. Trong lúc nói chuyện, một hồi sang sảng cười tiếng vang lên, chỉ gặp Diệp Tà Thần hạ xuống, già nua trong mắt nhỏ hơi híp, hướng Diệp Thần đáp, cháu trai. Vậy cầm Vô Hồng Thần Kiếm, chính là dùng nguyên thủy ma chủ hài cốt đúc thành, ẩn chứa không không phép tắc bí ẩn, nếu như ta có thể có được nói, là có thể dòm ngó không không, thậm chí cùng tương lai thân dung hợp, mượn dùng tương lai người lực lượng. Nghe được Gia Gia nói, Diệp Thần rất kinh ngạc. Phải biết, Gia Gia tương lai thân, nhưng mà ngoại thần thiên tôn, vô cùng mạnh mẽ. Vũ Hoàng Cổ Đế ăn cắp tương lai người lực lượng, trực tiếp siêu thoát tiên đế. Nếu như Gia Gia cũng có thể cùng tương lai thân dung hợp, đây tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh, tạo hóa vô cùng. Diệp Thần lật đật đem mình có một nửa Vô Hồng Thần Kiếm sử dụng, nói, Gia Gia, ta có một nửa kiếm, có thể cho ngươi hiểu không không cách nào thì sao? Diệp Tà Thần khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, chỉ có một nửa, quy luật không hoàn toàn, tác dụng chừng mực, nhất định phải tìm được ngoài ra một nửa mới được, chỉ tiếc vậy ngoài ra một nửa kiếm, ta cùng Nhâm Huynh suy diễn hồi lâu. Đều không từng xem bói đến chút nào mặt mũi. Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, rút ra khai thiên địa hồ nắp, ý niệm động một cái, đem kiếm bia thả ra ngoài, nói, Nhâm tiền bối, Gia Gia, ta nơi này có đầu mối, có lẽ có thể để cho các ngươi tra được ngoài ra một nửa kiếm rơi xuống. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, nhìn kiếm kia bia, trong tròng mắt đều là lộ ra một tia dị mang, ngưng thần nhỏ xem kỹ đứng lên. Khối kia kiếm bia, hàm chứa muôn vàn thần kiếm ý niệm. Trong đó có Vô Hồng Thần Kiếm hơi thở. Cái này một tia khí tức, chính là đầu mối, có thể nghịch đẩy thiên cơ nhân quả, chỉ là 10 phần khó khăn. Coi như là Diệp Thần, cũng khó mà theo dõi sau lưng bí ẩn. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, đưa mắt nhìn hồi lâu, rồi sau đó, hai người nhìn nhau một mắt, ăn ý gật đầu một cái, đồng thời thi triển ra suy diễn thuật pháp. Từng tầng một sương mù vậy linh khí, ở trước người hai người hiện lên. Cũng nhanh chóng hiện ra một bức tranh, hình ảnh bên trong, có thể mơ hồ dòm ngó gặp một cái dính đầy máu tươi, mũi nhọn sắc bén kiếm khí hình dáng, đó chính là Vô Hồng Thần Kiếm. Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần, nhìn Vô Hồng Thần Kiếm kiếm ảnh, trên mặt đều là bài trí vẻ ngưng trọng. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Nhâm tiền bối, Gia Gia, thế nào? Diệp Tà Thần nhưng lộ ra một cái cười khổ, ngón tay nhẹ nhàng bóp động, nói, ngoài ra một nửa kiếm. Ta đại khái suy tính đến, là ở một cái kêu là phá hư vực địa phương. Nhưng, vậy phá hư vực ở nơi nào, ta cũng không từng dòm ngó gặp. Nhâm huynh, ngươi nhưng có mặt mũi. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói ta cũng không biết, vậy phá hư vực ẩn núp cực sâu, có thể cùng không không có quan, nói không chừng là một cái tán thần tộc khu dân cư. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm nâng mình cằm, nói ta lúc còn trẻ, dường như ở Vạn Khư Thiên Kinh các bên trong. Lật thấy một bản cổ tịch, phía trên ghi lại phá hư vực tọa độ cùng đầu mối,
đáng tiếc ta lúc ấy cũng không lưu ý, hơn nữa niên đại cũng quá rất xưa, ta đã quên. Diệp Tà Thần nói, vậy muốn biết phá hư vực rơi xuống, há chẳng phải là chỉ có thể đi Vạn Khư Thần Điện Thiên Kinh Các. Thiên Kinh Các, là Vạn Khư Thần Điện siêu tầm công pháp bí tịch địa phương, canh phòng đặc biệt xâm nghiêm, muốn ở bên trong tìm một bản cổ tịch, đơn giản là khó hơn lên trời. Nhâm Phi Phàm bấm ngón tay tính toán, thật sâu lo lắng, nói thật giống như đúng là như vậy, chỉ có cái biện pháp này, vậy phá hư vực là bách thế kỷ nguyên trước địa giới, hôm nay muốn đến đã hóa thành phế tích tử địa, nhân quả không tích chữ, cũng chỉ có Vạn Khư Thần Điện Thiên Kinh Các, bên trong có cổ tịch ghi lại đã từng là bí mật. Nhâm Phi Phàm suy diễn dưới, có thể xác định phá hư vực niên đại, khoảng cách hiện giờ ít nhất có bách thế kỷ nguyên, thiên địa vũ trụ cũng băng diệt trọng khải trăm lần, niên đại chân thực quá rất xưa. Nhân quả dấu vết không tích chữ, nếu như không có xác thực tọa độ nói, căn bản không cách nào đến. Duy nhất có thể tọa độ ghi lại, ngay tại Vạn Khư Thần Điện Thiên Kinh Các bên trong. Diệp Thần cũng là cười khổ, nói, xem ra ta cùng Vạn Khư, thật là lão oan gia. Tu La Kiếm ở Vạn Khư trong tay, ghi lại phá hư vực tọa độ cổ tịch, cũng ở đây Vạn Khư bên trong, quả thực để cho Diệp Thần vô cùng phiền muộn. Diệp Tà Thần ánh mắt chuyển động. Sau đó trầm giọng nói, nếu vậy cổ tịch, ở Vạn Khư Thiên Kinh Các bên trong, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm đi sông sông. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, ra ra, người phải đi Vạn Khư. Diệp Tà Thần cười hắc hắc, nói, đúng vậy, vậy Vô Hồng Thần Kiếm, đối với ta vô cùng trọng yếu, nếu như ta lấy được, có thể hiểu thấu đáo không không bí ẩn, để cho hiện tại thân cùng tương lai thân hợp hai là một, càn quét thiên hạ, không người có thể địch. Cháu trai, chúng ta cùng đi Vạn Khư, cướp lấy vậy tọa độ cổ tịch, thuận tiện đem ngươi Tu La Kiếm hồn, vậy cùng nhau đoạt lại. Lời nói này nói được hào khí can vân, nhưng Diệp Thần nghe vào trong tai, nhưng cảm thấy quá mức mạo hiểm, lắc lắc đầu nói, ra ra, muốn ở Vạn Khư trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, nơi nào có như thế dễ dàng. Diệp Tà Thần cười một tiếng, nói ta biết không giao dịch, cho nên, ta chuẩn bị mang theo ngươi cùng đi, lại mang theo Võ Giao tiểu thư. Lấy chúng ta ba khí vận của người, coi như cướp đoạt thất bại, chí ít có thể bảo đảm trở lui toàn thân. Diệp Tà Thần là có tương lai người người, Võ Giao là thiên võ tiên môn người thừa kế, Diệp Thần là luân hồi chi chủ, ba người tức vận liên hiệp, đích xác là hùng phách thiên hạ, khoáng đạt vô địch, coi như là Vạn Khư Thần Điện, đều có thể đi xông vào một lần. Bên cạnh Võ Giao nghe, nhất thời mặt mày hớn hở, vỗ tay kêu lên, được a, ra ra, Diệp Thần ca ca. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Nàng cùng Diệp Thần mạo hiểm qua một lần, rất là thích như vậy kích thích cảm giác. Diệp Thần nhưng là thần sắc ngưng trọng, biết rõ xông vào Vạn Khư nguy hiểm, một khi thất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Tà Thần cười nói, cháu trai, không cần lo lắng, Phú Hoàng cổ đế coi như mạnh hơn đi nữa, còn có thể cầm chúng ta ba người giết tất cả không được. Nghe được Gia Gia nói, Diệp Thần tâm thần cũng là bình tĩnh lại. Trong mắt lướt qua một chút mũi nhọn, gật đầu nói, được, ra ra, vậy chúng ta đi liền xông vào một lần. Ra ra nói không sai, lấy bọn họ ba khí vận của người, coi như thật xảy ra điều gì bất ngờ, cũng chưa chắc sẽ chết. Ghi lại phá hư vực tọa độ cổ tịch, còn có Tu La Kiếm hồn, đều ở đây Vạn Khư Thần Điện bên trong, đáng mạo hiểm đi xông vào một lần. Huống chi, Vũ Hoàng cổ đế mới vừa đạt được Tu La Kiếm, phỏng đoán vậy không dự liệu được. Diệp Thần sẽ nhanh như vậy xông đến cửa, phòng thủ tất nhiên sơ sót, đây là tuyệt hảo cơ hội. Thỏa thuận xong, Diệp Thần, Võ Giao, Diệp Tà Thần ba người, nghỉ ngơi một đêm, vừa cẩn thận suy tính họa phúc cát hung, đến được sáng sớm ngày thứ hai, chính là liên hiệp lên đường. Nhâm Phi Phàm thì lưu lại, cùng Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết các người cùng nhau, trấn thủ tinh nguyệt giới. Cổ Phong Vũ sớm bị Diệp Thần thu hồi trong hồ lô đi, chuyên tâm dưỡng thương. Diệp Thần ba người biến dạng hư không, trực tiếp đi Vũ Hoàng Thiên Giới. Vũ Hoàng Thiên Giới, là thái thượng thế giới cực điểm nhất, là chí cao vô thượng thế giới. Vạn Khư Thần Điện, chính là Vũ Hoàng Thiên Giới địa mạch khí vận hội tụ chi địa, là chính giữa nhất thánh nơi, là vô số người ngửa mặt trông lên cự phách đại phái. Người bất kỳ hạ xuống đến Vũ Hoàng Thiên Giới, cũng sẽ lập tức bị Vạn Khư Thần Điện phát hiện, phong tỏa tung tích, không che giấu. Cho nên, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ người, có thể ở Vũ Hoàng Thiên Giới quấy rối. Tất cả người đi tới Vũ Hoàng Thiên Giới, đều là an an phân phân, không dám chút nào dị tâm.
Diệp Thần ba người hạ xuống sau đó, Võ Giao lập tức triển khai từ bi hơi thở, che đậy nhân quả, né tránh vạn khư dòm ngó. Cũng chỉ có Võ Giao, dựa vào từ bi huyết mạch, mới có thể hoàn mỹ che đậy hơi thở. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên tới Vũ Hoàng Thiên Giới, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp giới này thiên địa sơn thủy, linh khí hòa hợp, xa so ngoại giới đậm đà, chân long phượng hoàng bay vút lên, thọ lộc tiên hồ bôn tẩu, nhất phái tiên gia khí tượng. Xa xa, Diệp Thần liền thấy cuối đường chân trời, xuất hiện một phiến liên miên cung khuyết bóng dáng, như ảo ảnh, trên bầu trời cũng có từng ngọn cung điện bóng dáng, đó chính là vạn khư thần điện sơn môn chỗ. Nơi này chính là Vũ Hoàng cổ đế địa bàn, cháu trai, Võ Giao, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, không muốn bại lộ. Diệp Tà Thần hì hì một tiếng cười, trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng. Ở trước khi lên đường, hắn tuy hào khí muôn vàn, tựa hồ chút nào không đem vạn khư thần điện đặt ở bên trong mắt. Nhưng coi là thật đi tới Vũ Hoàng Thiên Giới, hắn tự nhiên cũng không dám hết lấy xem nhẹ. Dẫu sao, một khi bị vạn khư phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cùng Võ Giao tay nắm tay, cũng là ngưng trọng gật đầu một cái. Lập tức, ba người dịch dung cải trang, giả trang thành phổ thông Vũ Hoàng Thiên Giới võ giả hình dáng, hướng vạn khư thần điện bay đi. Ở Vũ Hoàng Thiên Giới bên trong, giống vậy ngụy trang lối ăn mặc, cũng sẽ bị vạn khư đoán được. Nhưng, Diệp Thần có Võ Giao hỗ trợ, dựa vào Võ Giao từ bi huyết mạch, có thể hoàn mỹ che giấu hơi thở, không bị người phát hiện. Võ Giao, lần này ngươi giúp bận rộn, nếu có thể thuận lợi bắt được cổ tịch và tu la kiếm hồn, ta liền để cho ngươi gả cho cháu ta, làm ta cháu dâu người phụ nữ. Diệp Tà Thần mỉm cười nói, ánh mắt hiền hòa hòa ái nhìn Võ Giao. Võ Giao hưng phấn kích động, gương mặt đỏ bừng, kêu lên, ra ra, ngươi nói thật sao? Diệp Thần dở khóc dở cười, nói, ra ra, chớ có nói đùa. Diệp Tà Thần cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngự gió đi về trước nhanh bay đi, đem Diệp Thần và Võ Giao lưu ở phía sau. Võ Giao gò má đỏ lên, mắt đẹp mang ôn nhu cùng quyến luyến, còn có thiếu nữ ngượng ngùng cùng sùng bái, ngước nhìn Diệp Thần, không chút nào che giấu mình tình ý. Từ Diệp Thần cứu tỉnh nàng một khắc kia bắt đầu, nàng chỉ thích Diệp Thần, chớ nói chi là còn có luân hồi huyết mạch đặc thù sức hấp dẫn. Diệp Thần ho khan một tiếng, ngược lại cũng không nhẫn cự tuyệt Võ Giao, nhẹ nhàng sờ một cái đầu nàng. Nói, chúng ta vậy đi thôi. Lập tức dắt Võ Giao, hướng Diệp Tà Thần đuổi theo. Ba người một đường ngự gió mà đi, càng ngày càng đến gần vạn khư thần điện. Ở trên đường, Diệp Thần ba người vậy đụng phải không thiếu vệ binh tuần tra, thật may ở Võ Giao che giấu hạ, ba người cũng không có bại lộ. Thậm chí, Diệp Thần còn đụng phải một khuôn mặt quen thuộc, vậy lại là đã từng sử thi thế giới nắm giữ, sử thi thiên quân. Sử thi thiên quân vậy đầu phục vạn khư. Diệp Thần thầm giật mình, sử thi thiên quân là sử thi kính khí linh, còn đã từng thành lập một cái khổng lồ sử thi đế quốc, thực lực khá là không tầm thường. Hôm nay sử thi thiên quân, ăn mặc vạn khư thần điện đặc chế trưởng lão đạo bào, hiển nhiên là đầu phục vạn khư. Suy nghĩ kỹ một chút, Vũ Hoàng cổ đế là đà đế cổ thần hiện tại thân, mà sử thi thiên quân chính là thờ phượng cổ thần chủ, đầu dựa vào vạn khư cũng là chuyện đương nhiên. Thật may, ở Võ Giao che giấu hạ, sử thi thiên quân vậy không đoán được Diệp Thần ngụy trang, chỉ là tò mò nhìn hắn mấy lần. Sử thi trưởng lão, thế nào? Ở sử thi thiên quân bên người, một cái xinh đẹp yêu dã cô gái lên tiếng, thanh âm kiều thúy câu hồn, để cho người nghe được nàng thanh âm, thì có dũng khí xương xốp giòn mềm cảm giác. Sử thi thiên quân thần sắc bình tĩnh, nói, không việc gì, chỉ là nhớ lại bạn cũ. Diệp Thần nghe được hai người đối thoại. Quay đầu vừa thấy, nhìn về phía vậy cô gái xinh đẹp, nội tâm nhất thời chấn động. Mới vừa hắn sự chú ý, hoàn toàn bị sử thi thiên quân hấp dẫn, ngược lại là không có chú ý người sau người bên người. Hiện tại cẩn thận vừa thấy, Diệp Thần liền phát hiện, đứng ở sử thi thiên quân bên người cô gái, tu vi hơi thở muốn so với sử thi thiên quân cường hãn rất nhiều, đơn giản là sâu không lường được. Hơn nữa, cô gái kia dung mạo, đặc biệt quyến rũ, đặc biệt diêm dúa. Diệp Thần cho tới bây giờ không có gặp qua, như thế diêm dúa người phụ nữ. Vậy cô gái xinh đẹp, cũng không có trang điểm, không trang điểm, nhưng anh đào môi đỏ mọng, câu tâm hồn người, trắng noãn da, như lột xác trứng gà, hai con ngươi như tích chứa thu thủy, để cho người nhìn một cái, liền bỏ không được rời đi ánh mắt. Còn có nàng vóc người,
vậy đặc biệt bốc lửa, ăn mặc một bộ màu đen bó sát người váy đầm dài, linh lung phù lồi đường cong, để cho người mơ tưởng viễn vong. Cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, phụ nữ kia cách cách cười duyên, hướng về phía Diệp Thần chen lấn một tí ánh mắt, mười phần dí dỏm hình dáng. Diệp Thần nhất thời cả người run rẩy liền một tí, có dũng khí vô hình thoải mái cùng vui thích, trong lòng lại khó hiểu có một cổ tà hỏa dâng lên. Nữ nhân này, thật là yêu nghiệt. Diệp Thần thầm giật mình, vội vàng ổn định tâm thần, quan tưởng tinh không cùng luân hồi, hóa giải được nội tâm tà hỏa. Nhưng mà, cái đó cô gái xinh đẹp hơi thở, nhưng để cho Diệp Thần cảm thấy hết sức quen thuộc. Từ vậy cô gái xinh đẹp trên mình, hắn bắt được một chút quỷ vương giới nhân quả, cùng Thiên Thương Hải có liên quan. Nàng chính là Thiên Thương Hải sư muội, thứ hai yêu cơ sao? Diệp Thần trong lòng âm thầm suy đoán, thiên cơ cảm ứng dưới, tựa hồ dòm ngó thấy vậy diêm dúa thân phận của cô gái. Trên người nàng nhân quả hơi thở, lại có thể cùng Thiên Thương Hải có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đã từng ở Thương Hải giới, Thiên Thương Hải cùng Diệp Thần nói qua, hắn có một sư muội, tên là thứ hai yêu cơ, là quỷ vương giới lớn thứ nhất người đẹp, Man Hoang Thánh Điện hộ giáo Pháp Vương. Thiên Thương Hải còn khẩn cầu qua, nếu như tương lai Diệp Thần đi quỷ vương giới, tiêu diệt Man Hoang Thánh Điện, liền bỏ qua cho sư muội hắn một mạng. Diệp Thần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thứ hai yêu cơ, lại có thể xuất hiện ở Vũ Hoàng Thiên Giới. Diệp Thần lo lắng bại lộ, thu hồi ánh mắt quang, không có lại xem. Hắn và Võ Giao, Diệp Tà Thần cùng nhau, rất nhanh đi tới Vạn Khư Thần Điện Sơn Môn. Vạn Khư Thần Điện Sơn Môn cực lớn, phòng thủ nghiêm mật, ba người nhìn nhau, tính toán làm sao lẻn vào đi. Hôm nay Vạn Khư Thần Điện, phá lệ náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, tựa hồ ở cử hành cái gì khánh điển vậy, các lộ tân khách ra ra vào vào. Diệp Tà Thần nói, ngày hôm nay không biết là ngày gì, Vạn Khư náo nhiệt như vậy, bất quá, người nhiều cũng tốt, thuận lợi chúng ta lẻn vào đi. Diệp Thần gật đầu một cái, tính toán lẻn vào phương pháp, chợt ở rất nhiều tân khách bên trong, thấy được một đạo quen thuộc bóng người. Vậy lại là Quy Trần, Ma Tổ Vô Thiên Thiện Niệm hóa thân. Diệp Thần thấy Quy Trần cũng tới, không khỏi lấy làm kinh hãi, trong đầu nghĩ, hắn làm sao tới. Phải biết, Quy Trần là Ma Tổ Vô Thiên Thiện Niệm hóa thân, là cựu Nhật Minh và Kiếm Môn tương lai tới tinh, có thể nói là Vạn Khư Thần Điện cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Quy Trần lại có thể vậy xuất hiện ở Vạn Khư. Quy Trần tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu lại, cũng nhìn thấy Diệp Thần, trong mắt toát ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Diệp Thần ở Võ Giao che đậy hạ, dịch dung cải trang, hơi thở hoàn toàn che giấu, người bình thường không phát hiện được. Nhưng, xem Quy Trần hình dáng, hắn hiển nhiên nhận ra. Diệp, Quy Trần đang muốn kêu lên. Diệp Thần một cái bước dài đi lên, làm một ra dấu chớ có lên tiếng, mang hắn đi qua một bên. Võ Giao và Diệp Tà Thần nhìn nhau, đều cảm ngưng trọng, vậy bước nhanh đi lên. Diệp đại ca, ngươi làm sao tới? Quy Trần mặt đầy kích động cùng mừng rỡ, nói. Diệp Thần hạ thấp giọng, nói ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao tới? Hắn cẩn thận ngắm nhìn Quy Trần, phát hiện Quy Trần hai tròng mắt, cùng so với trước kia, vô hình nhiều hơn một chút uy nghiêm cùng lãnh khốc, cùng hắn vậy thân thiết đơn thuần nụ cười, đặc biệt không xứng đôi. Ngươi ánh mắt, là Ma Tổ Vô Thiên ánh mắt, Diệp Thần lại hỏi. Quy Trần ảm đạm gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta cùng Lão Tổ dần dần dung hợp, Lão Tổ đem hắn cặp mắt, cũng đào lên, dung nhập vào trong cơ thể ta. Diệp Thần nội tâm đại chấn, trước đó Quy Trần đã bắt đầu cùng Ma Tổ Vô Thiên dung hợp, nhưng chỉ dung hợp một cánh tay. Bây giờ nhìn lại, dung hợp tiến trình gia tốc, lại liền cặp mắt đều bắt đầu dung hợp. Quy Trần dung hợp Ma Tổ Vô Thiên ánh mắt, lúc này hắn tu vi hơi thở, đã đủ để sánh bằng vô lượng cảnh hai tầng thiên, đại la kim tiên cảnh giới. Cho dù là Diệp Thần, dùng phổ thông thủ đoạn nói, cũng không có biện pháp đánh bại hắn. Một khi Ma Tổ Vô Thiên thân thể, hoàn toàn cùng Quy Trần dung hợp, đó đúng là vô thiên tân sinh. Chỉ là không biết, đến khi đó, Quy Trần có còn hay không ý thức của chính mình, thiện hay ác, còn rất khó nói. Quy Trần nói tiếp, ta phụng Lão Tổ mệnh lệnh, tới Vạn Khư Thần Điện dự tiệc, Vũ Hoàng Cổ Đế đã tạm thời cùng Lão Tổ hòa giải, bởi vì hắn muốn. Hắn muốn, nói tới chỗ này, dừng lại, muốn nói lại thôi. Diệp Thần nói, bởi vì hắn muốn tập trung tinh lực, toàn lực đối phó ta, có phải hay không?
Quy Trần gật đầu nói, ừ, Diệp đại ca, người muốn cẩn thận là hơn. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, xem ra hắn suy đoán được không sai, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Ma Tổ Vô Thiên hòa giải, chính là vì tập trung tinh lực, toàn lực diệt giết luân hồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngày hôm nay Vạn Khư cử hành tiệc, là muốn hoan nghênh ngươi sao? Diệp Thần nhìn Vạn Khư răng đèn kết hoa hình dáng, có chút hiếu kỳ hỏi. Quy Trần lắc đầu nói, không phải, ta nơi nào có mặt mũi lớn như vậy, ngày hôm nay Vạn Khư đặt tiệc, là muốn tiếp đãi Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả. Diệp Thần nói, Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả. Quy Trần nói, đúng vậy, này, ngươi xem, vậy sứ giả tới. Đưa tay chỉ về phía sau. Diệp Thần men theo Quy Trần chỉ nhìn lại, liền thấy một người mặc màu đen bó sát người váy đầm dài, vóc người bốc lửa, dung nhan tuyệt lệ xinh đẹp cô gái, ở một cái Vạn Khư trưởng lão dưới sự hướng dẫn, từ chân trời đáp xuống. Phụ nữ kia chính là thứ hai yêu cơ. Bầu bạn ở bên người nàng trưởng lão, dĩ nhiên chính là Sử Thi Thiên Quân. Thứ hai yêu cơ một hạ xuống, nhất thời mưa hoa rực rỡ, trong không khí tràn ngập xạ hương. Thấm vào lòng người, câu tâm hồn người. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở thứ hai yêu cơ trên mình, phát ra thán phục. Cái này thứ hai yêu cơ, đúng dịp cười xinh đẹp hề, mắt đẹp lưu phán, phong vận câu người, nàng quyến rũ ánh mắt quan sát toàn trường, rất tiếp xúc nhiều đến ánh mắt nàng nam tử, liền cảm thấy cả người xốp giòn mềm, tại chỗ phát ra rên rỉ. Điều này thật sự là một cái vô cùng diêm dúa người phụ nữ. Đủ để cho tu chỉ vạn năm cao tăng cũng phá vỡ. Quy Trần nhìn về phía thứ hai yêu cơ thời điểm, gương mặt cũng là hơi đỏ lên, hô hấp cũng dồn dập. Người chị này thật là đẹp à. Võ Giao vậy ngắm nhìn thứ hai yêu cơ, thán phục người sau xinh đẹp cùng phong vận. Diệp Thần đạo tâm chứng chạc, ngược lại là không có lại bị ảnh hưởng, nhưng lại kinh ngạc tại thứ hai yêu cơ thân phận, nói, nàng không phải Man Hoang Thánh Điện hộ giáo Pháp Vương sao? Làm sao thành Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả? Quy Trần nuốt nước miếng một cái, nói, nghe nói là bởi vì nàng quá đẹp, là quỷ vương giới lớn thứ nhất người đẹp, cho nên bị Tử Hoàng Tiên Cung đặc biệt mời là sứ giả. Ngày hôm nay nàng xuất sứ Vạn Khư, đoán chừng là bàn thái thượng công đức chiến chi tiết. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Chỉ gặp thứ hai yêu cơ như nổi bật nhất tinh thần, thừa nhận toàn trường người nhìn chăm chú, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lại hướng người chung quanh vẫy tay hỏi thăm. Vũ cười quyến rũ nói, các vị tốt. Rất nhiều người thấy nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, đều là tình đong đưa thần trì, kêu lên tiên sứ bình yên. Vạn Khư thần điện bên trong, có một đội đón khách trưởng lão đi ra, cung kính hành lễ nói, cung nghênh tiên sứ đại giá đến chơi, bệ hạ đã vì ngươi chuẩn bị tiệc chưa? Thứ hai yêu cơ che miệng cười duyên nói, vậy làm phiền các ngươi. Vừa nói cất bước vào Vạn Khư thần điện bên trong. Trong không khí vẫn cứ còn sót lại trước nàng thể thơm, tựa như xạ không xạ, tựa như đàn không đàn, để cho người ngửi lần trước miệng, liền giác cả người thoải mái. Rất nhiều các tân khách, rối rít sát theo thứ hai yêu cơ bước chân, vậy bước nhanh tiến vào Vạn Khư sơn môn bên trong. Võ Giao nhìn xem thứ hai yêu cơ vóc người bốc lửa kia, lại cúi đầu nhìn xem mình thiếu nữ thanh sáp ngực, tựa hồ có chút không hài lòng lắm, gò má đỏ lên. Diệp Thần ngược lại không có chú ý tới nàng cẩn thận. Chỉ là kinh ngạc thứ hai yêu cơ thân phận, không nghĩ tới người sau trừ là Man Hoang Thánh Điện hộ giáo Pháp Vương bên ngoài, vẫn là Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả. Khó trách Vạn Khư chính trọng như vậy, thậm chí muốn răng đèn kết hoa, đặt tiệc khoản đãi. Dẫu sao, Tử Hoàng Tiên Cung quá thần bí, là Hồng Quân lão tổ đã từng chỗ ở môn phái, là thời đại Hồng Hoang để lại cự phách, cũng là thế giới hiện thật phép tắc cuối cùng thủ hộ giả. Quy Trần nói, Diệp đại ca, các ngươi tới Vạn Khư, cũng phải cần tham gia tiệc. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói, không phải, ta tới là muốn tìm ít đồ. Quy Trần lấy làm kinh hãi, nói, ngươi nên sẽ không muốn đoạt lại Tu La Kiếm chứ. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Quy Trần lại có thể cũng biết Tu La Kiếm sự việc, xem ra Vũ Hoàng Cổ Đế đạt được Tu La Kiếm sau đó, liền trắng trợn tuyên dương truyền bá, nói rõ là muốn bắt Tu La Kiếm làm mồi dụ. Dẫn dụ Diệp Thần qua đi tìm cái chết. Mà giờ khắc này Diệp Thần, vậy thật xuất hiện ở Vạn Khư. Diệp Thần cũng không có trả lời thẳng, mà chỉ nói, Quy Trần, ngươi như thuận lợi, liền mang ta đi vào, ta có thể cho ngươi thù lao. Vừa nói, Diệp Thần bàn tay một chảo, không gian quy luật hội tụ, hóa thành một viên không gian hạt giống, ở nơi này viên không gian hạt giống bên trong,
hắn sắp xếp trên 1 triệu viên đan dược, tặng cho Quy Trần, coi là thù lao. Quy Trần khoát tay lia lịa, nói, không cần, không cần. Diệp đại ca, ta có thể mang các ngươi đi vào, chỉ mong ngươi cùng Vô Thiên lão tổ, sau này có thể cùng rõ ràng. Diệp Thần thở dài nói, coi như ta chịu hòa giải, Vô Thiên cũng không khả năng thả qua ta. Quy Trần trầm mặc xuống, không nói gì nữa, lập tức liền dẫn Diệp Thần, Võ Giao, Diệp Tà Thần 3 người, bước vào Vạn Khư Thần Điện Sơn Môn bên trong. Quy Trần có thư mời, cho nên rất thuận lợi liền có thể vào. Diệp Thần 3 người ngụy trang thành hắn người làm, cũng không có bị quá nhiều kiểm tra, cuối cùng đi theo thuận lợi tiến vào. Ở Vạn Khư chủ điện bên trong, phi thường náo nhiệt, tiệc đã chuẩn bị xong. Diệp Thần viễn xa liền thấy, Vũ Hoàng Cổ Đế ngồi ở ghế thủ lãnh phía trên, giữa eo đeo một thanh kiếm, đó chính là hắn mong muốn Tu La Kiếm. Thấy Tu La Kiếm, Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra một chút nóng bỏng, hận không được lập tức xông lên, đem Tu La Kiếm đoạt trở lại. Nhưng, Diệp Thần rất rõ ràng, ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế động thủ, chỉ có một con đường chết, cũng chỉ tốt đè xuống nội tâm ý niệm. Thật may Vũ Hoàng Cổ Đế, đang cùng thứ hai yêu cơ chuyện trò vui vẻ, vậy không phát hiện Diệp Thần tồn tại, Võ Giao che giấu rất khá. Diệp Tà Thần hạ thấp giọng, nói cháu trai, kiếm ở Vũ Hoàng Cổ Đế trên mình, chúng ta cướp không trở lại, trước hay là đi Thiên Kinh Các, tìm vậy cổ tịch. Diệp Thần gật đầu một cái, dưới mắt đoạt kiếm vô vọng, vậy chỉ có đi Thiên Kinh Các, tìm được vậy bản ghi lại phá hư vực tọa độ cổ tịch. Một khi tra được phá hư vực chỗ, tìm được ngoài ra một nửa Vô Hồng Thần Kiếm, liền có thể để cho ra ra hiểu không không, mượn dùng tương lai người tu vi. Đến lúc đó, cưỡng ép ra tay áp chế Vạn Khư, đoạt lại Tu La Kiếm, đều là có khả năng lớn sự việc. Quy Trần, lần này đa tạ ngươi, cáo từ. Diệp Thần chắp tay hướng Quy Trần nói cảm ơn nói tạm biệt, rồi sau đó liền cùng Võ Giao và Gia Gia cùng nhau, lặng yên không tiếng động rời đi. Hôm nay là Vạn Khư đặt tiệc thịnh làm ăn lớn, có rất nhiều tân khách, cũng ở đây Vạn Khư núi bên trong cửa, khắp nơi du lãm sơn thủy, cho nên Diệp Thần 3 người đi đi lại lại, cũng không có đưa tới người ngoài chú ý. Chỉ là, Thiên Kinh Các là Vạn Khư siêu tầm thần công bí tịch địa phương, đó là du khách cấm vào bí địa. Diệp Thần 3 người muốn đi Thiên Kinh Các mà nói, làm sao cũng sẽ dụ cho người nhìn chăm chú. 3 người dè đặt, một đường hướng Thiên Kinh Các đi tới. Ở trên đường, Diệp Thần mơ hồ bắt được một cổ quen thuộc hơi thở, đó là Thân Đồ Uyển Nhi mẫu thân, Thân Đồ Thiên Âm hơi thở. Hiển nhiên, Thân Đồ Thiên Âm liền bị tống giam ở vùng lân cận, nhưng, dưới mắt Diệp Thần, hiển nhiên khó mà rút người ra đi giải cứu. Thân Đồ tiền bối, thật xin lỗi. Sau này như có cơ hội, ta nhất định cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần khẽ cắn răng, ngầm hạ quyết tâm. Hiện tại giải cứu Thân Đồ Thiên Âm, không quá thực tế, tiến vào Thiên Kinh Các trọng yếu nhất. 3 người đi tới Thiên Kinh Các ra, chỉ gặp nhiều đội thiên quân tu sĩ, ở chặt chẽ tuần tra, phòng thủ đặc biệt nghiêm mật. Muốn cứng rắn xông đi vào, trừ phi đem những ngày qua quân canh phòng, toàn bộ giết chết, làm như vậy, tất nhiên kinh động Vũ Hoàng Cổ Đế. Ra ra, làm thế nào? Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Diệp Tà Thần, trầm giọng hỏi. Diệp Tà Thần ánh mắt híp lại, nhưng nhìn về phía Võ Giao, nói, bé gái, hôm nay chỉ có ngươi ra tay. Võ Giao có chút bối rối, nói, ra ra, ta có thể không, nhiều cao thủ như vậy, ta một người không có cách nào giải quyết. Diệp Tà Thần nói, không, ta không phải kêu ngươi dùng võ lực, mà là dùng từ bi tín niệm, đi cảm hóa bọn họ. Võ Giao ngẩn ngơ, rồi sau đó ánh mắt nặng luyện xuống, nói ta hiểu ý. Dừng một chút, Võ Giao hít sâu một hơi, chính là sải bước đi ra ngoài. Người nào? Những cái kia tuần tra thiên quân bọn thủ vệ, thấy Võ Giao xuất hiện, nhất thời cảnh giác. Các vị đại ca, mọi người cực khổ. Võ Giao nhoẻn miệng cười, vậy từ bi ánh mắt, mang khí tức tường hòa, như xuân phong hóa mưa vậy tràn ra đi. Toàn trường thiên quân bọn thủ vệ. Nhất thời ngây dại, nội tâm tất cả cảnh giác phòng bị, tiêu trừ không còn một mống, chỉ còn lại ngoan ngoãn ý niệm, hận không được muốn quỳ mọp ở Võ Giao quần hạ. Võ Giao nói tiếp, bệ hạ tiệc đã bắt đầu, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta đi. Một đám thiên quân canh phòng, nghe được Võ Giao mà nói, trong phảng phất cảm thấy không đúng, nhưng nội tâm lại bị một cổ lực lượng vô danh bao phủ, lại là rối rít thu hồi binh khí, xoay người rời đi Thiên Kinh Các, đi ra ngoài.
Rất nhanh, nơi có thiên quân canh phòng, toàn bộ rời đi. Lớn như vậy thiên kinh các, nhất thời thuộc về không đề phòng trạng thái. Diệp thần rất giật mình, trong đầu nghĩ, võ giao muội muội từ bi lực lượng, lại có thể cường hãn đến tình cảnh này, binh không máu nhận liền giải quyết tất cả. Võ giao từ bi, từ một góc độ khác mà nói, thật ra thì cũng là một loại tâm ma thủ đoạn, có thể khống chế tâm linh của người ta. Chỉ là, tâm ma là lấy ác niệm khống chế, từ bi chính là lấy thiện niệm. Nhân tâm có thiện niệm, chỉ cần là thiện niệm còn không mất đi, thấy võ giao nụ cười cùng ánh mắt, cũng sẽ phải chịu bị nhiễm, hoàn toàn quy theo từ bi lực lượng, giống như quy theo Phật môn. Diệp thần ở thoáng chốc tới giữa, nội tâm thoáng qua rất nhiều ý niệm. Hắn biết, vô luận là tâm ma, vẫn là từ bi, nói cho cùng, cũng chỉ là một loại công cụ, là chính là tà, vậy thì xem người sử dụng ý nghĩ. Cháu trai, đi thôi. Diệp tà thần thấy võ giao thành công, lập tức hướng về phía Diệp thần gọi một tiếng. Diệp thần phục hồi tinh thần lại, lập tức đi theo ra ra cùng nhau, lại mang theo võ giao, tiến vào thiên kinh các. Diệp thần dắt võ giao tay, nhưng cảm thấy bàn tay nàng lạnh như băng lạ thường, gương mặt cũng là trắng bệch không máu hình dáng, tựa hồ rất yếu ớt. Võ giao muội muội, ngươi thế nào? Diệp thần liền vội vàng hỏi. Võ giao miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói, Diệp thần ca ca, ta không có sao, chỉ là linh khí tiêu hao quá lớn. Võ gia dao động dùng từ bi lực lượng, khống chế tâm linh của người khác, tự thân vậy phải tiêu hao linh khí. Nàng mới vừa khống chế nhiều ngày như vậy quân canh phòng rời đi, tự thân tiêu hao 10 phần to lớn. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta và Gia Gia đi tìm cổ tịch là được. Diệp thần yêu thương sờ một cái võ dao gò má, móc ra chút khôi phục hơi thở đan dược, này nàng uống vào. Võ dao nhẹ khẽ gật đầu, liền ngồi xếp bằng ở trên đất, vận công điều tức. Diệp thần đứng lên, nhìn cái này to lớn thiên kinh các, nhưng là một hồi rung động. Vạn khư thiên kinh các, đặc biệt khổng lồ, một hàng kệ sách, sắp hàng chỉnh tề trước, phía trên bày đầy các loại cổ tịch, còn có một phiến phiến cổ xưa công pháp ngọc giản. Đây là vạn khư siêu tầm thần thông bí tịch địa phương, có thể nói là tuyệt đối cấm địa, vậy đệ tử nếu như không có cho phép, căn bản không tư cách vào tới. Ngày hôm nay vạn khư cử hành tiệc, khoản đãi tử hoàng tiên cung sứ giả, cái này thiên kinh các lại là không người, yên tĩnh. Diệp thần và Diệp tà thần nhìn nhau, nói, ra ra, chúng ta chia nhau tìm. Cái này thiên kinh các quá lớn, muốn tìm một bản cổ tịch, hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ. Diệp tà thần gật đầu một cái, lập tức liền cùng Diệp thần chia nhau tìm. Diệp thần ở một hàng kệ sách bên trong, bước nhanh lướt qua, tinh thần lực đảo qua một cái, liền có thể xác định có hay không mình muốn cổ tịch. Nhưng mà, tìm gần nửa canh giờ, Diệp thần vậy không có thu hoạch gì. Thậm chí, hắn coi như muốn cướp bóc một phen, vậy không quá thực tế. Rất nhiều chân quý thần công bí tịch, đều có đặc thù cấm chế bảo vệ, nếu như cưỡng ép phá cấm mà nói, rất có thể sẽ đưa tới bất trắc tai họa. Ở tầng thứ nhất kệ sách bên trong, tìm một lần, cũng không có thu hoạch sau đó, Diệp thần chính là leo lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai nơi cất giữ thần công bí tịch, càng chân quý, đáng tiếc bảo vệ cấm chế vậy cường đại hơn, phá giải không dễ. Diệp thần ở một hàng kệ sách bên trong, liên tục tìm, từ đầu đến cuối không có bất kỳ thu hoạch. Người đang tìm cái gì? Nhô lên lại vào lúc này, một đạo giọng nữ trong trẻo, ở Diệp thần sau lưng vang lên. Diệp thần sợ suất mồ hôi lạnh cả người, quay đầu vừa thấy, chỉ gặp một cái tươi đẹp thiếu nữ, đang ngưng xem nhìn hắn. Cô gái kia người mặc năm màu rực rỡ quần áo, bên người có mấy con bướm nhẹ nhàng múa lên, trong tay bưng một bản cổ thư. Gác lửng bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, rơi vào trên người nàng, có một loại điềm tĩnh đẹp. Mạc Thải Điệp. Diệp thần thấy được cô gái này, nhất thời chấn động. Cô gái này, lại là Mạc Thương Lan con gái, tinh thông mộng thuật pháp Mạc Thải Điệp. Trước kia Diệp thần, đối mặt Mạc Thải Điệp mộng, nhưng mà ăn rồi không thiếu đau khổ. Diệp thần gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thải Điệp, nhưng cảm thấy người sau trong tay cổ tịch, truyền tới một cổ đặc thù thiên cơ chập chờn. Đó chính là Diệp thần mong muốn cổ tịch. Phá hư vực tọa độ, liền ghi lại ở phía trên. Ha ha, Diệp thần, nguyên lai là ngươi sao? Mạc Thải Điệp che miệng cười một tiếng, ngắm nhìn Diệp thần. Võ giao không có ở đây Diệp thần bên người, hắn ngụy trang, cũng không có lừa gạt được Mạc Thải Điệp ánh mắt.
Ở Mạc Thải Điệp ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Thần cả người ngụy trang, đều là mây khói vậy tản đi, hiển lộ ra chân thật nhất hình dáng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy không ổn, chỉ cần Mạc Thải Điệp hô kêu một tiếng, vô số vạn khư cường giả, thậm chí Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng sẽ từng giết tới, hắn tùy thời có nguy hiểm tánh mạng. Trảm Thiên Cửu Kiếm, Thánh Vương Phách Giả. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, ngưng khí hoa kiếm, một kiếm mang Trảm Thiên vậy ác liệt uy thế, hướng Mạc Thải Điệp bổ đi, phải tiên phát chế nhân, đánh chết đối phương. Người tù vi lại tiến bộ. Mạc Thải Điệp nhìn Diệp Thần vậy bén kiếm thế, cũng không dám khinh thường, lật đật lui về phía sau. Đại Mộng Thiên Thu, Mộng Vạn Tượng, hạ xuống. Ngay sau đó, Mạc Thải Điệp bỏ lại trong tay cổ tịch, bóp một cái pháp quyết, chung quanh dâng lên mây khói vậy sương mù, bao phủ bốn phía. Diệp Thần tinh thần nhất thời có dũng khí vặn vẹo cảm giác, cả người tung bay đung đưa, lập tức liền từ thế giới hiện thật, bị đẩy vào mộng bên trong. Ở bên trong thế giới hiện thật mặt, Mạc Thải Điệp tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn, nhưng mộng trong thế giới, vậy thì rất khó nói. Lại muốn mộng bên trong giết ta. Diệp Thần hắc cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi này là một cái đặc biệt thế giới xa lạ, khắp nơi tràn ngập quỷ khí âm u hơi thở, núi đá, mặt đất, rừng rậm, đều có một loại đè nén bầu không khí. Phương xa trên đường chân trời, lại là có liền phiến liền mảnh cung khuyết, mơ hồ có quỷ tiếng khóc truyền tới. Nơi này là quỷ vương giới sao? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, nhất thời bắt được hết sức quen thuộc hơi thở, nơi đây, tựa hồ chính là trong truyền thuyết quỷ vương giới. Ha ha, đã đoán đúng, bất quá đây là mộng, ngươi cũng không cần quá kinh hoàng. Mạc Thải Điệp mỉm cười nói. Ngươi muốn một mình đối mặt ta, là tại sao không gọi người tới? Diệp Thần nghiêng nắm kiếm, hỏi. Hi hi, ta muốn thử một chút mình thực lực, nếu như ta có thể đơn độc giết chết trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, đó đúng là thiên đại công đức. Ngươi máu tươi, sẽ trở thành là ta sống lại phụ thân chất dinh dưỡng. Mạc Thải Điệp cười một tiếng, lộ ra hai cái răng khểnh, nụ cười nhưng là có chút tàn khốc. Vậy thì để cho ta xem, ngươi có bản lãnh này hay không? Hồng Mông Đại Tinh Không, mở. Diệp Thần không nói nhảm nữa, đột nhiên bước ra một bước, sau lưng nổ lên sáng chói hồng mông tinh không, một chút xíu ánh sao dạo rực, cả người khí thế bạo tăng. Hắn rất rõ ràng, cái gọi là mộng bí thuật, thật ra thì chính là ảo thuật, muốn không bị mộng ảo giác ảnh hưởng, vậy sẽ phải có mình lãnh vực. Sau lưng hắn tinh không, chính là hắn lãnh vực. Khi lấy được Thiên Võ Ngọa Long Kinh, tu luyện tinh không quan tưởng pháp sau đó, Diệp Thần tinh không bí pháp, cường đại hơn. Giờ phút này mở ra tinh không, hắn nhất thời đem cái này phiến mê ly mộng thế giới, cũng là biến dạng ra từng cái kẽ hở. Xuyên thấu qua vậy từng cái kẽ hở, có thể nhìn thấy bên ngoài thiên kinh các kệ sách. Ta phải đem ngươi, biến thành ta nô lệ, Thiết Vương tọa, cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt mang theo một chút ác liệt, trong tinh không hiện ra Thiết Vương tọa hư ảnh, hắn một kiếm chém ra, lau một cái cho đen kiếm khí, như sắt thép hắc chiều vậy. Lăn lăn về phía trước Mạc Thải Điệp lướt đi. Mạc Thải Điệp lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy thời khắc này Diệp Thần, thực lực cùng so với trước kia, không biết tăng tiến liền nhiều ít, cho dù ở nàng mộng trong thế giới, cũng là sát phạt tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng mộng ảo giác, cũng không có thể dung chuyển Diệp Thần chút nào. Hàng chữ quyết, nhanh. Mắt gặp Diệp Thần kiếm pháp như vậy hung hãn, Mạc Thải Điệp vậy không dám khinh thường. Vội vàng thi triển Phạm Thiên Thần Công bên trong hàng chữ quyết, thân như quỷ mị vậy, tránh thoát Diệp Thần kiếm chém. Suy, Diệp Thần kiếm khí hắc chiều, từ nàng lướt qua bên người, nhất thời để cho được nàng mới vừa đứng hư không, đều là ngay tức thì thiết hóa, biến thành sắt thép vách tường, chung quanh núi đá cây cối cũng là nhanh chóng thiết hóa. Diệp Thần mở ra Thiết Vương tọa, uy thế tương đối hung hãn, chỉ cần Mạc Thải Điệp dính liền một chút xíu sắt thép hơi thở. Nàng lập tức liền sẽ thiết hóa thành pho tượng. Phệ hồn châu, phá cho ta. Nguy cấp bên trong, Mạc Thải Điệp chán cũng là dịn ra một chút mồ hôi, cảm cái chết đến uy hiếp, không dám lại chút nào cười đùa cợt nhã, sử dụng một viên áo não hạt châu, hướng Diệp Thần bao phủ đi. Hạt châu kia chính là phệ hồn châu, đối tinh thần linh hồn, có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Nếu như là trước kia, Diệp Thần thấy viên này phệ hồn châu, có thể sẽ không so kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn không cần thiết. Phệ hồn châu sao, ta cũng có. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chợt sử dụng nhân đồ thánh bôi.
chỉ gặp ở nhân đồ thánh bôi màu vàng ly trên vách, bất ngờ nạm một viên hạt châu màu xám cho, cùng mạc thải điệp giống nhau như đúc, cũng là phệ hồn châu. Phệ hồn châu có 4 khối mảnh vỡ, Diệp Thần và Mạc Thải Điệp tất cả được 1. Thời khắc này Diệp Thần, hoàn toàn không sợ hãi Mạc Thải Điệp phệ hồn uy hiếp, trực tiếp cứng đối cứng. Hai viên hạt châu màu xám cho, tất cả bộc phát ra nồng nặc tà khí, đụng vào lẫn nhau quấn quanh, như hai cái màu xám cho hàng dài đánh nhau, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái gì? Mạc Thải Điệp mặt đẹp biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần cũng có một khối phệ hồn châu mảnh vỡ. Thậm chí là khảm nạm ở nhân đồ thánh bôi trên, tác dụng chậm to lớn, nàng hoàn toàn không cách nào dung chuyển Diệp Thần chút nào. Thiên tội kiếm ý, giết! Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, một đạo kiếm ý từ hắn ngón tay trên bung ra, đó là nhất là ác liệt, đáng sợ nhất thiên tội kiếm ý. Đạo kiếm ý này một bộc phát ra, Diệp Thần giống như là chấp trưởng thiên tội phạt cao nhất cổ thần, kiếm ý nghiền bạo không khí, phát ra nhọn gào thét, trong hư không xuất hiện vô số bão tuyết sấm. Như ngày tận thế tai kiếp vậy, hung hăng hướng Mạc Thải Điệp cổ chém tới. Thiên tội cổ kiếm kiếm ý, ngươi làm sao lĩnh ngộ? Mạc Thải Điệp thân thể mềm mại run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Phải biết, thiên tội cổ kiếm, nhưng mà cổ thần nhất tộc cao nhất thần khí à, người bình thường coi như dòm ngó gặp một chút bóng dáng, cũng phải lập tức gặp phải vô tận thiên tội sát phạt cắn trả. Nàng lại không nghĩ rằng, Diệp Thần lại có thể lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý. Ngày này tội kiếm ý bạo giết tới, Mạc Thải Điệp nhất thời liền cảm thấy cả người lạnh buốt, vô số thiên tai lôi kiếp, cuồng phong bạo vũ, băng tuyết hàn xương vân. Vân, phải đem nàng chìm ngập. Hàng chữ quyết, chui. Sống chết trước mắt, Mạc Thải Điệp không dám lại ham chiến, vội vàng lại bóp một cái hàng chữ quyết, lật đật đi bên ngoài chạy trốn. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Thần đột phá quá lớn, đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, nàng coi như lợi dụng mộng bí thuật. Đều không phải là Diệp Thần địch thủ. Có thể chạy đi nơi nào? Cho ta lưu lại. Diệp Thần hừ một tiếng, thiên tội kiếm ý phân quang hóa ảnh, diễn hóa ra mười mấy đạo kiếm quang, hiu 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 bay chém ra, rơi xuống đất hóa thành kiếm tù, đem Mạc Thải Điệp nhốt ở bên trong. Không tốt. Mạc Thải Điệp mặt đẹp trắng bệch, môi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Ở Diệp Thần liên tục sát phạt hạ, nàng tựa hồ liền nói tim cũng kế cận hỏng mất. Rên rỉ đi. Diệp Thần lắc người một cái, xuất hiện ở kiếm tù bên trong, bàn tay hung hăng giữ lại Mạc Thải Điệp cổ. Truyền tay tới một hồi nhỏ hết sức mềm mại xúc cảm, nhưng Diệp Thần không có động tĩnh. Mạc Thải Điệp cổ họng bị Diệp Thần nắm được, nhất thời hô hấp nghẹt thở, trắng noãn gương mặt, rất nhanh đổi đến đỏ bừng. Diệp Thần cũng không có gì thương hương tiếc ngọc ý, hắn rất rõ ràng, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn đột nhiên dùng một chút lực, liền bóp gãy Mạc Thải Điệp cổ. Mạc Thải Điệp nghiêng đầu một cái, tại chỗ chết đi, nhưng thân thể nhưng hóa thành từng cái ảo mộng vậy bong bóng, cô lỗ lỗ thăng thiên tiêu tán. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, biết nàng chân thân, không ở nơi này. Hắn giết chết, chỉ là nàng một giấc mộng cảnh huyễn thân thôi. Nhưng, xem Mạc Thải Điệp mới vừa vậy sợ hãi hình dáng, giấc mộng này cảnh huyễn thân, đối nàng hiển nhiên 10 phần trọng yếu. Bị Diệp Thần xóa bỏ, nàng tổn thất cực lớn. Hu hu hu. Theo Mạc Thải Điệp huyễn thân chết đi, toàn bộ mộng thế giới, cũng là hoàn toàn hỏng mất. Diệp Thần lần nữa trở lại thực tế, liền thấy vậy bản cổ tịch, đang đánh mất ở trước mặt mình. Cháu trai. Đây là, Diệp Tà Thần nghe được dị động, sắc mặt ngưng trọng chạy vội tới. Diệp Thần ca ca. Võ Giao vậy lật đật đi lên lầu tới, nàng điều tức một hồi. Lúc này hơi thở đã thoáng khôi phục, nhưng tưởng nhớ Diệp Thần, nhưng là trước mắt lo âu, mặt đẹp nhỏ trắng. Không có sao, đồ tới tay. Diệp Thần bàn tay cách không một chảo, đem vậy cổ tịch bắt, tiện tay lật nhìn một tí, quả nhiên liền phát hiện, trên cổ tịch mặt, ghi lại phá hư vực tọa độ, còn có môn phái thế lực phân phối, lịch sử sâu xa vân. Vân, cho ta xem. Diệp Tà Thần cũng là một hồi mừng rỡ, đem cổ tịch lấy tới. Nhất thời liền bắt được thiên cơ, ngoài ra một nửa vô hồng thần kiếm, quả nhiên ngay tại phá hư vực bên trong. Ra ra, Võ Giao muội muội, chúng ta đi thôi. Diệp Thần thật sâu cảm thấy nguy hiểm, mới vừa hắn giết chết Mạc Thải Điệp huyễn thân, người sau tất nhiên sẽ hướng Vũ Hoàng Cổ Đế tố cáo, một khi kinh động Vũ Hoàng Cổ Đế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay cổ tịch đã bắt vào tay,
cũng là thời điểm rời đi. Lục đạo luân hồi, hư không bể tan tành, mở. Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, trực tiếp cháy luân hồi máu tươi, rất miễn cưỡng mở ra một cái không gian đường hầm, sải bước đạp đi vào. Võ Giao và Diệp Tà Thần, theo thật sát Diệp Thần phía sau, cũng lớn bước đạp nhập không gian đường hầm bên trong, chuẩn bị rời đi Vũ Hoàng Thiên Giới, trở lại Tinh Nguyệt Giới. Ba người tiến vào không gian đường hầm, một hồi xoay tròn, cảnh sắc trước mắt biến ảo. Nhưng hạ một sát, bọn họ cũng không có truyền tống hồi Tinh Nguyệt Giới, mà là truyền đến một cái bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới địa phương. Bọn họ truyền đến Vạn Khư Thần Điện chủ điện, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế đặt tiệc, chiêu đãi Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả, thứ hai yêu cơ địa phương. Chủ điện tiệc đang thịnh, từng tờ một chạm hoa trên bàn, bày đầy chân tu món ăn ngon, mùi thơm xông vào mũi. Khách quý chật nhà, tân khách cả sảnh đường, đám người cười nói, mười phần vui mừng náo nhiệt. Diệp Thần ba người đột ngột xuất hiện, nhưng để cho toàn trường tân khách, rơi vào ngạc nhiên bên trong. Tất cả tân khách ánh mắt, đồng loạt hội tụ ở Diệp Thần trên thân ba người, tràn đầy nồng nặc vẻ khiếp sợ. Luân hồi chi chủ, Võ Giao tiểu thư, còn có. Diệp Tà Thần, bọn họ làm sao sẽ tới Vạn Khư, muốn chết sao? Trời ạ, ta không có hoa mắt chứ. Diệp Thần thằng nhóc này, lại dám xông vào Vạn Khư. Hắn là đi tìm cái chết sao? Từng đạo khiếp sợ tiếng nghị luận vang lên, còn có ly rượu té xuống đất thanh âm. Rồi sau đó, tại chỗ các tân khách, yên lặng xuống, một phiến vắng ngắt, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể sẽ xuất hiện ở Vạn Khư, thậm chí bên người còn mang Võ Giao cùng Diệp Tà Thần. Rất nhiều người không nhận biết Diệp Tà Thần, nhưng Võ Giao, bọn họ là tuyệt đối biết. Người bất kỳ chỉ phải xem Võ Giao một mắt, cảm nhận được trên người nàng từ bi hơi thở, thì biết nàng thân phận. Diệp Thần, Võ Giao, Diệp Tà Thần ba người, thấy mình lại có thể truyền tống đi tới tiệc hiện trường, cũng là hoàn toàn ngạc nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ra đầu tê dại, nhìn về phía trước. Chỉ gặp đại điện ghế thủ lãnh trên vị trí, Vũ Hoàng Cổ Đế ngồi ngay thẳng, ánh mắt híp lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, khẽ vuốt ve râu bạc trắng. Xem hắn hình dáng, tựa hồ đã sớm biết Diệp Thần muốn tới. Hắn bên trái ngồi Quy Trần, bên phải ngồi thứ hai yêu cơ, đứng phía sau một cô gái, chính là Mạc Thải Điệp. Mạc Thải Điệp thần sắc lạnh lùng, trầm tĩnh nhìn Diệp Thần. Quy Trần chính là kinh hoàng ngạc nhiên hình dáng, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần sẽ xuất hiện ở nơi này. Vậy thứ hai yêu cơ chính là hé miệng cười khẽ, một bộ xem kịch vui hình dáng. Luân hồi chi chủ, Võ Giao tiểu thư, Diệp lão tiên sinh, các người đại giá đến chơi, cũng không biết sẽ ta Vạn Khư một tiếng sao. Ha ha! Vũ Hoàng Cổ Đế cười lên, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng hớp một hớp rượu. Diệp Thần cả người như rơi vào hầm băng bên trong, nhất thời rõ ràng liền tất cả. Hắn mới vừa muốn truyền tống hồi Tinh Nguyệt Giới, nhưng truyền đến Vạn Khư chủ điện, rõ ràng cho thấy Vũ Hoàng Cổ Đế âm thầm làm tay chân, sửa đổi không gian quy luật. Từng luồng kinh khủng hơi thở, mang to lớn uy nghiêm, từ Vũ Hoàng Cổ Đế trên mình tản mát ra, cơ hồ để cho Diệp Thần nghẹt thở. Diệp Thần luân hồi mộ địa, còn có quanh thân binh khí pháp bảo, bao gồm luân hồi thiên kiếm, nhân hoàng thánh đao ở bên trong, đều bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa ở, hoàn toàn không cách nào vận dụng. Ở Vũ Hoàng Thiên Giới, thậm chí còn là ở Vạn Khư Thần Điện bên trong Sơn Môn, Vũ Hoàng Cổ Đế liền là tuyệt đối nắm giữ, người bất kỳ đều không cách nào phản kháng uy nghiêm của hắn. Toàn trường tân khách yên lặng như tờ, hoảng sợ nhìn Vũ Hoàng Cổ Đế. Mặc dù Vũ Hoàng Cổ Đế ngoài mặt là cười tủm tỉm hình dáng, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm thấy, hắn nụ cười sau lưng bên trong tích chứa đáng sợ ý định giết người. Cháu trai, đi mau. Diệp Tà Thần quát lên một tiếng lớn, trở tay một trường, rất miễn cưỡng nổ hư không, đánh ra một cái không gian lối đi, lại đem Diệp Thần và Võ Giao đẩy vào, mình lại một trường vỗ về phía Vũ Hoàng Cổ Đế. Ha ha, Diệp Tà Thần, ngươi nếu như tương lai thân hạ xuống, ta còn sẽ có ba phần kiêng kỵ, nhưng hôm nay ngươi, bất quá là một con kiến hôi thôi, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Vũ Hoàng Cổ Đế khinh thường cười một tiếng, lại có thể ngồi ở chỗ cũ trên không nhúc nhích, cứng rắn bị Diệp Tà Thần một trường. Phịch, Diệp Tà Thần hung hăng một trường, đánh vào Vũ Hoàng Cổ Đế trên ngực, nhưng không cách nào dung chuyển người sau chút nào. Ở Vạn Khư địa giới trên,
Vũ Hoàng Cổ Đế liền là tuyệt đối thiên thần, nắm giữ, chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Mượn vạn khư thần điện, tích lũy vạn thế khí vận, còn có Vũ Hoàng thiên giới địa mạch hơi thở, Vũ Hoàng Cổ Đế đơn giản là vô địch. Diệp Tà Thần toàn lực một trường, cũng không thể thương tổn tới Vũ Hoàng Cổ Đế chút nào. Ra ra! Diệp Thần kêu lớn một tiếng. Diệp Tà Thần sắc mặt kinh biến, lui về phía sau một bước, quay đầu nhìn xem Diệp Thần. Nhưng gặp Diệp Thần và Võ Giao, đều không cách nào thông qua không gian gian lối đi rời đi, nơi này không gian quy luật, đều bị Vũ Hoàng Cổ Đế sửa đổi, người bất kỳ đều không cách nào truyền tống rời đi. Đừng nghĩ chạy, đều lưu lại đi. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ một tiếng, bỗng nhiên một trưởng đánh ra, thi triển ra đấu chữ quyết, trắng xóa đấu sát khí, mang hào hùng uy áp, hung hăng hướng Diệp Thần ba người bao phủ đi. Diệp Thần nhất thời chấn động phố, chỉ cảm thấy Vũ Hoàng Cổ Đế uy thế mạnh, quả là tới không thể ngăn cản bước, đặc biệt là ở vạn khư thần điện bên trong, mượn thiên thời địa lợi khí vận, hắn một trưởng, đủ để tan biến chư thiên vũ trụ, đem Diệp Thần nghiền nát trăm lần có thừa. Hôm nay Diệp Thần, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tới giữa, cảnh giới chênh lệch vẫn là quá lớn, hoàn toàn không thể chống lại. Chân Long Tiên Phù, bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Võ Giao đứng ra, mắt đẹp mang vẻ ngưng trọng, đầu ngón tay nặn quyết động một cái, sử dụng 72 đạo Chân Long Tiên Phù. Từng đạo Chân Long Tiên Phù, huyễn hóa ra hình rồng, gầm thét chấn động, từng cái màu vàng thiên long vờn quanh thành một vòng, đem Diệp Thần, Võ Giao, Diệp Tà Thần thân thể, cũng bảo vệ đi vào. Phịch, Vũ Hoàng Cổ Đế một trưởng đánh tới, liền bị tầng tầng thiên long kim quang ngăn trở. Phốc xích, Võ Giao khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng bệch, tuy miễn cưỡng chặn lại Vũ Hoàng Cổ Đế nhất kích, nhưng hiển nhiên giá phải trả to lớn. Ha ha, cựu nhật thời đại linh phù, nhưng cái này điểm mánh khóe, các ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu? Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn vậy 72 đạo chân long tiên phù, lộ ra vẻ kinh dị, sau đó liền nở nụ cười lạnh. Những cái kia chân long tiên phù, cũng đến từ cựu nhật thời đại thiên võ tiên môn, là lấy trước cựu nhật chi chủ tự tay luyện chế, uy năng hết sức lợi hại. 72 đạo chân long tiên phù hội tụ vào một chỗ, thậm chí có thể ngăn cản tiên đế nhất kích. Thiên hoàng cổ trung, phá cho ta. Vũ Hoàng Cổ Đế không chút kinh hoàng, ở vạn khư thần điện bên trong, hắn có lòng tin oanh phá người bất kỳ phòng ngự. Lập tức, Vũ Hoàng Cổ Đế linh khí thúc dục, trong không khí xuất hiện thiên hoàng cổ trung hư ảnh, biến chứng ra du dương cổ xưa tiếng chuông. Một cái tiếng chuông, bể dâu bi thương, mang chấn áp hết thảy, xuyên thấu hết thảy lực lượng. Võ Giao bày ra 72 đạo chân long tiên phù, ở trên trời hoàng cổ trung dưới sự xung kích, từng cái thiên long đều bắt đầu vặn vẹo, héo rút, phát ra rên rỉ. Oanh! Không cần thiết đã lâu, tất cả chân long khí tượng, toàn bộ bị thiên hoàng cổ trung chấn áp xuống đi, tiên phù hình thành kim quang bảo vệ, cũng là hoàn toàn tuyên cáo tan vỡ, khí lưu kích động, để cho được chung quanh các tân khách, một hồi hỗn loạn. Vèo! Hỗn loạn bên trong, đột nhiên có một đạo bóng người bão tố bắn ra. Lại là Quy Trần. Quy Trần thừa dịp hỗn loạn, tay áo bào một quyển, sức lực gió nổi lên chỗ, cuốn lên Diệp Thần, Võ Giao, Diệp Tà Thần ba người, liền hướng bên ngoài chạy gấp đi. Thằng nhóc ngươi, đứng lại cho ta. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Quy Trần lại có thể ra tay, nhất thời tức giận. Hắn mời Quy Trần dự tiệc, chính là thương lượng cùng ma tổ vô thiên hòa giải, nào nghĩ tới Quy Trần lại có thể ngay trước mọi người không vâng lời vạn khư, phải cứu đi Diệp Thần các người, đây là đại bất kính cử chỉ. Dưới cơn thịnh nộ, Vũ Hoàng Cổ Đế thúc giục thiên hoàng cổ trung, một đạo tiếng chuông hóa thành nốt nhạc, mang sát ý mạnh mẽ, hướng Quy Trần sau lưng bắn tới. Quy Trần tuy dung hợp ma tổ vô thiên một cánh tay cùng cặp mắt, nhưng bàn về thực lực, tuyệt đối không phải Vũ Hoàng Cổ Đế địch thủ. Mắt xem hắn sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế đánh chết, nhưng vào lúc này, hắn bóp một cái thủ quyết, quát khẽ. Thiên ma tinh hải, ngự. Ấn quyết rơi xuống, ở Quy Trần sau lưng, ma khí nhô lên, hiển hóa ra một phiến mênh mông hải ma khí tượng. Đó là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, ma thần nhất tộc thần khí, thiên ma tinh hải khí tượng. Thiên ma tinh hải nổi lên, vô tận ma đạo giết hại cùng oán khí, nhất thời tại đại điện bên trong nổ, toàn trường tân khách cũng kinh hô lên, đạo tâm tu vi kém một chút người, bị thiên ma tinh hải hơi thở đánh vào, lại là tại chỗ tinh thần tan vỡ, phát ra nhọn kêu thảm thiết. Vũ Hoàng Cổ Đế nốt nhạc nhất kích, rơi vào thiên ma tinh hải bên trong, liền như châu đất xuống biển,
không có tung lên chút nào gợn sóng. À, thiên ma tinh hải, làm sao có thể? Vũ Hoàng cổ đế thất kinh, tuyệt đối không nghĩ tới, Quy Trần lại có thể nhúc nhích dùng thiên ma tinh hải lực lượng, mặc dù chỉ là nhàn nhạt một chút, nhưng vậy đủ kinh thế hãi tục. Thiên ma tinh hải, là ma thần tộc cao nhất thần khí, lực lượng mạnh mẽ, không phải người phàm có thể nắm trong tay. Vũ Hoàng cổ đế trong đầu nghĩ, Quy Trần thằng nhóc này, cùng ma tổ vô thiên thiện ác hòa vào nhau, tránh tà một thể, chẳng lẽ cái này trong sâu thẳm, lại có thể đột phá thực tế phép tắc hạn chế, trộm vào tay thiên ma tinh hải lực lượng. Hắn âm thầm cảm thấy không ổn, nếu như thiên ma tinh hải, rơi vào ma tổ vô thiên nắm trong tay bên trong, vậy đối với vạn khư vô cùng bất lợi. Phốc! Lúc này, Quy Trần nhưng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn bị Vũ Hoàng cổ đế nhất kích, thật ra thì cũng không có bị thương, nhưng mượn dùng thiên ma tinh hải lực lượng, nhưng là cắn trả to lớn, tại chỗ hộc máu. Cắn trả dưới, Quy Trần hơi thở không yên, không bảo vệ được Diệp Thần. Diệp Thần rớt xuống đất, lập tức bị Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Kiêu cùng mấy cái thiên quân lão tổ, gắt gao bắt được. Diệp đại ca, Quy Trần chịu thế dưới, đã trốn đến đại điện ra, thấy Diệp Thần bị bắt ở, trong lòng tiêu đốt vạn phần. Nhưng lúc này, vạn khư thần điện các nơi, nhiều đội tinh nhuệ vệ binh, vô số hộ pháp cường giả, gào thét tới, tình thế đã là vạn phần hung hiểm. Quy Trần khẽ cắn răng, vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang võ giao cùng Diệp Tà Thần rời đi, nhưng không cách nào cứu Diệp Thần. Truy đuổi. Vũ Hoàng cổ đế vô cùng tức giận, vẫy tay hét ra lệnh. Hồng Xuân Thu, Huyền Thiên Kiêu cùng Thiên Quân Lão Tổ, lập tức mang theo nhóm lớn cường giả. Ra đuổi theo giết Quy Trần. Diệp Thần thấy võ giao và Gia Gia đã bị Quy Trần cứu đi, trong bụng thư giãn một chút, nội tâm cảm ơn. Vũ Hoàng cổ đế hì hì cười nhạt, nói, luân hồi chi chủ, tuy nói võ giao và Gia Gia ngươi chạy, nhưng ngươi ngày hôm nay, tựa hồ nhất định phải chết ở ta trong tay, ta xem ngươi còn dẫy dụa như thế nào. Lạnh lẽo giọng, tại đại điện bên trong vọng về. Toàn trường các tân khách, kinh hồn phủ định, ngơ ngác nhìn Vũ Hoàng cổ đế. Lại nhìn xem Diệp Thần. Tất cả người trong lòng là một cái ý nghĩ, Diệp Thần ngày hôm nay chết chắc. Hắn rơi xuống Vũ Hoàng cổ đế trong tay, làm sao có thể còn sống. Nơi này là Vạn Khư Thần Điện Sơn Môn, là Vũ Hoàng cổ đế tuyệt đối bàn. Ở chỗ này, Vũ Hoàng cổ đế là vô địch tồn tại. Coi như Nhâm Phi Phàm và Nhâm Thiên Nữ cùng đi, cũng không thể chiến thắng Vũ Hoàng cổ đế, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần tự biết giữ nhiều lành ít, sắc mặt yên lặng, nhưng không nói nhảm nửa câu. Ngươi còn có gì ngôn gì, không nói sao? Vũ Hoàng cổ đế lạnh lùng nói. Diệp Thần hừ một tiếng, vẫn là yên lặng. Vũ Hoàng cổ đế gật gật đầu nói, rất tốt, ta ngày hôm nay liền đưa ngươi lên đường, ngươi yên tâm, Nhâm Phi Phàm và Gia Gia ngươi, còn có Nhâm Thiên Nữ, Võ Giao, Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết đám con gái, cũng sẽ rất mau đi xuống cùng ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng cổ đế một trưởng đánh ra, tiên đế kim quang tách thả ra, thì phải một trưởng đánh chết Diệp Thần. Đám người tân khách đều nín thở, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể ở ngày hôm nay, chính mắt làm chứng luân hồi chết. Diệp Thần cả người khí cơ cũng bị phong tỏa, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Hoàng cổ đế một trưởng, không ngừng ép tới gần, đem hắn đẩy về phía tử vong. Chậm. Nhưng vừa lúc đó, một đạo kiều thúy lại quả quyết giọng nữ vang lên. Diệp Thần sửng sốt một chút, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp mở miệng người nói chuyện, lại là Tử Hoàng Tiên Cung sứ giả, quỷ vương giới lớn thứ nhất người đẹp, Man Hoang Thánh Điện hộ giáo Pháp Vương, thứ hai Yêu Cơ. Yêu Cơ cô nương, người muốn làm chi? Vũ Hoàng cổ đế bàn tay dừng lại ở giữa không trung, cau mày nhìn thứ hai Yêu Cơ, nói. Ta vạn khư cùng luân hồi ân oán. Chắc hẳn Yêu Cơ cô nương cũng biết, nếu như ngươi muốn thay luân hồi chi chủ cầu tha thứ, ta khuyên ngươi chết liền điều này tim. Thứ hai Yêu Cơ khẽ mỉm cười, thanh âm nhưng lại khôi phục quyến rũ, nói, Vũ Hoàng bệ hạ, luân hồi chi chủ thân phận không phải chuyện đùa, ngươi như thế tùy tiện liền giết chết hắn, không khỏi đáng tiếc. Vũ Hoàng cổ đế nói, Yêu Cơ cô nương, cầu tha thứ nói cũng không cần nói. Thứ hai Yêu Cơ lắc đầu một cái. Tự cười như không nói, ta cũng không phải là xin tha cho hắn, ta chỉ là muốn mời điểm bằng hữu tới đây, vây xem luân hồi chi chủ chết, tình cảnh lớn như vậy, muốn đến ở Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, vậy có không ít người muốn chứng kiến.
Nàng giọng bên trong, ẩn hàm lãnh khốc dùng mình, cười híp mắt ngắm nhìn Diệp Thần, giống như nhìn một đầu đợi làm thịt dê con. Phú Hoàng cổ đế trong lòng động một cái, trong đầu nghĩ trực tiếp giết chết Diệp Thần, đích xác là có chút vội vàng cùng đáng tiếc. Vạn Khư Chu diệt luân hồi, đây là chuyện lớn bằng trời, đáng trắng trợn chúc mừng, trắng trợn tuyên dương, ngược lại không như lại mời nhiều một chút tân khách tới đây, chung nhau làm chứng Vạn Khư sự nghiệp. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng cổ đế cười một cái, buông xuống bàn tay, nói, cũng tốt, yêu cơ cô nương nói phải, tình cảnh to lớn, tự nhiên càng nhiều người làm chứng càng tốt. Thứ hai yêu cơ nháy mắt mấy cái cười nói, vậy, 7 ngày sau, lại chu diệt luân hồi như thế nào? Ta thừa dịp đoạn thời gian này, mời nhiều một chút bằng hữu tới đây, Vũ Hoàng bệ hạ, người cũng nên rộng tiệc tân khách, biểu thị công khai Vạn Khư phong công vĩ nghiệp. Vũ Hoàng cổ đế gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, không, 7 ngày kéo được quá dài, Diệp Thần thằng nhóc này, khí vận thâm hậu, trời mới biết sẽ có gì ngoài ý muốn, sáng sớm ngày mai xử tử hắn đi, ngày hôm nay chúng ta tất cả mời tân khách, thời gian cũng đủ rồi. Thứ hai yêu cơ nụ cười hơi cứng đờ. Sau đó lại không giấu vết cười nói, ở Vạn Khư thần điện bên trong, lại sẽ có gì ngoài ý muốn. Coi như ta Tử Hoàng Thiên Cung trưởng giáo, đạo đức thiên tôn đích thân tới, ở Vũ Hoàng bệ hạ ngươi trên địa bàn, cũng không phải ngươi địch thủ à. Ở Vạn Khư thần điện bên trong, Vũ Hoàng cổ đế chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận, là vô địch tồn tại. Vũ Hoàng cổ đế nhưng là cẩn thận mà ngưng trọng, cũng không nói thêm gì nữa, nói tóm lại, sáng sớm ngày mai xử tử thằng nhóc này. Là ta lớn nhất nhượng bộ, người đến sao, cầm hắn áp xuống đi, nhốt ở thiên tội kiếm trong tù mặt. Tả hữu hộ pháp bước ra khỏi hàng, kêu, ưng. Áp giải Diệp Thần đi xuống. Thứ hai yêu cơ thần sắc biến ảo, nhưng chớp mắt rồi biến mất, lại khôi phục cười tủm tỉm quyến rũ hình dáng, không người biết nàng đang suy nghĩ gì. Diệp Thần bị đặt đưa đến thiên tội kiếm tù, ngày này tội kiếm tù, là Vạn Khư mới xây lao ngục, do từng đạo thiên tội kiếm khí cấu trúc mà thành. Là Vũ Hoàng cổ đế tự tay bố trí, xây dựng ở vách núi trong bụng. Xem ra Vũ Hoàng cổ đế, vậy lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý, thậm chí so ta còn lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Thần nhìn cái này thiên tội kiếm tù, nội tâm âm thầm phỏng đoán trước. Vũ Hoàng cổ đế là tương lai cổ thần chủ, mà thiên tội cổ kiếm, chính là cổ thần nhất tộc cao nhất thần khí. Vũ Hoàng cổ đế có thể lãnh ngộ thiên tội kiếm ý, không hề hiếm lạ. Ở nơi này thiên tội kiếm tù bên trong, tràn đầy thiên kiếp lôi phạt, thiên tội trừng tai khí, có thể cho người mang đến cực lớn thống khổ. Nếu như là người bình thường, bị tống giam đến thiên tội kiếm tù bên trong, nhất định là thống khổ dị thường. Thật may, Diệp Thần cũng lĩnh ngộ thiên tội kiếm ý, hắn bị tống giam đến thiên tội kiếm trong tù, không những không có chút nào thống khổ, ngược lại có dũng khí như cá gặp nước cảm giác, tự thân kiếm đạo mơ hồ tinh tiến, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đi vào bên trong phòng giam, một phiến tối mờ, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, thấy cách đó không xa phòng giam, vậy nhốt một người, là một vị phụ nhân, cả người hiện đầy vết thương cùng dơ bẩn, đầu bù xù mặt dơ bẩn, đã không nhìn ra dung mạo bộ dáng. Nhưng, Diệp Thần một mắt tới giữa, nhưng bắt được hết sức quen thuộc hơi thở. Vậy lại là thân đồ thiên âm hơi thở. Thân đồ tiền bối, là ngươi sao? Diệp Thần thất kinh, hỏi. Phụ nhân kia nghe được Diệp Thần kêu lên, khẽ ngẩng đầu, mượn trời mờ tối tội kiếm ảnh ánh sáng, Diệp Thần thấy được phụ nhân kia hình dáng, quả nhiên là thân đồ thiên âm không sai. Thân đồ tiền bối, ngươi. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, tuyệt đối không nghĩ tới, thân đồ thiên âm vậy bị nhốt ở chỗ này. Nơi đây là thiên tội kiếm tù, tội nghiệt kiếm ý sát phạt cực kỳ khủng bố, phạm nhân thời thời khắc khắc cũng phải bị thiên kiếp lôi phạt khổ. Thần đồ thiên âm bị nhốt ở chỗ này, chắc là 10 phần đau khổ. Thần đồ thiên âm nhưng thật giống như không nhận được Diệp Thần, ánh mắt tĩnh mịch mà đờ đẫn, hoàn toàn không có ngày xưa thần thái. Lúc này, có hai cái Vạn Khư hộ pháp, đi qua níu thần đồ thiên âm, thô lỗ quát mắng, áp giải nàng rời đi. Hiển nhiên, Diệp Thần thân phận đặc thù, hắn sẽ bị một mình tống giam ở trên trời tội kiếm trong tù mặt, chờ đợi ngày mai giết. Diệp Thần vốn là lo lắng thân đồ thiên âm an nguy, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình ngày mai đều phải chết, lo lắng người khác thì có ích lợi gì. Ngày mai, chính là ta kết cục sao? Diệp Thần mê mang xuất thần, hắn ngón tay bóp động, liền liền suy diễn, cũng không thấy được một chút sức sống, trước mắt chỉ có vô tận hắc ám, bên tai hắn nghe được chết kêu gọi. Người khác ở Vạn Khư bên trong,
lại có ai có thể đem hắn cứu ra? Coi như Nhâm Phi Phàm và Nhâm Thiên Nữ tới, ở vạn khư trên địa bàn, vậy tuyệt đối không phải Vũ Hoàng cổ đế địch thủ, phí công chịu chết thôi. Nếu như là ở bên ngoài, có lẽ còn có thể mạo hiểm liều giết một phen, nhưng ở Vũ Hoàng thiên giới, hết thảy cũng không có ý nghĩa, Vũ Hoàng cổ đế khí vận ra chỉ quá mức to lớn, đơn giản là vô địch, ai tới đều là chết. Diệp Thần cả người khí cơ bị phong tỏa, hết thảy lực lượng đều không cách nào vận dụng, coi như muốn liều mạng cũng hợp lại không được. Chẳng lẽ ta thì phải như thế bất lực chết đi, ta không cam lòng. Diệp Thần khẽ cắn răng, nội tâm tràn đầy đau khổ cùng không cam lòng. Hắn nghĩ tới tử vong cùng thất bại, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình sẽ xem con chó vậy, bị vạn khư thần điện ngay trước mọi người giết. Xoát lạp lạp. Vậy hai cái vạn khư hộ pháp, ở mang đi thân đồ thiên âm sau đó, lại trở về, cầm trong tay đặc chế cùng xích sắt, cho Diệp Thần khóa lại. Rồi sau đó, lại có nhiều hơn vạn khư cường giả, chặt chẽ canh giữ ở thiên tội kiếm tủ bốn phía, nghiêm phòng bất chắc. Diệp Thần ở phòng giam bên trong, tự giác tử vong buông xuống, cũng không lý tới bên ngoài thay đổi, ngưng thần đánh thẳng vào trên mình phong tỏa, trong đầu nghĩ coi như phải chết, ở trước khi chết cũng phải cuồng chiến một phen, nhất định phải để cho vạn khư trả giá thật lớn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh tới buổi tối. Diệp Thần chợt nghe phòng giam bên ngoài, có tiếng bước chân truyền tới, còn truyền tới một hồi cô gái thơm dịu, người đặc biệt sảng khoái, lại có chút quen thuộc. Diệp Thần mở mắt vừa thấy, chỉ gặp một cái vô cùng diêm dúa, vô cùng quyến rũ cô gái, từ phòng giam bên ngoài đi tới. Nàng người mặc màu đen váy đầm dài, đặc biệt chặt thân, buộc vòng quanh vóc người bốc lửa, tựa hồ mới vừa tắm xong, tóc vẫn là ướt nhẹp, tản ra mùi thơm, hai vú nửa che, chọc người nhìn chăm chú. Trông chừng Diệp Thần hai cái hộ pháp, ánh mắt đều thẳng, nuốt nước miếng một cái. Cái này cô gái quyến rũ, chính là thứ hai yêu cơ. Tiên sứ đại nhân. Hai cái hộ pháp cung kính hướng thứ hai yêu cơ thi lễ, nên cũng không dám xem nhiều, rất sợ xúc phạm. Dẫu sao, thứ hai yêu cơ là tử hoàng tiên cung sứ giả, thân phận không phải chuyện đùa. Thứ hai yêu cơ nhẹ khẽ gật đầu, lại lạc lạc cười duyên lên, nói các người xem giữ một ngày, cũng mệt mỏi chứ. Một cái hộ pháp nói, đa tạ tiên sứ đại nhân quan tâm, tiểu nhân phụng mệnh làm việc, sao dám nói mệt mỏi. Thứ hai yêu cơ nhẹ khẽ thở ra một hơi, u lan vậy hương thơm tràn ngập ra, dùng giọng mê sảng nói nhỏ, các người đã mệt mỏi, ngủ một lát đi. Tiếng nói rơi xuống, vậy hai cái hộ pháp, lập tức mới ngã xuống đất, lại có thể bị mê hôn mê bất tỉnh. Ngươi, Diệp Thần thấy một màn này, thất kinh, ngạc nhiên nhìn thứ hai yêu cơ. Thứ hai yêu cơ đẩy ra cửa tù đi vào, cũng không cùng Diệp Thần nói chuyện, đột nhiên liền vuốt Diệp Thần cằm, thật sâu hôn môi một tí. Diệp Thần chỉ cảm thấy môi thơm tho, mềm mềm, một hồi ấm dịu dàng. Thứ hai yêu cơ mặt đầy xuân ý cùng quyến rũ, có chút không thôi buông Diệp Thần, nói, luân hồi mùi vị, quả thật là vui vẻ, khó trách Nhâm Thiên Nữ muốn ăn ngươi, ta cũng muốn ăn ngươi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi muốn làm gì? Thứ hai yêu cơ hì hì cười một tiếng, nhưng đặc biệt phóng đãng cùng to gan, ngồi cưỡi lên Diệp Thần trên đùi, hai cánh tay móc vào Diệp Thần cổ, sôi động thân thể cùng mềm mại, dán chặt đến Diệp Thần trên mặt. Ta ban ngày cứu ngươi, ngươi còn không cảm kích sao? Thứ hai yêu cơ tiến tới Diệp Thần bên tai, cắn một cái dái tai của hắn, có chút u oán nói. Diệp Thần cả người run lập cập, trong lòng không ngừng kêu yêu nữ, trầm giọng nói, ngươi vì sao phải cứu ta? Thứ hai yêu cơ cười nói, không tại sao, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết thôi, thật ra thì ta là luân hồi tín đồ, ngươi tin không tin? Diệp Thần yên lặng, không có trả lời. Thứ hai yêu cơ cười duyên lên, vậy đối với ngạo nghễ run lẩy bẩy, lại cúi đầu hôn Diệp Thần một tí. Diệp Thần cả người bị xích sắt cùm khóa lại, cũng không thể phản kháng. Thứ hai yêu cơ trừng mắt nhìn nói, lừa gạt ngươi, ta không có bất kỳ tín ngưỡng, chỉ là phụng trưởng giáo đại nhân mệnh lệnh, âm thầm tới giúp ngươi thôi. Diệp Thần nói, trưởng giáo đại nhân, là các ngươi tử hoàng tiên cung trưởng giáo, đạo đức thiên tôn. Thứ hai yêu cơ nói, đúng vậy, trưởng giáo lão nhân gia ông ta, thần cơ diệu toán, coi là đến ngươi ngày hôm nay sẽ đến vạn khư chịu chết, cho nên trước thời hạn kêu ta xuất xứ vạn khư, chính là vì ở ngươi có thời điểm nguy hiểm, giúp ngươi một tay. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, suy nghĩ cái này đạo đức thiên tôn,
thật đúng là thần bí khó lường, lại có thể tính đến ta xảy ra chuyện, không hổ là cổ thánh hiền. Theo Diệp Thần biết, Tử Hoàng Thiên Cung trưởng giáo, cho tới bây giờ không có đổi qua người. Nói cách khác, Đạo Đức Thiên Tôn vừa là trưởng giáo, cũng là Tử Hoàng Thiên Cung tổ sư gia. Năm đó Hồng Quân Lão Tổ, ở Tử Hoàng Thiên Cung lúc tu luyện, cũng là phụng Đạo Đức Thiên Tôn là trưởng giáo. Các ngươi trưởng giáo đại nhân, vì sao phải giúp ta? Diệp Thần hỏi. Thứ hai Yêu Cơ nói, trưởng giáo đại nhân từ chấp trưởng công đức tới nay, đã đưa lực bảo vệ thế giới hiện thật trật tự, tránh mồi lửa gặp phải không hơi thở ăn mòn, thậm chí tắt. Trưởng giáo đại nhân nói, ngươi là bảo vệ thực tế trật tự người chọn tốt nhất, ngươi không thể chết được. Nàng nói chuyện lúc đó, thân thể mềm mại thủy chung là dán chặt trước Diệp Thần, trong mắt quyến rũ mà câu hồn. Diệp Thần cả người khí cơ bị phong tỏa, đạo tâm phòng thủ cũng lớn giảm nhiều yếu, liền nghiêng đầu đi, miễn được từ mình bị yêu nữ này câu dẫn, nói, nhà các ngươi trưởng giáo, thật đúng là để mắt ta. Thứ hai Yêu Cơ cười nói, đương nhiên biết, liền Hồng Quân Lão Tổ, cũng đối ngươi sùng bái chu toàn, ta thường nghe thấy dưới, vậy thật sớm thích lên ngươi. Nàng nói chuyện lớn vô cùng gan, hoàn toàn không có một chút dè đặt, rất thẳng thắn biểu lộ ra mình thích. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta hiện đã là tù nhân, lại có cái gì tốt thích. Thứ hai Yêu Cơ cười nói, thua ở Vạn Khư dưới quyền, cũng không mất mặt. Diệp Thần nói, ngày mai sáng sớm, Vạn Khư liền muốn giết ta, ngươi có thể có biện pháp cứu ta đi ra ngoài. Diệp Thần cũng không muốn chết, nếu như thứ hai Yêu Cơ thật sự có biện pháp giải cứu hắn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Thứ hai Yêu Cơ nói, ngươi sợ chết. Diệp Thần yên lặng một tí. Sau đó gật đầu, nói ta sợ chết, ta còn có rất nhiều nguyện vọng chưa từng thực hiện. Thứ hai Yêu Cơ cười một tiếng, nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn, nhưng, ở Vũ Hoàng Cổ Đế mí mắt phía dưới, ta cũng không có biện pháp cứu ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, sau đó có chút thất vọng cùng tức giận nói, nếu ngươi không có biện pháp, ngươi cần gì phải tới đây. Thứ hai Yêu Cơ cười nói, ta không cứu được ngươi, nhưng mặc cho nhà vậy hai vị thiên tài có thể. Diệp Thần một hồi tiêu nghỉu, nói, Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ Tỷ. Sao, coi như là bọn họ, ở Vũ Hoàng Cổ Đế trên địa bàn, chỉ sợ cũng lật trời không được. Thứ hai Yêu Cơ móc ra một tấm phủ chiếu, nói, vậy hơn nữa Hồng Quân Lão Tổ đâu. Diệp Thần rất chấn động, nói, ngươi nói gì sao? Hắn nhìn về phía vậy phủ chiếu, thấy phủ chiếu bên trên, bất ngờ y Nhồng Quân hai chữ, tim nhất thời đập bịch bịch đứng lên. Thứ hai Yêu Cơ nói, Hồng Quân Lão Tổ, là ta Tử Hoàng Thiên Cung vạn đời tới nay, thiên tài xuất sắc nhất, hắn hôm nay, ở không lúc nào không bên trong, cũng là cường đại nhất ngoại thần. Nói đến Hồng Quân Lão Tổ thời điểm, thứ hai Yêu Cơ cũng là thu liễm thần sắc, không dám chút nào khinh bạc rộn ràng, giọng mang cung kính. Cường đại nhất ngoại thần. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, nếu như có Hồng Quân Lão Tổ phủ xuống nói, vậy mình đích xác có trốn bay lên trời hy vọng. Thứ hai Yêu Cơ nói, đúng vậy, tuy nói ra người tương lai thân, là ngoại thần thiên tôn, nhưng cũng không phải là mạnh nhất ngoại thần, là Hồng Quân Lão Tổ. Có Hồng Quân Lão Tổ cứu ngươi, ngươi tất sẽ không chết. Diệp Thần nói, ngươi có thể triệu hoán Hồng Quân Lão Tổ hạ xuống. Thứ hai Yêu Cơ cầm phù chiếu, lắc lắc đầu nói, ta cũng không bản lãnh cao như vậy, triệu hoán Hồng Quân Lão Tổ hạ xuống, cần phải hao phí to lớn giá phải trả. Diệp Thần nhẫn nại ở tâm khí, nói, ngươi nếu không có bản lãnh, như vậy phù chiếu ngươi từ nơi nào có được. Thứ hai Yêu Cơ bĩu môi, nói, ngươi chê ta không bản lãnh sao. Diệp Thần tự biết lỡ lời, vội vàng xin lỗi, ta không phải cái ý này. Thứ hai Yêu Cơ lại cười lên, ôm Diệp Thần cổ, hôn hắn một tí, nói, không cần nói xin lỗi, ta không tức giận, ta bản lãnh, đích xác không có Nhâm Thiên Nữ lớn như vậy. Phù này chiếu. Là trưởng giáo đại nhân ban cho ta, kêu ta giao cho Nhâm Thiên Nữ, nguy cấp thời điểm sử dụng, có thể triệu hoán Hồng Quân Lão Tổ hạ xuống, nhưng giá phải trả cực lớn, Thiên Nữ chưa chắc chịu dùng. Diệp Thần vội vàng nói, Thiên Nữ tỷ tỷ biết dùng. Hắn tin tưởng Nhâm Thiên Nữ, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cứu hắn đi ra ngoài. Thứ hai Yêu Cơ ai yêu một tiếng, nói Thiên Nữ tỷ tỷ. Kêu được thật đúng là thân thiết, ngươi có thể cũng gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói Yêu Cơ trước. Ho, Yêu Cơ cô nương, đừng ẩu tả, ngươi nếu có thể cứu ta đi ra ngoài, ta vô cùng cảm kích,
nhất định có trọng thù. Thứ hai yêu cơ nói, ngươi như muốn ta ra tay, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp thần nói, cái gì điều kiện? Thứ hai yêu cơ nói, ta xem qua tương lai, nhâm thiên nữ thành ngươi tiểu thiếp, ta cũng muốn làm ngươi tiểu thiếp, ngươi có nguyện ý hay không? Nói xong, thứ hai yêu cơ lại là nhẹ nhàng giải khai mình áo, lộ ra cả người da thịt trắng như tuyết, còn có vóc người bốc lửa. Diệp thần hoàn toàn ngây người, tuy biết luân hồi huyết mạch, đối với người khác phái sức hấp dẫn to lớn, nhưng nào nghĩ tới thứ hai yêu cơ, vừa thấy mặt đã phải lấy lại, nói muốn làm hắn tiểu thiếp. Cái yêu cầu này, thật sự là quá mức hoang đường, Diệp thần tại chỗ hết ý kiến. Thứ hai yêu cơ nói, ngươi không muốn sao? Diệp thần ho khan một tiếng, nói yêu cơ cô nương, ngươi. Ngươi không phải thiên thương hải tiền bối sư muội sao? Các ngươi còn có hôn ước trong người. Thứ hai yêu cơ bỉu môi nói, ngươi nói thứ nhất biển cả sao? Vậy hôn ước chỉ là gia tộc an bài, chúng ta đều không thích đối phương, không tính toán gì hết. Huống chi, thứ nhất biển cả cũng bị trục xuất quỷ vương giới, hắn hơn phân nửa đã chết, ngươi xách hắn làm chi? Diệp thần giải thích, thiên thương hải tiền bối còn chưa có chết. Thứ hai yêu cơ nhưng khoát khoát tay, mắt đẹp ngắm nhìn Diệp thần, cười hì hì nói, tốt lắm, không nói chi người khác, ta chỉ hỏi ngươi, có chịu thu nhận ta hay không làm tiểu thiếp. Ta không muốn tránh cung, chỉ cần có thể cùng ở bên người ngươi là được. Diệp thần không lời chống đỡ, nói yêu cơ cô nương, ngươi. Ngươi đây cũng là cần gì phải. Thứ hai yêu cơ cười duyên nói, trong thiên hạ người đàn ông, ta không có một cái để ý, ta sống không biết đã bao nhiêu năm, vẫn còn thân xử tử, cho tới hôm nay vì ngươi động tâm, ngươi phải tiếp nhận ta. Diệp thần nghe nàng giọng tuy nhẹ điêu, nhưng ý nhưng là ngưng trọng, suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài nói, như ta lần này có thể trốn bay lên trời, tương lai phi thăng không không, ta có thể nhận nạp ngươi. Thứ hai yêu cơ đại hỉ, lại cúi đầu hôn Diệp thần một tí, nói, được, một lời đã định. Nói xong, nàng mặc vào quần áo, thu liếm lại thần sắc khinh bạc, trịnh trọng nói, ta sẽ đem Hồng Quân lão tổ phù chiếu, liền đêm đưa đến thiên nữ trong tay, nhưng thiên nữ có chịu hay không cứu ngươi, đó là chuyện nàng. Diệp thần gật gật đầu nói, đa tạ. Thứ hai yêu cơ lại móc ra một phần thư mời, hàm thiếp trên in tím hoàng biết võ bốn chữ, nói, nếu như ngươi có thể sống sót, phần này thư mời, ta liền có thể đưa cho ngươi. Diệp thần sửng sốt một chút, nói, đây là thái thượng công đức chiến thư mời sao? Thứ hai yêu cơ nói, đúng vậy, thật ra thì trưởng giáo đại nhân, vẫn luôn muốn mời ngươi, nhưng suy tính đến ngươi có thể có kiếp số, cho nên tạm thời không đem thư mời phát cho ngươi. Ngày mai kiếp số, như ngươi có thể vượt qua, phần này thư mời chính là của ngươi, ngươi cũng có thể tham gia thái thượng công đức chiến. Diệp thần trong bụng bừng tỉnh, khó trách trước đây hắn một mực không nhận được thư mời, lúc đầu tử hoàng tiên cung bên kia, sớm biết hắn có kiếp số trong người, cho nên chậm chạp không phát. Ta đã tự ở trong tay người khác, ngoài ra cướp được thư mời. Diệp thần lại trả lời. Thứ hai yêu cơ cười nói, vậy thì tốt. Xem ra không cần ta phiền toái đi nữa, ngày mai kiếp số, hy vọng ngươi có thể yên ổn vượt qua. Diệp thần nói, thừa ngươi chúc lành. Thứ hai yêu cơ đứng lên, nhu tình mà quyến rũ nhìn Diệp thần, nói, đừng quên ngươi cam kết, tương lai cũng không muốn bỏ lại ta bỏ mặc. Diệp thần nhìn nàng vậy như thu thủy vậy câu hồn ánh mắt, tâm thần hơi rung động, nói, nhất định. Ở thứ hai yêu cơ sau khi đi, trông chừng Diệp thần hai cái hộ pháp cường giả, vậy tỉnh lại. Bọn họ đạo tâm cùng trí nhớ, tựa hồ cũng bị thứ hai yêu cơ mê loạn, hoàn toàn không có nhận ra được chút nào khác thường, tiếp tục canh chừng Diệp thần. Một đêm yên lặng, đến được sáng sớm ngày thứ hai, giết luân hồi thời khắc đến. Toàn bộ vạn khư thần điện, náo nhiệt sôi trào. Vũ hoàng thiên giới các nơi vương triều đế quốc, môn phiệt thế lực, còn có vạn khư chi nhánh tông phái, còn có ngoại giới rất nhiều tân khách, tề tụ ở vạn khư trên quảng trường, bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Ở quảng trường cánh bắc, tạm thời xây dựng một cái đài cao, Vũ Hoàng Cổ Đế đang ngồi ở trên đài cao, Hồng Xuân Thu, Lâm Khiếu không cùng Thiên Quân lão tổ, còn có Mạc Thải Điệp, thứ hai yêu cơ các người, đứng ở sau lưng hắn. Vũ Hoàng Cổ Đế mang trên mặt mỉm cười, trí đắc ý đầy, quan sát phía dưới. Vạn Khư Thần Điện bốn phía, trên trời dưới đất, cũng hiện đầy canh phòng, phòng bị tới cực điểm. Bệ hạ, người nói Nhâm Phi Phàm và Nhâm Thiên Nữ bọn họ biết hay không hạ xuống cứu người. Người nói chuyện, là Lâm gia lão tổ Lâm Khiếu không?
Trước đây ở tinh nguyệt giới, Lâm Khiếu không bị Mạc Thải Điệp gãy một cánh tay, thật may vậy chỉ là mộng, trở lại thế giới hiện thật sau đó, Lâm Khiếu không tay cụt đã khôi phục, ngày hôm nay phụ trách phòng thủ, chỉ sợ sẽ có kẻ địch hạ xuống, cưỡng ép cứu đi Diệp Thần. Vũ Hoàng Cổ Đế sờ một cái râu, ha ha cười một tiếng, nói ta chỉ sợ bọn họ không đến, bọn họ tới tốt hơn, như vậy ta liền có thể một lưới bắt hết. Nếu như ở bên ngoài, Vũ Hoàng Cổ Đế không chắc chắn trấn áp Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ các người, nhưng ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có lòng tin nghiền diệt hết thảy kẻ địch. Coi như Nhâm Phi Phàm và Nhâm Thiên Nữ, liên thủ hạ xuống, hắn đều có lòng tin, toàn bộ giết chết. Nhâm Phi Phàm lấy được Thiên Đế Kim Luân, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không thể khinh thường, bệ hạ xin thận trọng. Lâm Khiếu không trịnh trọng nói. Một bên Hồng Xuân Thu, nhưng là khinh thường nói, Lâm Khiếu không, ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, bệ hạ là vô địch tồn tại, ngươi lại lo lắng cái gì? Vũ Hoàng Cổ Đế nói, không cần ồn ào, ngày hôm nay ta muốn giết Diệp Thần vậy tiểu tử, trên trời dưới đất, ai tới cũng không cứu được hắn. Giọng mười phần cuồng ngạo, hắn đúng là cũng có cuồng ngạo vốn. Phía dưới tân khách, không biết là ai kêu một tiếng, luân hồi chi chủ tới. Rồi sau đó, tất cả mọi người ánh mắt, đều bị hấp dẫn. Chỉ gặp hai cái hộ pháp cường giả, áp giải Diệp Thần, đi tới trên quảng trường. Diệp Thần mang cùng cùng xích sắt, cả người khí cơ cũng bị phong tỏa, hình dáng khá là suy sụp tinh thần. Thằng nhóc này chính là luân hồi chi chủ. Hắn cuối cùng là chết ở Vạn Khư trong tay. Ta Vạn Khư vô địch thiên hạ, thế không thể đỡ. Coi như thằng nhóc này có đại khí vận, ngày hôm nay cũng không khả năng còn sống, ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, Vũ Hoàng bệ hạ là vô địch tồn tại. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, toàn trường người ánh mắt, cũng rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần từng bước một đi về phía giữa quảng trường, nơi đó sớm có một cái đao phủ thủ, cầm đao chờ. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, chung quanh tân khách ánh mắt, tương đương lạnh lùng. Hắn vừa nhìn về phía đài cao, chỉ gặp Vũ Hoàng Cổ Đế cao cao tại thượng, như vĩ đại nhất thiên thần vậy, phải ban cho dư hắn tử vong. Diệp Thần lại thấy được thứ hai yêu cơ, chỉ gặp thứ hai yêu cơ không dấu vết, hướng về phía hắn chớp mắt một cái. Xem ra vậy Hồng Quân phù chiếu, đã đưa đến Thiên Nữ tỷ tỷ trong tay. Diệp Thần thấy thứ hai yêu cơ tư thái, tâm thần thoáng bình tĩnh. Vũ Hoàng Cổ Đế kiêu căng hừng hực, coi như Nhâm Phi Phàm và Nhâm Thiên Nữ tới, cũng rất khó cứu ra mình, nhưng nếu như triệu hoán Hồng Quân lão tổ hạ xuống, vậy cũng đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Luân hồi chi chủ, đời này ngươi, rốt cuộc phải chết ở ta trong tay, ha ha ha. Ta sẽ ở này, chung kết luân hồi sứ mạng, ngươi có thể yên nghỉ. Vũ Hoàng Cổ Đế quan sát Diệp Thần, nở nụ cười lạnh, tiếng cười bên trong khó nén kích động cùng mừng rỡ. Vạn Khư cùng luân hồi, đánh nhau lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc phải phân ra thắng bại. Quảng trường bốn phía Vạn Khư các đệ tử, bộc phát ra một hồi nhiệt liệt hoan hô cùng kêu gào. Từng trận trống trận tiếng sấm, lại đang bốn phía vang lên. Diệp Thần bị giải đến giữa quảng trường, quỳ xuống, vậy đao phủ thủ giơ lên đại đao, thì phải một đao chém nứt đầu hắn. Nhưng mà vào lúc này, trên bầu trời mặt trời, đột nhiên nổ bắn ra ra một đạo nóng rực kim quang, bắn vào vậy đao phủ thủ trên mình. Vậy đao phủ thủ kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bị nóng chảy, hóa thành cho tàn. Chung quanh có mấy cái Vạn Khư cường giả, cũng là ngay tức thì bị mặt trời động kim quang mặc, hóa thành bụi bặm. Một tia ánh mặt trời, rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần nhất thời cảm thấy một hồi ấm áp, trên mình cùng xích sắt toàn bộ nóng chảy hết, da lại không bị một chút phỏng, bị phong tỏa khí cơ, cũng là lần nữa khôi phục lưu loát. Oanh! Hơi thở một khôi phục, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, luân hồi huyết mạch bốc cháy, từng cục luân hồi huyền bi, rất nhiều thiên kiếm, hoàng tuyền đồ, nguyện vọng thiên tinh, nhân đồ thánh bôi, nhân hoàng thánh đao vân. Vân pháp bảo binh khí, đồng loạt tuôn ra, xúc thế đãi phát. Cái này một tí nổi lên biến cố, toàn trường đều kinh hãi. Vũ Hoàng Cổ Đế thần sắc âm trầm, nhưng cũng không có hốt hoảng, như cũng ngồi ngay thẳng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chỉ gặp bầu trời bên trong, vậy một vòng mặt trời, xuất hiện dị biến, lại có thể biến thành một cái kim luân, linh khí như vòng xoáy vậy chuyển động, uy thế dâng trào, chính là trong truyền thuyết cao nhất thần khí, Thiên Đế Kim Luân. Ở Thiên Đế Kim Luân bên trong, hiển hóa ra năm đạo thân ảnh, theo thứ tự là
Nhâm Phi Phàm, Nhâm Thiên Nữ, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Quy Trần,